chương 81, Đại Kết Cục. Dịch, Chi Sửa, rút Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ, là một cuốn tiểu thuyết oai oai ngựa đực. Điểm này, ngay từ khi bắt đầu, đã được nói rõ rồi. Thẩm Thanh Thu, là một thằng nam không thẹn với lòng, trời đất chứng giám. Điểm này, hắn ngay từ khi sinh ra, đã tự mình xác định rõ ràng rồi. Thế nên, nếu lúc mới mở ra cuốn truyện Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ, kỳ quái bá không chút gượng ép, bá vượt cả phong cách và trình độ của bản thân này, có người nói cho thẩm viên, ấy, mải sắp đi chơi gây, hơn nữa còn cùng nam chính cuốn chuyện này chơi gây, hơn nữa. Còn là chính mải tự mình nằm sắp xuống dâng lên cho người ta chơi, hắn nhất định sẽ cầm toàn bộ tuyển tập 14 cuốn, cùng ngạo tiên ma đồ, dày như gạch cho kẻ đó biết thế nào là như từ. Lúc này, hắn trôi trong không gian hư vô đã từng ở lúc vừa mới bắt đầu tiến vào thế giới này, lắng nghe hệ thống âm thanh trước sau như một, hệt như tiếng Google Translate, truyền đến khắp mọi ngóc ngách của hệ thống. Xin chào thông qua sự nỗ lực không mệt mỏi và tích cực phối hợp của ngài, chỉ số các hạng mục đã đạt đến tiêu chuẩn yêu cầu để thăng cấp. Hệ thống vô cùng vinh hạnh thông báo đến ngài, quý ngài đã thăng lên tài khoản VIP cấp 1. Tới đây đặc biệt lưu ý với ngài, tài khoản VIP có thể bắt đầu sử dụng tính năng cao cấp, tự cứu. Trong tình huống chỉ số sinh mạng rơi xuống thấp nhất, có thể phun máu hồi phục một lần. Phun máu sống lại, đây là đãi ngộ của VIP, qua mở nó tốt bụng. Thẩm thanh thu nói, cái gì vậy? Tính năng tự cứu này, chỉ có thể dùng một lần. Chỉ có thể dùng cho mình ta. Hệ thống, giải thích chính xác, thẩm thanh thu lập tức nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hắn trước đó đã hút đi hơn nửa lượng ma khí trên người lạc băng hà, giờ đây cho dù có hủy đi tâm ma kiếm, hẳn cũng sẽ không tạo nên ảnh hưởng đáng kể gì cho lạc băng hà. Vốn tưởng rằng bản thân gần như chết chắc rồi, tên nhóc đó đã khóc lóc ỉ ôi đòi chết cùng hắn. Lúc này dùng tính năng tự cứu rồi, y ngàn vạn chớ có ngớ ngẩn mà tự sát theo đó thẩm thanh thu vội hỏi lạc băng hà thì sao y hiện tại thế nào rồi hệ thống trước mắt quyền hạn của ngài không thể tìm hiểu vấn đề liên quan đến năng lượng tổng xin hỏi cô muốn xem toán lược lịch sử thành tựu đã là viết rồi sao vẫn không thể tìm hiểu thẩm thanh thu vội đến nóng ruột nóng gan nhưng cái thói của hệ thống hắn sớm đã ghét rồi không đủ là không đủ không cho hỏi là không cho hỏi gấp hơn cũng vô dụng hệ thống xin hỏi cô muốn xem toán lược lịch sử thành tựu được thôi xem ra trò này không xem không được thẩm thanh thu phẩy tay, xem xem xem, xem mau. Theo cùng một chàng BGM hân hoan, hệ thống chậm rãi kéo xuống một bảng liệt kê thành tựu dài như tờ sớ, lượng tránh lôi điểm đạt trên 20, bỏ tác, thiên lôi cuồn cuồn, đạt huân chương, điểm bừa hơi nhiều. Lược sử chỉ số ngầu điểm cao nhất vượt 5.000, giành được huân chương, đói chuyện đọc được. Quá mức cầu huyết trên 3 lần, giành được huân chương, cầu huyết ngập đầu. Cắt bớt tình tiết dài dòng và chi tiết không quan trọng, bỏ tác, dài dòng vô địch bổ sung đầy đủ nhân vật ẩn giấu, cơ bản lớp hố hoàn tất, bỏ tác, hố trải khắp đất. Chỉ số độ sướng vượt qua phạm vi thống kê, giành được huân chương, dùng tự thẩm được. Đạt đến tiêu chuẩn đề nghị của hệ thống, một câu ngắn gọn, câu chuyện một trung nhị lụy tình muốn hủy diệt thế giới. Nhìn đến dòng này, thẩm thanh thu, hoàn toàn không thể phản bác, tay vẫy bái bai, nghĩ kỹ lại, quả thực, kể từ khi hắn trùng sinh đến nơi này, cuồng ngạo tiên ma đồ, đã từ một cuốn văn ngựa được sắc tình vô hạn biến thành chuyện tình cầu huyết bế tắc dở hơi của một vị trai tân. Có điều, nhìn hàng huân chương tỏa sáng lấp láng này, thẩm thanh thu kỳ thực âm thầm có chút bội phục bản thân. Tác giả không lấp hố, ông đây tự mình đến lấp, oách không? Trong lịch sử văn ngựa được, có độc giả nào như hắn, xả thân lấp hố, trực tiếp kéo độ ngầu của quyển sách này lên tới đẳng cấp như vậy, giành được nhiều mục danh dự như này chứ? Mặc dù hướng đi có hơi chạch, nhưng ít nhất, đây mới chính xác là, mài giỏi mài lên, không thì ngậm mồm bỗng nhiên thẩm thanh thu để ý thấy góc trái phái trên danh sách giải thưởng có một ký hiệu màu hồng nho nhỏ hắn biết ký hiệu đại diện cho nam đại diện cho nữ thấy có chút kỳ lạ ký hiệu này là gì hệ thống thể hiện thành tích giành được ở các mục trong danh sách là phân thưởng cho phái nữ thẩm thanh thu mày đùa tao à hệ thống phân loại tác phẩm của cuống ngạo tiên ma đồ đã thay đổi đợi đã sao lại bị phân thành xô so xô -so? Chẳng trách loại tình tiết vừa quái đản vừa cầu huyết này lại có thể giành được nhiều huân chương như vậy, hóa ra là bị phân thành sâu dô rồi. Sâu dô sao còn có huân chương, dùng tự thầm được, các cô cầm cái gì mà thầm? Chẳng lẽ này là từ đấy chủ trạm sao bị đá sang nữ tần sao rồi sao? Chủ trạm và nữ tần là hai trăm chuyện lớn của tàu, giống như tấn giang. Chủ trạm là chi tiên trông quân quang, gồm tất cả các thể loại, đối tượng rộng hơn tấn giang, nam nữ đều đọc được. Nữ tần là chi tiên nu xâm quang một nhánh của chủ trạm chuyên dành cho phái nữ văn áp lên hai trang này cũng được phân loại thành văn chủ trạm và văn nữ tần không đúng sự thật có lẽ còn đáng sợ hơn thẩm thanh thu bỗng nhớ ra từ sau khi hệ thống thăng cấp giao diện thay hoàn toàn bảo sao có chút quen mắt phong cách và tông màu của giao diện này giống với giống với diễn đàn lục tấn giang sao trong truyền thuyết á sao tấn giang có hai trang lục tấn giang và hồng tấn giang lục tấn giang là trang chủ nơi đăng truyện hồng tấn giang là diễn đàn để thảo luận hồng tấn giang giao diện màu hường phấn có thể di di để kiểm chứng kể từ ngày đầu tiên trùng sinh ngụm máu lâu ngày vẫn luôn nhịn đến tận hôm nay cuối cùng cũng bị thẩm thanh thu vì biết được chân tướng phun ra hắn hướng bàn tay nhị khang sao lên trời đừng trong phòng tĩnh lặng mất hai giây a lê những cái đầu đen đen chợt vây lên ninh anh anh minh Phạm, tề thanh thê mộc thanh phương một đống người chen trúc một bên giường mồm năm miệng người thẩm thanh thu bị ồn đến não quặn đau cái gì cũng nghe không rõ gập lưng ôm đầu chỉ nghe liễu thanh ca nói tránh hết ra hắn vừa nói những người khác lập tức ngậm miệng tiền bối hậu bối lẻ lưỡi ủ rũ lùi ra vị trí trống được liễu thanh ca thế vào hắn khoanh tay đứng đến bên giường thẩm thanh thu khó khăn lắm mới nhìn thấy một người đáng tin cậy túm lấy hỏi lạc băng hà đâu mặt liễu thanh ca bỗng đen lại nói chết rồi thẩm thanh thu chết rồi không phải chứ y thực sự ngu mốc mà tuấn tình rồi, nhìn dáng vẻ của Liễu Thanh Ca, không giống nói đùa, Liễu Thanh Ca cũng chưa từng nói đùa. Thẩm Thanh Thu bỗng ngồi bật dậy, động tác quá mạnh, một cơn đau nhói bỗng chuyển đến từ dưới mông. Mặt hắn nháy mắt vặn vẹo, dầm một tiếng, lại ngã xuống. Phản ứng này quá mức khoa trương, Liễu Thanh Ca như thể kinh ngạc vô cùng, cộp 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 lùi ra sau ba bước, lúng ta lúng túng, như muốn tiến đến cất lời, lại như muốn co chân chạy. Tề Thanh Thê túm lấy hắn, gào lên ngươi nhìn ngươi xem ngươi nhìn ngươi xem làm cái gì đây đã bảo người chưa dọa hắn mà trực tiếp làm người ta sợ chết ngất luôn rồi thẩm thanh thu nằm trên giường giơ tay ta không mất ta chỉ là đau mông nhất thời không mùi được ninh anh anh trước nay sợ nhất phong chủ bách chiến phong lần này gan thế nhưng lại to lên dậm chân với liễu thanh ca liễu sư thúc sao người có thể như vậy cho dù người có không thích a lạc thế nào đi nữa nhưng biết rõ sư tôn mới tỉnh không chịu được đà kích người người còn tùy tiện nói tùy tiện trù ẻo y chết trên mặt ngục thanh phương cũng tràn đầy trách móc liễu sư huynh huynh như vậy thực không hay không hay một chút nào liễu thanh ca lần đầu tiên trở thành mục tiêu công kích của mọi người hắn vốn không giỏi ăn nói trực tiếp lùi về bên bàn hậm hực nói ta không nói nữa một tay thẩm thanh thu xoa huyệt thái dương một tay đấm lưng ai nói cho ta biết rốt cuộc y đã chết hay chưa tề thanh thê đáp chưa chết tên tiểu tử đó tưởng rằng ngươi không xong rồi, suýt chút nữa đi theo ngươi, sau đó mộc sư đệ nói ngươi không sao, vẫn còn thở, y sao nỡ chết. Quả nhiên là vậy, may mà chưa sôi hồng bỏng không? Thẩm thanh thu biết những lời lúc nãy liễu thanh ca nói là lời lúc tức giận, nhưng cũng đã bị dọa mất vài giây, có chút không giữ được bình tĩnh, phê bình, liễu phong chủ đừng như vậy có được không? Ta là tin tưởng ngươi nên mới hỏi ngươi đầu tiên, ngươi làm quá ta thất vọng rồi, liễu thanh ca chừng hắn. Thẩm thanh thu nào sợ hắn chừng, chậm rãi ngồi dậy chọn một tư thế không đè mông quá đau hỏi rốt cuộc là có chuyện gì ta sao lại trở về thanh tĩnh phong rồi mai cốt lĩnh thì sao lạc băng hà đâu tề thanh thê đáp đừng lo về mai cốt lĩnh nữa sớm nổ rồi thẩm thanh thu lập lại nổ rồi tề thanh thê nói ngươi cùng lạc băng hà không phải đã hủy tâm ma kiếm ở mai cốt lĩnh rồi sao thời khắc kiếm gãy cả ngọn núi đã nổ rồi mình phàm chen đầu vào bên giường nói đúng vậy đúng vậy sư tôn hơn nửa ngọn núi va lên mặt băng, va thành một cây hố lớn, sau đó băng trên lạc xuyên đã tan hết. Người và lạc băng hà đều rơi xuống lạc xuyên, là liễu sư thúc vớt hai người lên đó. Thẩm thanh tu đang đón lấy trà ninh anh anh dâng lên, chuẩn bị uống, may mà chưa uống, không thì chắc chắn đã phun ra rồi. Hai người, thẩm thanh tu trột dạ liếc liễu thanh ca, á à đủ, nếu nhớ không nhầm, chuyện này sao có thể nhớ nhầm, hắn khi đó vừa mới cùng lạc băng hà làm xong chuyện kia á mặc dù sau đó lạc băng hà đã mặc quần áo cho hắn nhưng biết bao bằng chứng phạm tội tàn dư trên người dựa vào đôi mắt tinh tường của liễu đại thần không nhìn ra điểm dị thường đấy mới là lạ bảo sao liễu thanh ca một mực dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn hắn chằm chằm bại hoại thuần phong đó tề thanh thê cảm giảm vừa vớt đã vớt được hai người ôm chặt đến hệt như cương thi tách thế nào cũng không ra nhiều người đang nhìn như vậy mà có mất mặt không dưới con mắt chằm chằm của quần chúng ôm mà rơi khỏi mai cốt lĩnh thẩm thanh thu hối hận vạn phần, nhìn tránh vạn tránh, vẫn tránh không được xuân sơn hận có thêm tư liệu mới. Nhưng dựa vào lối suy nghĩ của Lạc Băng Hà, cơ nhiên không trực tiếp đem hắn đi, mà lại chịu ngoan ngoan đưa hắn về thanh tĩnh phong, này cũng quá kỳ quái rồi. Thẩm thanh thu thấy không bình thường, gặng hỏi, vậy rốt cuộc hiện tại Lạc Băng Hà đang ở đâu? Vẫn là ninh anh anh ngoan ngoãn hiếu thuận, nói, sư tôn người ngủ nhiều ngày như vậy không tỉnh, y đương nhiên là đi tìm linh dược cho người rồi tìm linh dược quái gì chứ khó khăn lắm mới đại nạn không chết phun máu sống lại tên nhóc này không quỳ bên giường chờ hắn tỉnh ra ngoài chạy loạn cái gì loại chuyện vặt vãnh này giao cho tiểu đệ tử làm ninh anh anh nhỏ giọng thỏ thẻ còn không phải là bị các vị sư thúc sư bá đuổi khỏi núi rồi lạc băng hà đắc tội với quá nhiều người ở thương khung sơn phái bị đuổi cũng bình thường chỉ là y giờ đây vậy mà hiểu được ngậm bồ hòn làm ngọt ngoan ngoãn để bị đuổi cũng thật đáng thương có điều không việc gì, là tốt rồi. Thấy sắc mặt mọi người bình thường, vẫn có thể cười nói như vậy, thẩm thanh thu đoán nhạc thanh nguyên hẳn là bình an vô sự, vẫn hỏi, trưởng môn sư huynh thế nào? Tề thanh thê mỉa mai nói, người vẫn còn biết quan tâm đến trưởng môn sư huynh cơ đấy. Chưa chết, quả nhiên, rốt kiếm liều mạng trong mai cốt lĩnh, vẫn chưa tiêu hao hết tuổi thọ của nhạc thanh nguyên. Xem ra, bí mật của huyền túc vẫn chưa bị những người xung quanh biết. Thẩm thanh thu đang thở phào một hơi, bỗng, trong màn đêm đen kịt phía ngoài, bùng lên mấy chùm pháo hoa sáng lấp lánh, nghe kỹ, còn có tiếng người huyên náo chuyển đến từ khung đỉnh phong. Hắn hỏi, có chuyện gì? Khung bình phong bên đó ồn vậy, Mục Thanh Phương cười đáp, thầm sư huynh tỉnh thật đúng lúc. Vừa hay có thể kịp sang ăn mừng, ăn mừng cái gì? Thẩm Thanh Thu mệt mặt nghĩ, lẽ nào để chúc mừng hắn cuối cùng cũng tỉnh. Liễu Thanh Ca giống như đoán được hắn đang nghĩ gì, nói, hai giới hợp nhất thất bại, cùng với lễ mừng 400 năm thương khung sơn phái, cùng tổ chức. Thẩm Thanh Thu quyết định trước tiên đi khung bình phong thăm nhạc Thanh Nguyên. Lần kỷ niệm này, không chỉ có nhân sĩ nội bộ thương khung sơn phái tham gia, không ít môn phái tham chiến ở Lạc Xuyên cũng nhận lời mời mà tới. Thẩm Thanh Thu nhìn thấy không ít người quen, vô thần đại sư A-di-đà Phật, mặt đầy ý cười nói, Thẩm Phong chủ bình an vô sự, quả là may mắn. Vô vọng lường Thẩm Thanh Thu một cái, thập phần chán ghét mà đi ra chỗ khác. Vô thần đại sư nói, Thẩm Phong chủ đừng so đo với vô vọng sư huynh. Từ lúc lão Nạp mất đi hai chân ở Kim Lan Thành, ông ấy liền vô cùng căm hận ma tộc, vì thế với Thẩm Phong chủ cũng. Thẩm Thanh Thu xoa xoa mũi, bình thản đáp, không có gì. Bị một lão chọc chán ghét, tính là gì? Hắn nghĩ một chút, hỏi, nghe nói Thiên Lang quân do quý tự giam giữ. Vô thần đại sư đáp, không tính là giam giữ, lão Nạp chỉ muốn đàm đạo Phật pháp với gã, đồng thời giúp gã kéo chậm sự suy yếu của cơ thể lộ chi, đợi vài năm nữa gã ổn định lại thì đi ở tùy gã khi đó gã thích du ngoạn nhân giới hay muốn trở về ma giới tùy ý lão nạp cho rằng trên người gã không hề có lệ khí cho dù là từng có hẳn cũng đã tiêu tan rồi vô thần đại sư ở kim lan thành vì người tát trùng mà mất hai chân người tát trùng lại là do thiên lang quân phái đến ông lại có thể không so đo chuyện này thẩm thanh thu bất giác kính phục trong lòng hơn nữa ông không phải từ bi một cách bừa bãi lần gặp cuối cùng thẩm thanh thu cũng cảm thấy thiên lang quân hẳn đã không còn là trung nhị muốn hủy diệt thế giới nữa rồi. Bệnh trung nhị mang theo sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa, câu nói này tuyệt đối là chân lý. Cáo biệt các vị tăng nhân chiêu hoa tử, phía bên không đỉnh điện, là chúng đạo sĩ thiên nhất quan. Bà đảo cô sinh ba Mỹ Mạo đang lời lẽ dịu dàng mà quân lấy một người, hóa ra là Liễu Minh Yên đang che mạng mong. Giờ đây nhìn hậu cung của Lạc Băng Hà tụ lại một chỗ đua nhau khoe sắc, thẩm thanh thu có một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, vẫn như lúc trước nhiệt tình đứng ngoài xem, có điều đã không còn cách nào mang theo tâm thế oai oai mà hóng nữa rồi. Hắn đưa mắt nhìn thêm hai cái, chỉ nghe thanh âm yêu kiều của ba vị tỷ muội nói, tỷ tỷ tốt, đại nhân, đề một chữ đi mà. Khó khăn lắm mới gặp được tác giả nguyên tác, xin lưu lại chút kỷ niệm đi. Trong tay các nàng cầm một tập sách nhỏ sặc sỡ, nhét vào tay liễu minh yên, cuốn sách nhỏ nhìn vô cùng quen mắt. Thẩm thanh thu lặng lẽ bồn chồn cứ cảm thấy rất đáng để tâm, đang muốn đến gần chút nhìn rõ xem trên ba chữ trên mặt rốt cuộc là gì, bỗng bên cạnh có một thân ảnh lén lút lướt qua. Thẩm thanh thu hai bước theo đến phía sau hắn, một tay tóm gọn người đó, lạnh lùng nói, ngươi còn dám lên không đỉnh phong, không sợ tề thanh thi tế sống ngươi. Bị người khác bắt được, thượng thanh hoa sợ đến suýt thì quỳ xuống, vừa nghe là thẩm thanh thu, thở phào một cái, xoay người nói, làm gì đó, tốt xấu gì cũng đã từng giúp đánh trận đúng không, chớ vội đuổi người chứ. Thẩm thanh thu, Ngươi vừa rồi là từ khôn bình phong đi ra Thượng Thanh Hoa, không sai, nói ra ngươi đừng sợ Ta có thể sắp quay lại tiếp tục làm phong chủ an định phong đó Thẩm Thanh Thu, nhạc thanh nguyên để ngươi quay lại Thượng Thanh Hoa, ta là lãng tử quay đầu, lạc lối biết quay lại Cũng chẳng làm chuyện gì nghịch thiên trái đạo lý Y vì sao không cho phép ta quay lại Thẩm Thanh Thu bỏ hắn ra, chán ghét nói Con người trưởng môn sư huynh thực sự quá tốt rồi Thượng Thanh Hoa chỉnh lại cổ áo, ê nhìn thấy dáng vẻ tiểu thuyết mình viết hoàn toàn biến thành bộ dạng này, quả thật, say không nói được thành lời. Mặc dù biết hắn là đang ngang ngạnh truyền chủ đề, thẩm thanh thu lại bị câu nói ấy khơi lại từng ký ức trước giờ, từ đáy lòng tán đồng nói, phải. Say thật, một mạch hoang đường dây dưa, thật chẳng biết rốt cuộc là vì cái gì. Thượng Thanh Hoa nói, không được nói vậy chứ, có thể người cảm thấy là dây dưa mù quáng, chẳng được quái gì, có điều, với lạc ca mà nói, có thể ý nghĩa tồn tại của cả thế giới, chính là sự dây dưa mù quáng với ngươi. Đờ mờ, đại thần đâm máy bay lên rời có thể nói ra những lời này. Thẩm thanh thu hoảng hốt, đẹp. Ngươi phải hàng nguyên bản chứ, thượng thanh hoa nghiêm túc nói, ngươi đứng có như vậy. Ta cũng là một thanh niên có học thức lý tưởng, đương nhiên có suy nghĩ của riêng mình. Thẩm thanh thu cười lạnh, học thức lý tưởng của ngươi đâu? Sao ta chỉ nhìn thấy fan service không giới hạn, cộng thêm tốc độ một ngày vạn chữ, còn có sức mạnh khi lên đồng bùng phát hai vạn chữ? nếu không có những thiết lập kia, ai thèm xem cuốn tiểu thuyết trời đánh này. Thượng Thanh Hoa nhún vai nói, ngươi cho rằng ta ngay từ đầu đã viết nội dung không có tiết tháo sao? Ta trước đây cũng có từng viết văn lãng mạn đó, nhưng quyền nào cũng để lót đường, chỉ đành mở một đường theo phong cách đại chúng thôi. Thẩm Thanh Thu đánh giá hắn, ngươi trông có vẻ không bận lòng tẹo nào. Thượng Thanh Hoa nói, ta sao phải bận lòng, thay vì viết một nam chính ngựa đực, khắc họa lạc ca của hiện tại, nam chính kỳ quay tính cách phức tạp một chút như này, phù hợp quan điểm sáng tác của ta hơn. Thẩm Thanh Thu kết luận lại, cho nên, quan điểm sáng tác của ngươi chính là viết đam mỹ. Thượng Thanh Hoa, ngươi không vừa mắt nam chính gây à? Tác giả văn học lãng mạn, tác phẩm nghệ thuật, đều thích khắc họa gây. Ngươi xem, hắn bẻ ngón tay, Brokeback Mountain, Bạch Tiên Dũng, Bá Vương Biệt Cơ, Kinh Điển, Tiếng Tâm, bọn họ đều thích viết về gây. Văn học lãng mạn chuộng gây ngươi hiểu không? Thẩm Thanh Thu hơ hơ, viết một nam chính gây là thành văn học lãng mạn ngươi biết trang tiểu thuyết tấn giang không? Nói như ngươi, trên đó đều là văn học lãng mạn hết. Thượng Thanh Hoa giơ tay, tao không nói chuyện với mày, mày là anti fan. Thẩm Thanh Thu đang muốn nói, tao chỉ anti không phải fan, đột nhiên nghe thấy Thượng Thanh Hoa đang rên gì. Cái gì mà, tình người ấm, ân khó nhận, khóe môi kề sát, nguyện để đêm nay chuyển sớm mai, sớm tôi vĩnh viễn không rời, quan trọng là khúc điệu đó nghe vô cùng quen tay, quen đến mức Thẩm Thanh Thu bứt rứt chân tay, trò hắn nói, Thượng Thanh Hoa, ngươi rên cái gì đó. Thượng Thanh Hoa tiếp tục ngân nga, chẳng hay giờ này đã chuyển sớm mai, chính dương sao kéo dài cần bao lâu, chính dương trầm chậm, tiếng thanh thu run rẩy, tu nhã sao sao không bao, hàn thủy dâng lên, khóc không thành tiếng tha thiết cầu xin, cầu không được lại đến, sao, sao sao, tên kiếm của Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu, kiếm ở đây là kiếm nào mọi người chắc cũng hiểu. Thẩm Thanh Thu không thể tin nổi, đệt, thử hát thêm câu nữa xem. Thượng Thanh Hoa nói, thẩm đại thần ngài sao có thể không nghe người ta nói, ngàn vạn chớ tùy tiện đệt người khác. Lạc ca sẽ điên đó, ta nói cho người biết, khúc xuân sơn hận này, bây giờ vị trí tồn tại như thập bát mặc, sao? Hai người các ngươi chính là cặp homo quốc dân đẳng cấp huyền thoại, ngươi hiểu hơn. Người bịt miệng ta thì có ích gì, bịt không nổi miệng lưỡi nhan nhản của người trong thiên hạ. Thập bát mạc, khúc dân ca nổi tiếng nhà nhà người người đều biết hát của Trung Quốc, cuối cùng, Thẩm Thanh Thu cũng thỏa ước nguyện mà tần cho đại thần đâm máy bay lên rời một trận. Thảm quá, thảm quá rồi. Cái loại tác giả đào xong không lấp con kết vội, nhân vật bại hoại đến tận Siberia mà lại he cho mọi nhà, thì đáng bị trực tiếp đập chết. Tần xong, hắn chỉnh lại tác phong, tiến vào khung đỉnh điện. Ở giữa đại điện, nhạc thanh nguyên đang đứng quay lưng với hắn. Thẩm Thanh Thu tiến về phía trước hành lễ, trưởng môn sư huynh. Nhạc thanh nguyên chợt quay người lại, trên mặt hơi lộ ra nét vui mừng, tiểu cửu, thẩm thanh thu nói sư huynh là thanh thu cho dù không thể nói rõ chân tướng cho nhạc thanh nguyên thẩm thanh thu vẫn mong có thể tận lực phân định rạch ròi mặc dù như vậy có thể có chút tàn nhẫn nhạc thanh nguyên ngây người một lúc cúi đầu nhỏ giọng nói là thanh thu thanh thu sư đệ thẩm thanh thu nhìn đến huyền túc trên lưng vẫn không cất tiếng nhạc thanh nguyên liền tự mở lời sư đệ không cần lo lắng về sau bế quan thêm vài tháng coi như tạm thời không có vấn đề thẩm thanh thu nói sư huynh vậy sau này huynh ngàn vạn lần chớ kích động rút kiếm nữa. Tu vi có thể tăng, cảnh giới có thể thăng, nhưng tuổi thọ thì không cách nào bù lại được. Nhạc thanh nguyên lộ ra tia cười khó hiểu, chậm rãi lắc đầu đáp, bù không lại, nào chỉ là tuổi thọ. Ra khỏi khung bình điện, thầm thanh thu từ từ bước đi trong tiếng cười nói của đệ tử ven đường, còn có pháo hoa rực rỡ trên đầu. Trước khi rời đi, nhạc thanh nguyên nói với hắn, thế nhưng, thương không sơn phái, mãi mãi là nơi đệ có thể trở về. Y nói đầy trịnh trọng chân thành, nhạc thanh nguyên trước nay là vậy, những việc đã hứa nhất định làm được. Việc làm không được, thì sẽ dùng mọi cách để bù đắp. Nếu như hắn thực sự là thầm cửu thì tốt rồi, nếu như hàng nguyên bản thực sự có thể nghe được câu nói này, thì tốt rồi. Thẩm thanh thu càng đi càng chậm, bỗng nhiên, giống như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu đưa mắt nhìn. Vừa hay nhìn thấy, lạc băng hà chạy trong đám đông, mặt đầy lo lắng gấp gáp, dường như đang tìm kiếm ai đó người xung quanh thấy gương mặt này của y, biểu cảm nào cũng có. Thẩm thanh thu gọi, Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà cũng đã nhìn thấy hắn, nháy mắt chuyển đến trước mặt, sư tôn, ngươi tại sao không ở thanh tĩnh phong? Giờ ngươi đi được rồi sao? Thẩm thanh thu đáp, ta mới phải hỏi ngươi, vì sao không đợi ở thanh tĩnh phong, chạy loạn ra ngoài? Lạc Băng Hà cúi đầu nói, tất cả thương khung sơn phái đều không hoan minh ta, ta chỉ có thể thỉnh thoảng lặng lẽ đến thăm ngươi. Vừa nãy không thấy sư tôn ở trúc xá, còn tưởng rằng ngươi lại đi rồi. Hoặc là bị bọn họ giấu đi rồi. Thẩm thanh thu nghe y có chút vì khuất biện giải, bất giác nhớ lại lời thượng thanh hoa nói mới rồi. Nếu hắn không một mạch nhắm mắt dây dưa, nói không chừng lạc băng hà đã hắc hóa triệt đề, trở thành thanh niên hắc ám một tay xé đứt chân tay người khác trong nguyên tác và hệ thống trừng phạt. Mặc dù hiện tại, trở thành một thanh niên thần kinh lị tình, dường như cũng chẳng hơn là bao. Có điều ít nhiều cũng có điểm khiến người khác thương cảm đi thẩm thanh thu thở dài nói biết là bản thân không được hoan nghênh thế mà vẫn đem ta về thương khung sơn lạc băng hà thấp giọng nói ta tưởng rằng khi sư tôn tỉnh lại nhất định sẽ càng muốn ở thương khung sơn thẩm thanh thu cho y một cái tát việc đã đến nước này rồi tên nhóc này sao có thể vẫn tự ti như vậy cứng đầu như vậy nghĩ không thông như vậy hắn hận rèn sắt không thành thép nói vì sư đương nhiên là muốn nhìn thấy ngươi trước nhất rồi lạc băng hà chịu cái tát này mặt lại kích động hồng cả lên Mắt bắt đầu ươn ướt, dáng vẻ muốn nói lại thôi, Thẩm Thanh Thu đang bị ánh mắt này của y nhìn đến chịu không nổi nữa, bỗng nghe tiếng la hét, tiếng đao kiếm nổi lên từ bốn phía. Dương Nhất Huyền đứng trên mái hiên không bình điện, gào lên, tên ma đầu đó lại đến quân lấy Thẩm sư bá rồi. Một hô chăm ứng, lập tức có người hét theo, lên. Lên hết đi, tên này cư nhiên dám quay lại, Lạc Băng Hà tên tiểu nhân ma tộc ngươi, dám lên Thương Khung Sơn phái một lần, tất sẽ bị đánh xuống cho tỉnh chẳng trách lạc băng hà không túc trực chờ hắn tỉnh tình cảm của y ở thương khung sơn phái đổi lại người người đòi đánh hoan nghênh nhiệt liệt đến vậy cơ thẩm thanh thu hết cách nói xem ra ngươi thực sự chỉ có thể len lén mà tới lạc băng hà nhỏ giọng đáp ta đã sớm nói ta ở nói này không được chào đón thẩm thanh thu xoa đầu y không sao ta chào đón ngươi khung đỉnh phong một chàng hò đánh hô giết thật giả lẫn lộn nháo nhác muốn thử đều là một đám đồ đệ chỉ sợ thiên hạ chưa loạn phần đông hơn lại là những người đối với tên hỗn thế ma vương lạc băng hà này nhắm một mắt mở một mắt và người qua đường hòa bình. Thẩm thanh thu giờ khóc giờ cười, nói, chẳng bằng ngươi mang ta đi trước. Lạc băng hà nhất thời không phản ứng kịp, đi, thẩm thanh thu gật đầu nói, muốn mang ta đi nơi nào, đều được. Lạc băng hà chết lặng nhìn hắn, thẩm thanh thu tiếp tục nói, ngươi không phải nói ở nơi này không được hoan nghênh sao? Vậy thì đi, mà giới, huyễn hoa cung, muốn đi bất cứ nơi nào, vi sư đều đi cùng ngươi hắn không đè thấp thanh âm trên phong ngoài đệ tử thương khung sơn phái còn tập hợp tu sĩ các phái nhận lời mời tới tham gia lễ chúc mừng giác quan mẫn cảm sao có chuyện không nghe thấy không hẹn mà gặp điều vừa câm điếc người xem pháo hoa cứ xem cười nói thì cười càng lớn tiếng bọn họ đã phối hợp như vậy lo lắng cho thể diện của thương khung sơn phái liễu thanh ca lại không trân trọng từ mái hiên nhảy xuống dường như tức giận gấp gáp mà quát thẩm thanh thu này tề thanh thê giận không kìm được lão nương không quản nữa muốn đi đâu thì đi, cho hai người bọn họ tự giày vò nhau đi, Minh Yên, đi thôi, còn nhìn cái gì? Thẩm Thanh Thu vừa quay đầu, đen mặt, sao lại khóc rồi? Lạc băng hà vội chùi mắt, thanh âm phát run, không khóc nữa, sẽ không khóc nữa. Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình như đường tăng, trải qua 9981 kiếp nạn, nhìn đắng vạn khổ, cuối cùng cũng thu phục được một tên đồ đệ đại náo thiên địa, miễn cưỡng tu thành chính quả. Mở nó, thực sự chẳng dễ dàng chút nào, cứ để ý khóc vậy, dù sao thì, bản tính lạc băng hà vốn là thế. Điên loạn cũng có, ngốc nghếch cũng được, lụy tình cũng thế, thần kinh cũng thôi. Cứ vậy đi, thẩm thanh thu cầm tay y, như cầm tay một đứa trẻ, hỏi, lần này cùng đi. Lạc băng hà trầm chậm ngẩng đầu, đáy mắt ánh lên ngân hà lấp lánh. Bàn tay dán lại, mười ngón đan chặt. Thẩm thanh thu bước nhanh về phía trước, nghe thấy lạc băng hà ở phía sau gọi mình. Y khẽ gọi, sư tôn, kỳ thực, thanh âm này chưa từng thay đổi, trước sau như một chi, chính văn mà chương mà cũng dài hơn một bài tiểu luận đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở 200 trang phiên ngoại tiếp theo, TWTB, cuối cùng cũng lấp hố. Tôi cảm động quớ mặt mếu, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ những đứa lầy tuổi tôi thời gian qua sốt. Cảm ơn tất cả những người đã từng tham gia góp sức lấp cái hố này, dù là những người đã từng đến và đi. Hay những người vẫn đang ở lại và tiếp tục phiên ngoại mặt cười. Trường 82, phiên ngoại, băng muội và băng ca quyết đấu đỉnh cao 1 trạm thứ nhất sau khi rời khỏi thương khung sơn phái, không thể nghi ngờ, nhất định là đại bản doanh ma giới ở Bắc Cương của Lạc Băng Hà. Trước đó khi thẩm thanh thu bị, giam lỏng, từng ở địa cung này một thời gian. Lúc ấy, ngoài trúc xá hàng nhái tỷ lệ 1, 1, hết lật đất lại đến bón phân, cây trúc cao thấp nuôi đến chết đi sống lại, hiện giờ đến thăm trốn cũ, không biết đám tiểu đệ tận tụy của Lạc Băng Hà dùng cách gì, thật sự trồng sống cây trúc rồi, trồng nên một mảng xanh dơn xào sắc. Mười mấy ngày khi mới đến, Lạc băng hà quả nhiên ngày nào cũng dính lấy hắn, hắn gỡ không ra nổi, mấy ngày gần đây cư nhiên bắt đầu giữ chừng mực, bỗng nhiên trở nên khách khí. Nói là gần đây Bắc Cương và Nam Cương xung đột không ngừng, sự vụ bận rộn, vì thế thời gian đến trước mặt thẩm thanh thu lượn qua lượn lại cũng giảm đi rất nhiều. Đây đương nhiên là giả. Thẩm thanh thu cảm thấy, nhất định là bởi vì hắn trước đó khôn khéo từ chối yêu cầu cùng chung chăn gối của Lạc băng hà, lại tổn thương đến trái tim thủy tinh của Lạc thiếu nữ tay vệ bái bai, được rồi hắn chỉ là theo thói quen cự nạnh một chút, chỉ cần lạc băng hà quấn lấy nhiều chút nữa thì sẽ đồng ý thôi mà. Ai biết vừa mới khoát tay, lạc băng hà đã lao ra ngoài cửa, tự giác tìm một góc ngồi trồng nấm rồi. Giây phút trái tim vỡ vụn đến quá thình lình, thẩm thanh thu đoán, mấy ngày nay y quá nửa là trốn đến nội điện, quyết định vẫn là tự mình chủ động qua vuốt vuốt lông đi thôi. Nội điện là ngoại trừ lạc băng hà, bất luận kẻ nào cũng không được vào. Thế nhưng lạc băng hà đã nói rồi, địa cung này hắn có thể nhắm mắt mà đi, bất cứ nơi nào cũng có thể tùy ý ra vào. Mệnh lệnh giáng xuống từng tầng, làm gì còn kẻ nào không có mắt dám cản hắn. Thẩm thanh thu hùng hổ đi vào, ngạc nhiên vì không thấy lạc băng hà, đành ngắm cho chọn cái không gian cá nhân nho nhỏ mà lạc băng hà dĩ vãng từng ở đến kín cổng cao tường này. Đang lúc hắn chuẩn bị sờ cho chọn, cửa đá đột nhiên mở ra, một bóng người nghiêm nghiêm ngả ngả lao tới. Thẩm thanh thu đầu tiên là mở lớn mắt, thấy rõ người tới, thất thanh nói, lạc băng hà. Lạc Băng Hà có vẻ hoàn toàn không dự đoán được, trong nội điện cư nhiên còn có một người khác tồn tại. Đồng từ nửa mê man của y chợt co rút lại, dương mắt nhìn một cái, in khuôn mặt phản chiếu của Thẩm Thanh Thu vào con ngươi đen nhánh, ban đầu đầy mặt sát khí, nháy mắt chuyển hóa thành kinh ngạc vạn phần. Thẩm Thanh Thu lại không chú ý nhiều như vậy, hiện tại trong mắt hắn nhìn được, chỉ có Lạc Băng Hà đầy đầu đầy người máu tươi. Lạc Băng Hà đi vài bước, đầu gối mềm nhũn. Hắn nghênh đón vừa vặn đón được lạc băng hà đang gục về phía trước vào trong lòng tất nhiên nhờ thế mà đặt tay lên cái lưng đẫm máu của đối phương chuyện gì thế này ai làm lạc băng hà cư nhiên có một ngày bị đánh thành thế này ở chính địa bàn của mình được rồi đây kỳ thật cũng không tính là bác gì nam chính văn ngựa được cũng thành gây rồi còn có tình tiết gì đủ tư cách dám xưng là bắc lạc băng hà run run ít hầu giống như cắn phải lợi vậy nhả ra một chữ từ kẽ răng đi đi ý là muốn hắn chạy trốn Thẩm Thanh Thu vội nói, được, chúng ta đi. Nói xong muốn vòng qua eo của Lạc Băng Hà, ai ngờ Lạc Băng Hà mím chặt miệng, đẩy mạnh hắn ra. Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên bị y đẩy ra, sửng sốt tại chỗ, nghĩ thầm rằng tiểu tử này là muốn hắn một mình đi trước sao? Sợ liên lụy hắn, hình như chỉ có cách giải thích này. Lập tức của trách nói, đừng làm càn, vì sư mang ngươi quay về Thương Khung Sơn phái. Chán Lạc Băng Hà nổi gân xanh, lạnh lùng nói, không đi. Thẩm Thanh Thu cho rằng y lại khó ở lúc này rồi, còn cản quấy cái gì, qua đó tránh một lát đã. Nói xong lòng bàn tay dán lên trên lưng lạc băng hà. Mặt lạc băng hà đột nhiên cứng đờ. Lưng truyền đến một cỗ linh lực ấm áp, còn cuồn cuộn không dứt, từng đợt từng đợt tràn vào cơ thể y, truyền một hồi, thẩm thanh thu cảm thấy có lẽ cũng gần được rồi, thu tay rút ra tu nhã kiếm, kéo lạc băng hà, từ dưới đất bay lên trên trời. Tu nhã kiếm là vạn kiếm phong sinh ra, bất luận thời điểm nào, Tù Nhã tiến vào trong phạm vi kết giới phòng không của thương khung sơn phái, tuyệt đối sẽ không gây ra báo động, vì thế, thẩm thanh thu có thể thần không biết quỷ không hay đưa người trở về thanh tĩnh phong. Nhưng mà, giấu được phong khác, lại không giấu được đệ tử phong mình. Khi hắn kéo lạc băng hà lén la lén lút đi vào trúc xá, đã có người ở trong đó sẵn. Minh phàm đang cầm chổi vừa quét rác vừa càn nhàn liên miên, Ninh Anh Anh đứng ở trên ghế trúc, sắn tay áo, nhón chân dùng phất chân phủi sạch bụi của cái giá sách tầng cao nhất thẩm thanh thu đá cánh cửa tiến vào, hai người giật cả mình, chăm chú nhìn lại, lập tức kêu, sư, thẩm thanh thu làm động tác khóa kéo trước miệng, hai người lập tức không lên tiếng nữa. Thẩm thanh thu thấp giọng nói, kêu cái gì mà kêu, các người muốn dẫn hết đám bách chiến phong lại đây à? Biết hắn đã trở lại, liễu thanh ca nhất định sẽ qua, hắn mà qua đây, lạc băng hà hiện tại cái dạng này, sao mà giấu được nữa? Phải biết rằng, mỗi lần nhìn thấy lạc băng hà, tích cực vây quanh hội đồng y nhất chính là đám phần tử khủng bố bên bách chiến phong. Lạc Băng Hà e ngại mình, lại không dám hoàn thủ đánh họ, mỗi lần đều bị người ta đuổi theo đánh thành bia ngắm sống, dù đánh không chết cũng phiền toái cực. Ninh Anh ánh mắt hạnh mở to, hai tay che miệng, như gà mổ thóc không mừng gật đầu, lại nhìn Lạc Băng Hà cả người vết máu loang lổ, buông tay ra, hít ngụm khí lạnh, "Sư tôn, a Lạc y sao rồi?" Lạc Băng Hà liếc qua Minh Phàm, đáy mắt hiện lên vẻ không thể tin tưởng và căm hận cực độ ánh mắt kia lạnh thấu xương, Minh phàm không khỏi nắm chặt chồi, co rút vai lại, suýt nữa té trên mặt đất. Thẩm Thanh Thu lại không phát hiện chi tiết này, đỡ Lạc Băng Hà ngồi vào bên giường, bị thương nhẹ. Các người đi ra ngoài trước, cái hòm thuốc thiên thảo phong đưa tới còn đặt ở chỗ cũ chứ. Ninh anh anh nói, đồ vật trong trúc xá không động tới, đều để ở chỗ cũ. Sư tôn, có cần chúng đệ tử hỗ trợ không? Thẩm thanh thu nói, không cần, một mình vi sư có thể ứng phó, đuổi ra hai đồ đệ, thẩm thanh thu đỡ lạc băng hà ngồi thẳng đệm cái gối vào sau lưng để y tựa chắc rồi mới ngồi xổm xuống cởi giày cho y lạc băng hà vẫn ngậm chặt miệng không nói lời nào tầm mắt ngưng tụ ở mái tóc đen cúi xuống đối diện với y của thẩm thanh thu ánh mắt khó lường vẻ cảnh giác và lạnh lùng liên tục đổi chỗ thẩm thanh thu cho rằng y có thương tích trên người không có sức mở miệng thấy chán y mồ hôi lạnh ròng ròng liền làm ướt khăn lau mặt cho y chọn một đống chai chai lọ lọ từ hòm thuốc mộc thanh phương gửi cho quay đầu lại vươn tay cởi y phục của y, Lạc Băng Hà giữ chặt lấy tay hắn. Cái nắm này dùng sức rất mạnh, Thẩm Thanh Thu nhíu nhíu mày, lại không thể dùng tay kia gõ đầu y, hạ giọng nói, đừng tùy hứng, ta xem miệng vết thương của ngươi. Lạc Băng Hà vẫn không buông tay, lòng bàn tay trái của Thẩm Thanh Thu cầm thuốc viên đủ loại màu sắc, đã sớm chờ đến mức không còn kiên nhẫn, thế là dứt khoát nhét hết vào miệng y. Mấy chục viên thuốc lớn nhỏ không đồng nhất nhét đầy miệng, Lạc Băng Hà đen cả mặt, cuối cùng cũng buông tay thẩm thanh thu nhân cơ hội, xoẹt, một cái xe áo của y ra. Nhìn hai cái, có chút không nỡ xuống tay, chỉ dám dùng khăn mềm lau nhẹ chỗ ưa máu. Da thịt tràn ra hắc khí nhẹ nhẹ, không giống miệng vết thương bình thường, nếu không thì với năng lực tự lành của lạc băng hà, đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Thẩm thanh thu vừa cẩn thận lau sạch cho y, vừa nói, mấy ngày nay rốt cuộc ngươi chạy đi đâu, đánh với ai thành như vậy. Lạc băng hà thủy chung không nói lời nào. Thẩm thanh thu lau xong lồng ngực của y, Dựa theo mục thanh phương đã dậy, cầm lấy cổ tay Lạc Băng Hà, bắt mạch cho y, nếu tình huống thật sự không tốt vẫn là mời mục thanh phương đến rồi nói sau. Bắt bắt một hồi, hắn nhìn thêm mưa u bàn tay và ngực của Lạc Băng Hà một tẹo. Một cảm giác bất an quái dị dâng lên trong lòng, mơ hồ, thấy có điểm nào không đúng, hình như, thiếu cái gì đấy. Nhưng nhìn Lạc Băng Hà môi trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng chẳng thèm suy nghĩ kỹ càng, ngồi bên giường, tiếp tục truyền vận linh lực cho y theo linh lực trầm chậm chảy khắp gân mạch trong cơ thể lạc băng hà thẩm thanh thu cảm giác cơ thể cứng ngắc của y dần dần thả lòng lặng lẽ thở phào một cái vươn tay tính kéo lạc băng hà vào trong lòng lạc băng hà lại dãy ra thẩm thanh thu lần thứ hai bị đẩy ra ném cái khăn trong tay phải đi bất đắc dĩ nói ngươi lại sao nữa trong mắt lạc băng hà tràn đầy cảnh giác cùng phòng bị thẩm thanh thu âm thầm đảo mắt trắng phê bình nói lúc nào rồi còn cản quấy cái gì chẳng qua là hai ngày trước không cho ngươi ngủ cùng thôi, có đáng tức tới hôm nay không? Nghe vậy, khóe miệng lạc băng hà có vẻ giật giật. Thẩm thanh thu phẫn nộ, đổi thành vươn tay, sờ sờ chán của y, trầm ngâm nói, có chút nóng. Ngươi có chóng mặt không? Bỗng nhiên, tiếng của Ninh Anh Anh từ bên ngoài truyền vào, liễu sư thúc, ngài không thể vào, sư tôn hiện tại không tiện. Bình thường Ninh Anh Anh nói chuyện nhỏ nhẹ, đồng đà đồng đành, có đôi khi không tới gần căn bản nghe không rõ, kêu to như vậy, rõ ràng là mật báo cho thẩm thanh thu trong phòng. hắn lập tức nhảy xuống giường, vừa mới buông rèm, cửa gỗ trúc xá đã bị đá mở. liễu thanh ca đeo kiếm trên lưng, ba bước xông vào phòng trong. thẩm thanh thu một tay giấu ở phía sau, xoay người nhớn mày nói: liễu sư đệ dạo này khỏe không? liễu thanh ca đi thẳng vào vấn đề, thương công sơn phái có quy tắc, lập băng hà không thể đi lên. thẩm thanh thu, sao ta chưa nghe nói qua quy củ này? liễu thanh ca mới định, Mình phạm ló đầu vào. Trên miệng nói, đúng vậy sư tôn, hiện tại thương khung sơn phái thật sự có quy định này, chỉ là trưởng môn sư bá chưa cho khắc trên đá quy huấn mà thôi. Mọi người đều biết, thẩm thanh thu trách mắng, người câm miệng, đừng cho là ta không biết, chính là thằng nhóc mi kêu liễu thanh ca tới. Tiểu tử này ngưỡng mộ bách chiến phong đã lâu, chút việc còn con cũng phải báo cao liễu thanh ca, quả thực đã thành gian tế của thanh tĩnh phong. Tuy nói người trẻ tuổi không có mấy ai không ngưỡng mộ bách chiến phong, về tình không đáng trách, thế nhưng hành vi thò tay ra ngoài, ngầm trà sát đâm chọc, quả thực đáng xấu hổ. Đợi hồi sẽ xử lý ngươi. Minh Phạm bị quát bèn yên lặng, nhăn nhó lui ra ngoài, Ninh Anh Anh lo sợ đứng ở cửa, còn chưa giải được hận, dùng sức dẫm mạnh vào chân hắn, nói lầm bầm trách hắn làm hỏng việc. Hai người lui ra ngoài xong, Liễu Thanh Ca lập tức xốc màn giường lên. Lạc băng hà nửa ngồi ở trên giường, mắt lộ ra hung quang, giống như một chú báo hoang trẻ bị thương, đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm liễu thanh ca mắt như dao băng lại tựa như ngọn lửa bừng bừng trong tay giữa một bạo kích bất cứ lúc nào cũng có thể phát động thẩm thanh thu vội vàng chen vào giữa một chân để lên ván giường che ở trước mặt lạc băng hà sư đệ ngươi đừng như vậy liễu thanh ca kinh nghi bất định y bị thương thẩm thanh thu thật muốn chắp tay lại hắn luôn thở dài nếu không phải y bị thương ta cũng không đến mức đưa y về liễu sư đệ ngươi cứ mắt nhắm mắt mở đừng đuổi y liễu thanh ca nói bị thương sao không ở lại ma giới chính là bởi vì ở ma giới nên mới bị thương a à? thẩm thanh thu xảy ra chút tình huống đám yêu ma quỷ quái kia phản loạn ờm thẩm thanh thu liếc liếc lạc băng hà không biết việc liên can tới nội vụ ma tộc có nên nói hay không hàm hồ nói chắc vậy đi liễu thanh ca nói cục diện rối rắm của mình thì tự mình xử lý thương khung sơn phái là hậu thuẫn của ngươi không phải hậu thuẫn của hắn lạc băng hà bỗng nhiên cười lạnh một tiếng động tới vết thương gần ngực lập tức cắn răng nhịn xuống thấy y nhịn khổ sở vậy thẩm thanh thu bỗng nhiên lo sốt vó nghiêm mặt nói liễu sư đệ chớ quên nơi này là thanh tĩnh phong thanh tĩnh phong muốn giữ người hay không đương nhiên là phong chủ định đoạt liễu thanh ca hận tranh không lại nghiêm mặt nói người cứ che chở cho y đi ném cho câu này xong hắn hầm hà hậm hực đi ra cửa không quá hai giây lại hầm hà hầm hực quay về ném một thứ vào lòng thẩm thanh thu thẩm thanh thu tiếp được nhìn một cái, cư nhiên lại là cái quạt kia của hắn. Chết phiến trong một hồi hỗn chiến trên lạc xuyên, không biết rơi đi đâu mất. Mỗi lần đều là liễu thanh ca nhặt được, có thể thấy được chiếc quạt này thật sự có duyên với hắn, hay là, tặng hắn ta luôn cho xong. Hắn vội ho một tiếng, tào nhã nói, mỗi lần đều làm phiền liễu sư đệ. Liễu thanh ca phẩy tay áo bỏ đi, âm thanh của lạc băng hà vang lên sau lưng thẩm thanh thu, cổ họng có chút khàn khàn, liễu thanh ca. Một tiếng này, đúng là câu hỏi nghi vấn. Thẩm Thanh Thu nói, đừng để ý, hắn chính là như vậy, hô hai tiếng mà thôi. Hô xong rồi, người cũng đi, Lạc Băng Hà hết mắt, dần dần lộ ra thần sắc băn khoăn. Thẩm Thanh Thu đặt chiếc phiến trên bàn, an ủi y, đừng sợ, vi sư hôm nay đã nói đến thế rồi. Nếu bách chiến phong đệ tử lại đến vây công ngươi, ngươi đánh trả là xong, đánh không chết là được, không cần cố ý nhường. Coi như là kiếm thể diện cho thanh tĩnh phong, lạc băng hà càng nghe, ánh sáng tỏa ra trong mắt, càng trở nên kỳ dị. Y thử kêu một tiếng thăm dò, sư tôn, thẩm thanh thu nghiêng đầu, ư, ừ, ngữ khí thần sắc, đều là dịu dàng và khoan dung 12 phần, có cầu tất ứng. Lạc băng hà thu hồi ánh mắt, giật giật khóe miệng, không có việc gì. Chỉ là muốn, gọi gọi thôi. Đứa nhỏ này cũng không có việc gì thích kêu sư tôn sư tôn không ngừng, thẩm thanh thu cũng không phải ngày đầu mới biết, sờ sờ đầu của y, ngủ đi. Mà giới bên kia có chuyện gì, cũng cứ dưỡng thương ở đây đã rồi nói lạc băng hà khe khẽ gật gật đầu thấy thế thẩm thanh thu cúi người rốt đi gối sau lưng y đỡ y nằm xuống trước khi nằm xuống con cẩn thận cởi dây buộc tóc của y để tránh khi ngủ đè vào cộm đầu làm xong hết thảy thẩm thanh thu mới thổi tắt nến lật đà lật đật cởi áo khoác cũng lên giường hắn ôm lạc băng hà nói ngươi ngủ đi vì sư điều tức cho ngươi lần này ôm cũng ôm rồi ngủ cũng ngủ rồi giận dỗi khi trước chắc hết rồi nhỉ thẩm thanh thu nhắm lại hai mắt đem toàn thân linh tức điều tới trạng thái nhẹ nhàng nhất giống như thủy triều lúc trạng vạng, nhu hòa gột rửa linh mạch của lạc băng hà trong bóng tối hai luồng ánh sáng ẩn ẩn lóe ra từ hai con ngươi mãi không khép lại nhìn chăm chú vào thẩm thanh thu đang bình yên nhắm mắt tóc dài của thẩm thanh thu rơi vào giữa những ngón tay và cánh tay y y nắm lấy một lọn tóc đen chậm chậm vân vê không tiếng động dùng khẩu hình miệng đọc lên cái tên này thẩm thanh thu Thẩm Thanh Thu, một độ cong quỷ dị âm lệ, bỗng nhếch lên bên khóe môi y, ý cười âm thầm trên mặt, Lạc Băng Hà, càng ngày càng khuất trương. Giống như y phát hiện ra trò vui gì đó cực kỳ thú vị, ánh mắt sáng lên, mang theo vẻ hưng phấn gần như tàn nhẫn. Đêm nay, mộng cảnh của Thẩm Thanh Thu phức tạp lại kéo dài. Chương 83, phiên ngoại, băng muội và băng ca quyết đấu đỉnh cao hai. Sáng sớm hôm sau, người mở mắt trước là Lạc Băng Hà sắc mật trắng bệch của y đã có chút hồi phục huyết khí nhìn qua so với màu sắc tối qua đã tốt hơn thấy rõ còn thẩm thanh thu buổi tối hôm qua trước khi ngủ còn vui vẻ sáng nay khi tỉnh lại còn ôm y nửa tỉnh nửa mê sắc da hơi nhạt thẩm thanh thu thật sự truyền linh lực cho y cả đêm đến khi mơ mơ màng màng ngủ mất cũng không dừng lại lạc băng hà trầm chậm, chậm chớp mi mắt ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú hắn trong chốc lát vươn tay xê dịch cánh tay của thẩm thanh thu dịch như thế thẩm thanh thu liền bị bừng tỉnh lạc băng hà nhân cơ hội đứng dậy xuống giường thẩm thanh thu buồn bực lắm dĩ vãng đà y cũng không xuống sáng nay lại tự giác như vậy hắn xoa xoa hốc mắt nhớ mày nói sớm như thế dậy làm gì nấu cơm sao hôm nay cũng đừng làm lại thấy lạc băng hà chỉ mặc nội y đơn bạc cổ áo khép hờ tuy nhiên miệng vết thương chẳng chịt ngang dọc đã bình phục chỉ trừ lại dấu vết nhàn nhạt phòng chừng hôm nay có thể khỏi hẳn nhưng non nửa phía ngực đang thản nhiên đón gió ngoại bào tối hôm qua không thể mặc được rồi, bèn nhắc nhở nói, quần áo trước kia của ngươi còn ở phòng hông. Mấy người anh anh cũng không động tới, lạc băng hà vòng qua một chiếc bình phong, chuyển sang buồng hông. Một vùng trời đất rọi sáng vào mắt y, không nhiễm một hạt bụi, giường ghế tủ bàn chế bằng trúc xanh đều đầy đủ, đầu giường còn có một cái tiểu án, quyền trục và bút lông còn gác rất gọn gàng ngăn nắp. Mở cửa tủ ra, bài ký gấp gọn đặt rất chỉnh tề. Phía trên còn treo những miếng mọc bội thượng thừa đủ loại kích cỡ trong lúc lạc băng hà ở phòng hông thẩm thanh thu cũng chậm chậm từ trên giường ngồi dậy hắn vừa dùng mắt tìm xem giày ở đâu vừa xoa huyệt thái dương tối hôm qua ngủ quá mợ nó không ngon quá mợ nó đắng mề luôn luôn nằm mơ nằm mơ nằm mơ nằm mơ nằm mơ ngay cả hắc lịch sử đến song hồ thành đánh bắc bì ma cũng mơ thấy thuận tiện còn có mộng trong mộng cái gì tiên minh đại hội kim lan thành hoa nguyệt thành thánh lăng tất cả đều chiếu một lượt như đèn kéo quân bị đánh hộp máu trên người mọc cỏ tay vẫy bái bai, một buổi tối nhiều giấc mộng chen chúc như vậy đầu sắp phát nổ rồi. Nhất định là vì vừa ngủ vừa truyền linh lực cho lạc băng hà. Một khi thần thức y không ổn, người phụ cận đến ngủ cũng gặp tai ương. Lúc này, lạc băng hà mặc quần áo tử tế, từ phòng hông đi ra. Thẩm thanh thu còn chưa tìm được giày, thôi chẳng tìm nữa, vẫy vẫy tay với y, kêu lạc băng hà đi đến bên giường, kéo y xuống. Kéo một chút, không kéo được, lạc băng hà nhớn mày nói, làm gì? thẩm thanh thu lấy từ dưới gối ra dây cột tóc cùng một cây lược gỗ nói người nói xem là làm gì lạc băng hà lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống trước người hắn đánh giá mọi nơi trong trúc xã thẩm thanh thu vừa trải vừa tùy ý nói đang nhìn gì thế ánh mắt lạc băng hà vẫn sắc bén mà bình tĩnh như trước âm thanh mềm mỏng đi nói mấy năm nay mỗi lần quay về thanh tĩnh phong đều vội và vội vàng không kịp xem tử tế thẩm thanh thu miệng ngậm dây cột tóc lén là lén lút chơi trò sâu tết cho ý cái bím tóc nói, mấy ngày này ngươi có thể xem cho đủ. Đợi lát ta lại đi bách chiến phong chào hỏi, kêu liễu thanh ca quản lý chúng nó cho tử tế. Đệ tử của thanh tĩnh phong, tuyệt đối không có lý nào lại bị bách chiến phong đuổi theo đánh đập. Lạc băng hà dừng trong chốc lát, chậm chậm quay đầu lại, nghẻn miệng cười với hắn, ngọt ngào gọi, sư tôn. Ừ, sư tôn, ừ. Y giống như chưa từng thử qua cách gọi mới mẻ như vậy, kêu liên tiếp vài tiếng, mỗi lần đều được đáp lại, càng kêu càng nhiệt kêu đến mức thẩm thanh thu không nhịn được, vơ quạt đập vào đầu y một cái, gọi gì mà gọi. Gọi một lần là được, nói chuyện tử tế. Lạc băng hà bị ăn một đập vào đầu, mặt tối sầm, nhanh chóng điều chỉnh lại, ý vị không rõ mà cười cười, đồng từ truyền về một phía, nói, tối hôm qua sư tôn ngủ không ngon sao? Ôm ngươi, có thể ngủ ngon sao? Thẩm thanh thu thản nhiên nói, mơ một đống chuyện cũ năm xưa mà thôi. Lạc băng hà nói, vậy không bằng lần sau đổi thành ta ôm sư tôn ngủ lời như thế hắn thật sự có thể hạ bút thành văn. Thẩm thanh thu đại công cáo thành, vỗ vỗ đầu y, đẩy y xuống giường, đi đi. Đi đi, thẩm thanh thu quả nhiên đi bái phòng bách chiến phong như đã nói. Hắn qua bên đó có thể nói là ngựa quen đường cũ, bái thiếp cũng không cần dâng một cái, vừa uống vài ngụm cháo trắng minh phàm đưa lên vừa chỉnh lại quần áo, phiêu nhiên mà đi. Lạc băng bị hắn nhốt ở trúc xá, được dặn là ngoan ngoãn chờ vi sư trở về, nhưng sao có thể ngoan ngoãn ngồi chờ cho đặng? Vừa mở cửa, đã thấy một bóng dáng màu cam nhỏ xinh nhảy tới. Lạc Băng Hà tập trung nhìn, nói: "Anh anh, ai ngờ." Ninh Anh Anh giật mình một cái, sợ đến biến sắc: "A à, Lạc ngươi làm sao vậy? Ngươi bị tổn thương đến đầu óc sao? Tại sao ngươi lại gọi ta như vậy?" Lạc Băng Hà, vẻ mặt đầy sợ hãi của Ninh Anh Anh còn chưa biến mất, "Sao ngươi không gọi ta là Ninh sư tỷ?" Lạc Băng Hà, "Ninh sư tỷ?" Tiếng sư tỷ này gọi đến mức nghiến răng nghiến lợi. Ninh Anh Anh lại nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực nói, thế mới đúng chứ. Bỗng nhiên sửa miệng, nào có giống ngươi. Tuy rằng sư tôn thương ngươi, nhưng lúc nào cũng phải chú ý, lớn nhỏ có thứ tự, vậy mới không uổng thân phận đệ tử thanh tĩnh phong của chúng ta. Lạc băng hà nghe đến mức gân xanh đầy chán, mất đi kiên nhẫn, ngắt lời nàng, ta có lời hỏi ngươi. Ninh Anh Anh lập tức lộ ra thần sắc đã hiểu, nàng giơ tay qua, trịnh trọng đưa phất trần và trồi vào tay Lạc băng hà. Nàng nói, sư tỷ biết cho lạc băng hà ninh anh anh thành khẩn nói a lạc ngươi đừng để bụng trúc giá của sư tôn ngươi vẫn quen một mình chỉnh lý quét tước ta biết nhưng mà ngươi với sư tôn đi một cái liền đi lâu như thế ta và đại sư huynh cũng chỉ đành làm thay có điều nếu ngươi đã trở lại vẫn là giao trả cho ngươi đi sư tỷ sẽ không giành việc vặt với ngươi đâu điểm này sư tỷ vẫn hiểu mà chấm 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 hiểu cây mốc lạc băng hà lại quay đầu đi tiên su phong đệ tử của tiên su phong luôn hoan nghênh y vô cùng bất luận ở nơi nào cũng thế. Liễu Minh Yên đeo mạng che mặt tím, khách sáo cúi người hành lễ, nói, lạc sư huynh. Hồi trước, mấy vụ như chạy việc vặt, thẩm thanh thu cũng chẳng thiếu sai lạc băng hà làm, trên tiên su phong thường có thể nhìn thấy bóng dáng của y, thỉnh thoảng đến gửi thư, dâng thiếp, mời người, mượn đồ. Nam đệ tử của phong khác đi lên, ít nhiều sẽ lấm là lấm lét, nhìn đông nhìn tây, nhìn nhìn một hồi, nhìn luôn vào khuê phòng thậm chí là nhà tắm của các vị tiên tử, đương nhiên, kẻ đó chưa tới nhà tắm, sớm đã bị các tiên tử loạn kiếm bíp. Chỉ có lạc băng hà, mỗi khi đến phong, đều vô cùng lễ phép, tự giác nghiêm khắc giữ một khoảng cách, thế là, danh tiếng của lạc băng hà ở tiên su phong tương đối cao. Cho nên, trên dưới tiên su phong ngầm đồng ý để y vào nội điện chờ. Lạc băng hà còn chưa nói gì, liễu minh yên đã gật đầu với lạc băng hà, lạc sư huynh phải chăng phụ mệnh thẩm sư bá đến mời sư tôn. Xin chờ ở đây một lát, ta ăn trí mấy vị đạo hữu thiên nhất quan xong sẽ quay lại. Ba vị đạo hữu mà nàng nói, đúng là ba đạo cô xinh đẹp. Những thân hình lung linh được bao quanh bởi đạo bào màu thủy lam, đang vây quanh nàng. Sáu con người trong vắt, nhìn lạc băng hà chăm chú, một hồi thì ghé lỗ tai thì thầm, một lát lại dẫm chân nũng nịu, hai má ửng hồng, giống như ba đóa hoa lam rực rỡ vây quanh một bông sen xanh, đón gió loạn chiến, ha ha hi hi, cười đùa, theo nhau đi ra ngoài. Lạc băng hà bèn nghe lời kiên nhẫn ở tại chỗ đợi Liễu Minh Yên trở về đứng không trong chốc lát, chợt phát hiện, dưới đống sách hỗn loạn trên thư án, lộ ra một góc sách. Rõ ràng là nhét xuống trong lúc vội vàng, liễu minh yên cư nhiên cũng có thứ cần phải giấu, y tùy tay rút ra quyển sách nhỏ bị giấu đi kia, nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy trang bìa loè loẹt, ba chữ tên sách thi nhau uốn éo, nhíu nhíu mày, thấy ký tên là liễu túc miên hoa, mỉm cười, mở ra. Khi thẩm thanh thu trở về từ Bách Chiến Phong, Lạc Băng Hà đã ở trong chốc xá đợi hắn. Vừa vào cửa, đã cảm giác có một tầm mắt nóng như lửa, cháy như than đang bắn về phía này. Thẩm Thanh Thu bằng cô bằng bỗng nhiên có chút không dám đóng cửa chuyện gì thế này à? Lạc Băng Hà tựa nghiêng trên giường, làm sao vậy? Sao sư tôn không qua đây? Ngự khí vẫn mềm mỏng mang theo chút ủy khuất như bình thường, ánh mắt thì lại không như vậy. Y đang dùng ánh mắt giống như chưa bao giờ nhìn thấy Thẩm Thanh Thu vậy, trên dưới đánh giá hắn, tựa như muốn dùng ánh mắt để lột da của hắn. Thẩm Thanh Thu một thân, da rẻ rất tốt, bả vai không rộng không dày eo nhỏ chân dài, dưới tầng áo xanh đồng phục thanh tĩnh phong, nhìn rất có phong thái. Đúng, chính là phong thái, thẩm thanh thu xoay tay đóng cửa trúc xá, còn chưa tới gần y trong vòng năm bước, đã cảm giác cả người bị kéo, trực tiếp bồ nhào vào lòng lạc băng hà, vùng eo bị siết chặt. Lạc băng hà lượn đến sườn eo hắn, lúc có lúc không vuốt ve. Tay, tay, cảm ơn, tay, tay ngươi. Thẩm thanh thu trở tay túm lấy mong vuốt của lạc băng hà, lạc băng hà tựa thế ghi một cái, chẳng hiểu ra sao, hắn đã bị đặt lên trên đùi Lạc Băng Hà, hai chân ngồi tách ra, kẹp chặt cứng. Ngay sau đó, Lạc Băng Hà luồn theo cổ hắn mà đè xuống, môi của Thẩm Thanh Thu bị ngậm chặt. Không dám động, đủ, tư thế này, thật sự không dám động. Kỳ thật hai người đã sớm làm hành vi còn hơn cả thế này, nhưng lần trước thuộc tình huống đặc thù, lại đại họa lâm đầu, căn bản chẳng quan tâm ngại ngùng hay rụt rè. Trước đó gần nửa tháng ở ma giới, Lạc Băng Hà cũng khá thân mật với hắn, cũng không biết là thẹn thùng hay sao, Tỷ Trung vẫn chưa làm ra hành vi quá giới hạn gì. Lúc này, tại đây, tình huống lại trở nên hoàn toàn khác. Mặt trời còn chưa có xuống núi đâu, ban ngày tiên dâm thật sự được sao? Phỏng chừng là khiến đứa nhỏ này nhịn đến hỏng rồi gạch dưới, rết, gạch dưới. Thẩm thanh thu rất không có thói quen dính nhanh như vậy với người đang trong trạng thái tỉnh táo, nhưng thể loại búp bê sứ đụng vào là vỡ như lạc băng hà, nhất định không thể làm rớt nữa, vì thế hùa theo y, khẽ mở miệng ra. Nói đến cũng lạ, thân thể này của thẩm thanh thu, hắn dùng lâu như vậy, cảm giác là thế này, từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, rắn rắn chắc chắc, không có chỗ nào đụng vào được, củ chỗ nào cũng không ngứa, hình như cũng không có chỗ nhạy cảm gì, nhưng hiện tại bị lạc băng hà nhẹ nhàng nắm bắt, lại cảm thấy ngứa ngay khó chịu. Tại sao thuần thục như vậy, tại sao, rõ ràng là một sử nam, tại sao, một lần liền không dậy cũng nhiều, tại sao, không công bằng, ta muốn lên án, ta muốn gào thét. Lạc băng hà khi nặng khi nhẹ cắn bờ môi của hắn. Đầu lưỡi ở khoang miệng hắn đảo qua đảo lại, Thẩm Thanh Thu có chút không theo kịp tiết tấu, hơi hơi thở dốc, nhưng hễ xoay đầu ra chỗ khác lại bị đặt về góc độ cũ, hôn càng sâu hơn. Hơi này chẳng tiếp được hơi sau, nhíu mày nhắm mắt, tất nhiên không thấy ác ý chớp động trong ánh mắt Lạc Băng Hà. Ngồi trên đùi rất không vững, hắn theo bản năng vươn tay túm áo Lạc Băng Hà, túm một cái, không túm được quần áo, mà trực tiếp đụng đến làn da trước ngực. Làn da trơn mịn, hoàn chỉnh, trong phút chốc đầu óc thẩm thanh thu một mảng tuyết trắng lòng bàn tay hắn đột nhiên phát lực tung một bạo kích về phía tim lạc băng hà lạc băng hà tiếp phải một trường linh lực mạnh mẽ ngay chính diện lại không hề bị ảnh hưởng cười lạnh một tiếng một tay bóp chặt của tay phải của thẩm thanh thu một tay tiếp tục giữ gây hắn vô cùng thành thạo xoay người lăn trên giường trên cao nhìn xuống cười tà mị hỏi sao thế sư tôn không phải ngươi rất yêu ta sao tại sao không chịu cho ta đậu xanh rau má ngươi thẩm thanh thu mắng môi và răng lạc băng hà từ chiến miên chuyển sang cắn xé, miệng thẩm thanh thu nháy mắt tràn ngập mùi máu tươi. Tay trái hắn làm thành quyết, tu nhã ở trên bàn ứng lời bay tới, lạc băng hà khẽ dừng động tác, thẩm thanh thu nhân cơ hội một cước bay lên, đá vào ngực y, hắn còn chưa đứng lên, cổ chân đã bị xiết, nhìn lại, lạc băng hà một tay cầm mắt cá chân hắn, kéo mạnh về, một lần nữa kéo hắn xuống dưới thân. Ngay sau đó lật ngửa thân thể thẩm thanh thu, nắm chân hắn dùng sức ép xuống, gập nó lên ngực cả chuỗi động tác một hơi tóm gọn thẩm thanh thu lạnh lùng nói y ở đâu lạc băng hà nhưng đầu nói ngươi hỏi ai nếu hỏi ta thì chẳng phải ở đây sao thẩm thanh thu bỗng nhiên mềm giọng nói sao ngươi lại sang bên này được lạc băng hà nghịch tóc của hắn nói so với việc đó ta càng muốn hỏi sư tôn ngươi làm sao phát hiện ra mở nó lòng bàn tay và ngực của lạc băng hà có sẹo a đều là hắn gây ra thẩm thanh thu nói ngươi thật muốn làm rõ ràng Lạc băng hà đè thấp thân mình, lạnh lùng nói, không nói cũng được. Chúng ta còn nhiều thời gian, có thể từ từ, làm rõ ràng. Thẩm thanh thu nói, vậy ngươi quay đầu nhìn xem, độ cong khóe miệng lạc băng hà bỗng dưng cứng đờ, đột nhiên kinh giác, quay đầu lại đề phòng. Bên trong mảng tối mảng sáng, một khuôn mặt giống hệt y như đúc đang tiến tới. Như băng như xương, giá lạnh thấu xương, mà đôi đồng tử kia lại giống như ngọn ma chơi, sắc màu đỏ rực hừng hực thiêu đốt. chương 84, băng muội và băng ca quyết đấu đỉnh cao ba. Bên trong trúc xá, hai người giống nhau như đúc, hai khuôn mặt giống nhau như đúc. Ngoại trừ một người bạch y, một người hắc y, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ gì khác biệt. Lạc băng hà hắc y bên hông đeo một thanh kiếm, tầng tầng lớp lớp, có phủ chú phong ấn vô cùng nghiêm ngặt. Tầm ma kiếm khi xưa khi phách ảo ạt, giờ lại bị gói ghém thô bạo khó coi đến thế, ngay cả một tia ma khí cũng không thể tỏa ra. Y khàn khàn cổ họng khẽ quát, cút xuống. Đến cùng tiếng quát khẽ tràn trề tức giận này, còn có một bạo kích. Lạc băng hà, bạch y kẹt giữa hai chân thẩm thanh thu tức thì nghiêm túc đáp trả. Hai luồng chạm nhau, không trung vang lên một tiếng, mùi thuốc nổ tàn mát. Gã nhìn có vẻ vô cùng mất hứng, khinh thường nói, sớm không về, muộn không về, cố tình phải vào cái lúc này. Còn chưa nói xong, thẩm thanh thu ngoắc ngoắc hai ngón tay, tu nhã kiếm mới găm lệch vào vách tường hơi hơi rung động chui, đột nhiên bay tới tay của hắn. Thẩm Thanh Thu nắm chặt bàn tay, bật người vung tay chém xuống. Hai mặt giáp công, Lạc Băng Hà rốt cuộc không thể tiếp tục bảo trì tư thế cơ thể khiêu khích này nữa. Gã xoay người xuống giường, lúc rời ra còn không quên nhéo một tay vào thắt lưng Thẩm Thanh Thu, nhẹ nhàng tọa lạc ở một góc của trúc xá, tỏ vẻ ảm đạm, sư tôn xuống tay nặng nề. Chẳng lẽ một chút cũng không thương xót đệ tử sao? Cút nghĩa Mi đi, ai là sư tôn của Mi? Hàng này là nam chính, Lạc Băng Hà của nguyên tắc của ngạo tiên ma đồ bên trung điểm A. Trước đó khi trình trừng phạt của hệ thống lên sàn, đã từng được thả ra, nam nhân tồn tại như một vị thần được độc giả trung điểm sùng bái, năm xưa ai nhắc tới mà không hô một tiếng, băng ca. Thẩm thanh thu tuyệt đối không ngờ, hàng này không chỉ xuất hiện trong trình trừng phạt của hệ thống, còn có thể xuất hiện với hình thể thật ở thế giới này. Như vậy xem ra, cái gọi là trừng phạt của hệ thống, không phải thả ra bản mô phỏng nhân cách, chỉ sợ là trực tiếp từ thế giới song song nguyên bản kéo băng ca qua. Tuy rằng hôm qua tới nay, vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng mà, lạc thiếu nữ vẫn đều là cái giọng nũng nịu hơi tí là giận dỗi, hơn nữa mải mê quan tâm lo lắng, chị thương cho y, thẩm thanh thu mới không nghĩ nhiều. Lạc băng hà chân chính, lòng bàn tay và ngực đều có vết kiếm mình để lại. Thứ như vậy đứa trẻ này vẫn coi là bảo bối giữ trên người không chịu chữa khỏi, sao có thể khiến hắn đụng đến, làn da bóng loáng hoàn chỉnh nói đến cùng vẫn là không đủ quen thuộc với thân thể đối phương, mới chậm chạp không nghĩ ra. May thay rừng cương trước bờ vực, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, thiếu chút nữa khi tiếp tuổi già, khó giữ được. Vậy hôm qua khi chạm mặt trong nội điện địa, địa cung, gã nói chữ, đi, cũng rất dễ lý giải. Ý của chữ này không phải, chạy mau đi, mà là, đồ cặn bã nhà ngươi mau cút ngay cho ông đây. Lạc băng hà hấp y bên hông đeo kiếm đánh tới, gấp gáp nói, sư tôn, tạp trùng này có làm gì ngươi không? Ớ, ờ, mắng gã tạp chủng, không phải đang mắng chính ngươi sao? Ném đá thì ném đá, nhìn vẻ mặt vội vàng của Lạc Băng Hà, túm lấy mình không chịu buông, Thẩm Thanh Thu rất là vui mừng. Bầu không khí này mới đúng chứ, hắn hắng giọng một cái, xác nhận quần áo không rách không sộc sạch, dung nhan không loạn, mới nói, vi sư không có việc gì. Đột nhiên nhớ tới hôm qua trên người, Lạc Băng Hà, thương tích đầy mình, da chóc thịt bong, bên này chỉ sợ cũng khó tránh không tổn hao gì, vội hỏi, người thế nào? Có bị thương không? Lạc băng hà gật đầu nói, đã khỏi rồi. Thẩm thanh thu nắm cổ tay của y, lật qua, lòng bàn tay có một vết sẹo trắng nói mờ không mờ, nói nặng không nặng, trong lòng xúc động, rốt cuộc chuyện gì thế này. Hai ngày này ngươi đi đâu vậy, tại sao gã lại ở chỗ này? Lạc băng hà lắc đầu nói, đệ tử không biết, ngày hôm kia bế quan trong nội điện địa, địa cung, bỗng nhiên từ quang trên tàn phiến của tâm ma kiếm bắt đầu khởi động, kẻ này liền xuất hiện, trong tay còn cầm một thanh tâm ma kiếm khác. Ta giao thủ với gã, nhất thời vô ý, tiến nhập khe nứt do tâm ma kiếm chém ra, sau đó khe nứt khép lại. Ta chỉ kịp cướp kiếm đi, rồi khi quay lại, không phát hiện sư tôn, đành phải một đường tìm tới thương khung sơn phái. Cho nên hai ngày nay, lạc băng hạ là chạy đến của ngạo tiên ma đồ nguyên tác. Thì ra vết chém không khí của tâm ma kiếm đã nghịch thiên tới trình độ này, ngay cả cửa ra vào của thế giới song song cũng có thể chém mở. Đây không phải sự tồn tại có thể dùng bắc để nói rõ được một chàng gay bỗng nhiên đưa thân vào hậu cung ba nghìn giai lệ của trung điểm đứa nhỏ này chắc là bị dọa sợ lắm lắm thẩm thanh thu đang không nhịn được lòng sinh chiều mến chợt nghe có người lạnh lùng thốt cảm phiền ta còn ở nơi này có thể đừng lãng quên ta không lạc băng hà nguyên tác vẫn quen làm trung tâm sân khấu được vạn dân chú mục thấy hai người kia vừa gặp đã dính thành một cục coi như gã không tồn tại dính lấy nhau buồn nôn đến cực điểm nội tâm phiền đến không sao tả nổi chân âm thầm dùng sức không tiếng động dập nát mấy khối đá dưới chân. Lạc băng hà tre ở trước người thẩm thanh thu, ngư khí lạnh lạnh, vừa rồi ngươi đang làm gì đó. Lạc băng hà, thản nhiên nói, chơi chơi một chút thôi. Thẩm thanh thu chấn kinh rồi, chơi ai, chơi ta sao, băng ca ngươi, ai đến cũng không cự tuyệt sao, nam nữ không kỷ, chay mặn không kiêng, đưa đến bên miệng liền ăn. Hay là nói bên này hậu cung nguyên bản đều chưa thu, nhịn đến gấp quá. Băng ca chập một tiếng, khinh thường nói, ai kêu y vô dụng như vậy, đến một nữ nhân cũng không có. Tiêu chuẩn, vô dụng, kiểu này, đến là sai. Điểm chú trọng của Lạc Băng Hà lại không phải cái này, phẫn nộ đến mức trong đồng từ gần như xuất huyết, trầm giọng nói, ngươi dám làm nhục sư tôn như thế. Ánh mắt của Lạc Băng Hà còn lại cũng đột nhiên chuyển sang màu đỏ, nhìn thẳng y, cười lạnh nói, ta đâu chỉ muốn nhục nhã hắn. Nhìn dáng vẻ không tiền đồ của ngươi mà xem, ta, cư nhiên khó coi như vậy, suốt ngày ở bên tên tiểu nhân vô liêm sỉ thẩm thanh thu. Gã chưa nói xong, lạc băng hà đã nổ. Trúc xá gần như bị ô khí tràn ngập đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, không ai nhường ai, bỗng nhiên một đạo bạch quang thấu nhập từ đỉnh đầu, thì ra hai người ném bạo kích lẫn nhau, mà hiên bệnh tật của trúc xá vô tội bị thương, rách ra một lỗ hổng lớn. Lạc băng hà ngẩng đầu nhìn, mặt nhất thời còn đen hơn ma khí tay y đánh ra. Thẩm thanh thu cũng gần như có biểu cảm y hệt, mà nó no chớ thế này thì khi An Định Phong đến sửa chữa biết nói thế nào? Lạc băng hà không muốn hủy hoại chốc xã, nhảy ra đại môn, quát, đi ra. Gã nguyên tác hừ nói, vừa hay, trong phòng sập sệ không thoải mái tay chân. Hai đạo thân ảnh một đen một trắng ngay lập tức biến mất không thấy. Thẩm thanh thu đang lo lắng nếu gọi người của Bách Chiến Phong tới, liệu có khi nào họ đánh chết cả hai lạc băng hà không? Đúng lúc đó, Minh phàm cùng Ninh Anh Anh dẫn một đống đệ tử lao tới. Phòng trừng vừa nãy còn đang học ca chiều, nghe được tiếng vang lạ, vội vàng chạy qua, có đứa ôm đàn, có đứa tay còn cầm sách. Thẩm Thanh Thu lập tức nói, đứng lại. Cả đám đệ tử vội vàng đứng thẳng, Minh Phàm mở miệng hỏi, sư tôn, bên này có cái gì? Thẩm Thanh Thu ngắt lời hắn, xếp thành hàng, các đệ tử thanh tĩnh phong lập tức theo phản xạ có điều kiện xếp thành hàng. Thẩm Thanh Thu lại nói, đi xuống, chạy vòng quanh thanh tĩnh phong. Chạy 30 vòng. Nếu trực tiếp đuổi chúng nó đi, đám nhóc con này tất nhiên không chịu, còn đòi ở lại giúp thêm đỡ loạn chẳng bằng trực tiếp đuổi khéo đi luôn mệnh lệnh trực tiếp như thế chúng đệ tử bốn mắt nhìn nhau sư tôn kêu chạy ơ ờ chạy thôi một đám thiếu niên thiếu nữ thanh y nối đuôi nhau như xe lửa chạy xuống chân thanh tĩnh phong thẩm thanh thu đuổi chúng nó xong nhẹ nhàng thở ra quay đầu phi thân nhảy vào rừng trúc sau núi hàng nguyên tác có thể hoàn toàn khống chế tâm ma kiếm đứa mà hắn nuôi lại bởi vì tâm trí không quá ổn định hoặc nói tạp niệm trong lòng đặc biệt nhiều rất dễ dàng bị xâm nhập phản phệ, bởi vậy chỉ sợ không dám vọng động tâm ma kiếm, hơi bó tay bó chân, chỉ e vì nguyên nhân này, y mới chủ động dùng phù chú che tâm ma kiếm lại. cầm bàn tay vàng cũng không dám dùng, cầm chén vàng vẫn không thể xin cương, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, nhìn khác gì vật nhau, nhưng vật nhau kiểu này, sức phá hoại cũng mạnh quá đi. mặt đất đã bị đào ra mấy chục hố sâu, cành trúc nghiêm ngả, lá rụng bay tán loạn, gà bay chó chạy kinh thiên động địa còn tiếp tục như vậy thanh tĩnh phong sẽ bị gọt thành hói đầu phong thẩm thanh thu nhìn chuẩn khe hở sách tu nhã xông về phía lạc nguyên tác ngân quang chớp động quét qua đôi mắt dài hẹp lạc băng hà nghiêng đầu thật mạnh nháy mắt đầy ra mũi kiếm nghiêng đầu nói rõ ràng bọn ta là cùng một người vì sao sư tôn ngươi giúp y đánh ta có ma mới cùng một người với ngươi thẩm thanh thu ngậm miệng không đáp trao đổi ánh mắt với lạc băng hà không cần nói nhiều đồng loạt tiến công về phía lạc nguyên tác vốn giữa hai lạc băng hà, khoảng cách thực lực không lớn, trước đó vết thương trên người lạc nguyên tác, hơn phân nửa chính là lạc băng hà chém ra, hơn nữa cộng thêm thẩm thanh thu, cán cân thăng bằng trầm chậm, chậm khuynh đảo. Bên trong kiếm quang nhanh nhẹn như rồng bay tuyết phủ, linh lực và hắc khí lần lượt thay đổi, phối hợp không còn kẽ hở. Lạc băng hà, khó khăn né qua mấy đợt công kích, hơi hơi hí mắt, dường như là động khí, nhưng cũng không quá biểu lộ cảm xúc, chỉ hấp hé miệng, bỗng nhiên nói, kỹ thuật của y kém như vậy, có gì tốt đột nhiên đến một câu như vậy tay của thẩm thanh thu run lên một chút nhịn xuống tiếp tục đánh ai ngờ băng ca vẫn không giữ chừng mực sư tôn ngươi cũng thưởng thức qua bản lĩnh của ta rồi dù sao cũng là một người không bằng ngươi đi theo ta nhất định khiến ngươi sung sướng hơn theo y thẩm thanh thu câm miệng lạc băng hà lẩm bẩm nói thưởng thức qua thẩm thanh thu chuyên tâm đánh nhau lạc băng hà nói cái gì gọi là thưởng thức qua cái gì gọi là sung sướng hơn theo ta lạc băng hà ám muội nói hay là nói, sư tôn ngươi chính là thích bị người làm đau. Cho dù là vậy, đệ tử cũng bảo đảm làm ngài vừa lòng. Trong phút chốc, mặt của Lạc Băng Hà trở nên meo mó, y gần như vô ý thức đặt tay lên tâm ma kiếm. Thẩm thanh thu vội quát, đừng rút, Lạc Băng Hà nhờ thế mới lấy lại tinh thần, lập tức thu tay, nhưng màu đỏ trong mắt càng đậm hơn, hơi thở cũng trở nên rồn rập. Cắn răng một cái, dành thế tấn công trước, dẫn đầu mở ra màn cận chiến. Hai người cứng đối cứng, lực đạo y hệt, chiêu thức y hết, hậu quả tạo thành cũng y hệt. Thẩm thanh thu nghe thấy tiếng, răng rắc, nặng nề. Hai lạc băng hà, một kẻ gãy tay trái, một tên gãy tay phải, đều mềm nhũn buông thóng. Ngay cả phản ứng kế tiếp cũng giống nhau như đúc, tay gãy thì dùng chân đá, vì thế lại, răng rắc, hai tiếng, lúc này gãy chính là chân. Thẩm thanh thu không thể nhịn được nữa, đủ rồi, cách đấu kiểu này, muốn đồng quy vu tận sao? Lạc băng hà, bỗng nhiên dịu sắc mặt, nhìn thẩm thanh thu nói, sư tôn, phải chăng ngươi trách ta lần trước làm đau ngươi? Tên còn lại trợn mắt nói, sư tôn, trước đó ngươi với gã từng gặp rồi. Nếu ở trong hệ thống cũng coi như đã gặp mặt, vậy thì tính. Thẩm thanh thu không muốn giấu diếm, nói, gặp mặt một lần mà thôi. Băng ca cũng thật biết tận dụng mọi thứ, ủy khuất nói, lần trước là ta không tốt. Đệ tử nhận sai, nhưng vừa rồi không phải sư tôn cũng rất vui vẻ sao? Đều là đồ đệ, sao ngươi nhẫn tâm đối xử với ta như vậy? Giả bộ, ngươi giả bộ người tiếp tục giả bộ đi không hổ là băng ca hai mặt khẩu phật tâm xà miệng nam mô bụng một bồ dao găm quả nhiên nam chính hệ hắc hóa của trung điểm chính là âm hiểm gã đây là đang cố ý nhiễu loạn tâm trí của lạc băng hà thẩm thanh thu sao có thể để gã thành công mắng vô cùng hùng hồn hợp lý không chút hàm hồ một chút cũng không vui vẻ vừa mới mắng ra hắn đã cảm thấy một cỗ ma nhiệt tản mác dâng lên mãnh liệt từ bụng không thể xem nhẹ không thể áp chế giống như ngàn vạn con kiến mon men trong thân thể của hắn mà vạm nhấm. Khóe miệng của Lạc Băng Hà nhếch lên, sung sướng âm trầm nói, còn có thể khẩu thị tâm phi sao? Thiên ma máu, sao có thể quên mất, chỉ cần là Lạc Băng Hà, đều có thể thao túng máu cổ trong thân thể của hắn. Bên này hai Lạc Băng Hà, một kích động máu cổ, một cưỡng chi máu cổ, rõ ràng phân cao thấp, hậu quả tạo thành chính là, một hồi tê dại lại một hồi khô nóng, đứt quãng, từ bụng nhanh chóng tràn ngập toàn thân thậm chí là đầu ngón tay. Thẩm thanh thu thở hồn hền vài hơi khi nóng, tầm mắt có chút mơ hồ, tay cầm kiếm cũng bắt đầu không ổn. Lạc băng hà sơ ý một cái, tâm ma kiếm bên hông liền bị đoạt đi. Lạc nguyên tác cười đắc ý, lại mang theo vài phần hưng phấn như uống máu, ngay lúc gã cầm chuôi kiếm, sắp rút kiếm ra khỏi vỏ, thẩm thanh thu bỗng nhiên lạnh lùng thốt, đừng vui mừng quá sớm. Người nhìn đỉnh đầu mà xem, giờ phút này trên đỉnh đầu ba người, chỉ có cành trúc lá xanh tuôn rơi, theo gió lay động. Lạc băng hà, không cần ngừng đầu, vẫn cảm giác được phía trên không có uy hiếp. Gã nhảy nhẹ mỉm cười, kỹ xảo đối phó trẻ con ngây thơ thế này. Sư tôn lấy ra trêu đùa đệ tử, không khỏi rất khinh thường ta. Không nhìn, tốt, đáng đời, tay trái thẩm thanh thu làm thành quyết, ngón tay búng lên một tiếng giòn tan, ánh mắt ngưng lại. Lạc băng hà, đang muốn nói chuyện, một chiếc lá bay xẹt qua trước mắt gã. Nụ cười của gã đọng lại, một dòng máu rất nhỏ, chảy xuống chậm chậm bên mặt gã. Bốn phương tám hướng, lá trúc càng rơi càng nhiều, lá xanh từ từ bay xuống đột nhiên chuyển nhanh tốc độ, từng mảnh như gió đông mang theo hàn đao, lấy gã làm trung tâm mà quét qua. Trích diệp phi hoa bản bí truyền, thiên diệp vạn hoa. Lạc băng hà, chém ra một trường, đánh tan diệp đao dày đặc phi về phía gã, thẩm thanh thu, tựa như thiên nữ tán hoa ở giữa rừng trúc đều là phi diệp truy hồn đoạt mệnh hướng về phía lạc nguyên tác, nhìn như ôn nhu, nhưng một khi dính vào người, uy lực sẽ là lột ra chóc xương, một hai mảnh còn có thể né tránh, nhưng trăm ngàn phiến ảo tới cùng trời cuối đất. Dù thế nào cũng khiến người ta luống cuống tay chân một trận, huống chi vừa rồi hai người lại dùng cách đấu thô lỗ như thế, gãy mất một chân một tay, hành động bất tiện. Thẩm thanh thu đang muốn lao lên, đã thấy một bóng đen nhào lên đứng trước người hắn, trưởng đã lên nòng sẵn kia, vừa hay đánh trúng vào vị trí trái tim của Lạc Băng Hà. Khuôn mặt quen thuộc đến cực điểm kia lộ ra thần sắc không thể tin, trong giây lát, thẩm thanh thu thậm chí có chút không đành lòng. Lạc băng hà, rốt lui hai bước, nuốt cổ họng, hình như nuốt vào một ngụm máu, cười khẩy nói, thực sự ăn ý, không tệ ha. Tuy là trào phúng, nhưng cái tay còn tốt của y đã nắm chặt thành quyền, gân xanh mờ u bàn tay lúc ẩn lúc hiện. Từ sau khi trưởng thành, chưa từng có người có thể ép gã tới tình trạng này. Ở thế hạ văng như vậy, khiến gã như tới tháng ngày từng bị sỉ nhục, bị trà đạp đủ mọi cách. Trà nóng đổ lên đầu, phòng chứa củi bốn phía lùa gió quyền cước ẩu đà cùng từ ngữ chửi rùa không chừng mực, quỳ từ buổi trưa nắng hè chó trang đến đêm khuya sau giờ ngọ, bụng ăn không no. Những ngày tháng đó, có liên quan chặt chẽ tới khuôn mặt trước mắt đây. Nhưng hiện tại, chủ nhân khuôn mặt đó vẫn đứng bên cạnh kẻ giống hệt như gã, nằm cánh tay gãy kia lên, không dám đụng cũng không dám buông, giống như bản thân cũng cảm nhận được nỗi đau sâu sắc ấy, trao mày nói, tại sao phải làm căng với gã. Biết là gãy còn cứ đánh, lần sau đừng dính vô nữa. Tuy nghe có vẻ trách cứ, nhưng giọng nói này, vừa tức, vừa gấp, vừa đau lòng. Ngủ đến mấy cũng nghe ra được, gió lạnh cứ lùa, cành lá tuôn rơi, lá trúc từng mảnh bay xuống. Không cam lòng, không công bằng, hình ảnh hai người kia đứng chung một chỗ, không ngờ lại trói mắt như vậy, chọc đau mắt gã, hốc mắt cay cay. Rõ ràng đều là, lạc băng hà, dựa vào cái gì, y gặp là thẩm thanh thu như thế này, còn mình gặp lại là một kẻ vô sỉ lòng giả hẹp hòi, đố kỵ thành thói. Dựa vào đâu? quần áo và đồ vật được dốc lòng bảo tồn, phòng hông sạch sẽ tươi mát, những lời nói nhẹ nhàng, ngàn lần thương cảm, vạn lần chiều chuông. Rõ ràng chỉ ôm tâm tư làm nhục, rõ ràng chẳng quan tâm tới quan hệ khiến người khác buồn nôn của hai người kia. Thế nhưng, hiện giờ một câu, đi theo ta, lại là kìm lòng không đặng thốt ra với thẩm thanh thu. Lạc băng hà nghe gã nói ba chữ kia, cười lạnh nói, người nói cái gì? Hử, đốt ngón tay của y kêu lên, xem ra, đã nổi lên sát tâm tuy rằng thẩm thanh thu đồng ý hành vi bổ đao bổ đao vạn tuế nhưng mà để lạc băng hà giết lạc băng hà chuyện gì thế này a à? để hắn tự lên giết càng không thể nào huống hồ không biết định luật nam chính kim thân không hỏng liệu có tác dụng trên người lạc nguyên tắc không hai ngón tay thẩm thanh thu đè lên đầu vai y kêu y chớ xúc động đang đau đầu nên xử lý như thế nào lạc băng hà đã hành động trước gã pha bỏ bùa phong tâm ma kiếm hắc khi anh tim mãnh liệt trong ánh mắt đề phòng của hai người chém vào khoảng không, rạch ra một khe hở không gian, tung người vào. Khi ngoái đầu nhìn lại, gã hung hăng cắn môi, không cam lòng, khe hở biến mất cùng thân ảnh kia. Thế là, đi rồi, băng ca, dễ đuổi như thế ư. Thẩm thanh thu sừng sốt trong chốc lát, rồi mới kịp phản ứng, trở về lập tức tiêu hủy tàn phiến của tâm ma kiếm. Thứ này không thể giữ lại, bác của thứ đồ chơi này quá lớn, tiếp tục giữ, không biết còn có thể gây ra thần chuyển biến gì. Lạc băng hà yên lặng gật đầu, tuy rằng y không cần người đỡ, thẩm thanh thu vẫn tiếp tục đưa nửa người cho y dựa vào. Hai người đi chưa được mấy bước, là băng hạ u buồn hỏi, sư tôn, kỹ thuật của ta, thật sự rất kém cỏi sao? Nói thật, kém, thật sự kém, không riêng gì hôn, cả sờ, cởi, lăn, đều kém không chỉ một bậc. Về phần cắm, chưa so sánh được, thế nhưng cái tương tự là đầy, có lẽ cũng không cùng đẳng cấp. Thẩm thanh thu đương nhiên sẽ không nói ra, ngắn gọn kêu, cũng không phải vẻ u buồn trên mặt lạc băng hà càng trở nên đậm hơn thẩm thanh thu an ủi y dù sao ngươi cũng không có kinh nghiệm gì sự thành thạo của băng ca là do thân chinh bách chiến đêm ngự trăm nữ luyện ra đó lạc băng hà cúi đầu nhìn dáng vẻ chắc là đang lo lắng ngồi đâu trồng nấm mới tốt thẩm thanh thu không chịu được nhất chính là y như vậy định nói vi sư chữa khỏi tay chân cho ngươi trước sau đó chúng ta lại cùng nhau tham luận một chút như vậy thế nào lạc băng hà bỗng dưng ngẩng đầu thật sao Thẩm Thanh Thu biết ngay y sẽ có phản ứng này, bình tĩnh vỗ vỗ đầu y, đi chữa trước đã. Lạc Băng Hà gật gật đầu, răng rắc hai cái, nối cả tay với chân lại như cũ. Y bỗng nhiên đứng lên, dùng hai tay hoàn hảo nâng hai cánh tay Thẩm Thanh Thu, hai má ửng đỏ, hai mắt tỏa sáng, chữa xong rồi. Sư Tôn, cùng, cùng nhau tham luận nhé. Chương 85, PN, Băng Muội và Băng Ca quyết đấu đỉnh cao 4. Phía trên trúc xá, có một lỗ hồng, vù vù đang lộng gió. Thẩm Thanh Thu nằm ngửa mặt lên trời, Lạc Băng Hà đè trên người hắn, giống một chú chó nhỏ, dọc theo cổ của hắn hôn hôn liếm liếm, một đường đi xuống. Hắn nhìn chằm chằm cái lỗ hồng to đùng không biết vừa nãy giao chiến đã bị Lạc Băng Hà nào đánh thủng, thực sự không thể tiếp tục làm bộ không nhìn thấy nữa, lên tiếng. Hay là chúng ta đổi nơi khác đi, Lạc Băng Hà ngẩng đầu, bướng bỉnh nói, không muốn. Xuống núi đi thuê phòng gì gì đó, cũng ổn hơn so với chỗ này á. À? thẩm thanh thu còn chưa mở miệng lạc băng hà lại nói không đổi liền đến chỗ này ngay tại trúc xã lời nói này vô cùng kiên quyết có lẽ với y mà nói trúc xã thật là chỗ rất đặc thù thẩm thanh thu có nhận thức tự giác cởi quần áo hắn hiện tại coi như có một chút kinh nghiệm nếu không chờ lạc băng hà đến cởi cởi xong chắc quần áo khỏi mặc được luôn chẳng bằng chính hắn lột sạch trước một hồi xì si xa xì si xoạt ngoại bào nội y đai lưng từng cái từng cái rơi xuống trên mặt đất Màu xanh với màu đen giao thoa. Thành thực, kha khá rồi, gió lạnh thổi qua, Thẩm Thanh Thu có chút lạnh, lại có chút xấu hổ. Lạc Băng Hà lại hoàn toàn không có cảm giác đó, y quỳ gối giữa hai chân Thẩm Thanh Thu, hầu kết rung một lượt từ trên xuống dưới, thần sắc căng thẳng đến cực điểm. Lần trước ở Mai Cốt lĩnh kia, tuy y mơ mơ màng màng không nhớ rõ, nhưng nhìn thảm trạng máu chảy thành sông sau khi xong, cũng biết mình làm tệ thế nào. Hơn nữa bị hung hăng đả kích một lần, y có lòng muốn thể hiện thật tốt, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Thẩm thanh thu nhìn y do dự đến đáng thương, thở dài một tiếng, chủ động vươn tay, cởi đai quần của y, thấy khuôn mặt trắng nõn của lạc băng hà hiện lên vẻ đỏ ửng, hắn không nhịn được đưa tay gãi gãi cầm lạc băng hà, cảm thấy đứa nhỏ này có điểm đáng yêu. Nhưng cởi xong đai lưng, tầm mắt hạ xuống, thấy được thứ đã ngẩng đầu kia, tâm tư cảm thấy y đáng yêu vừa rồi, thoáng chốc bị quẳng lên chín tầng mây. Đệch, kích cỡ này! Thẩm Thanh Thu quyết đoán nói, không được, Lạc Băng Hà như bị sét đánh, run giọng nói, sư tôn, đã nói rồi. Ý của, không được, là, không thể như vậy trực tiếp thưởng, tai nạn chết người đó. Rốt cuộc lần trước làm thế nào mà hắn còn sống được, bị thứ này cắm vào trong thân thể thế mà còn chưa chết. Thẩm Thanh Thu bối rối một chút, nói, vi sư. Ta giúp ngươi dùng tay giải quyết một lần trước nhé, ít nhiều cũng phải cho y tiêu hao bớt trước. Năm ngón tay cô nương của Thẩm Thanh Thu chưa từng phục vụ người khác, đây là lần đầu phá lệ. Hắn động vào trụ thịt gần như màu hồng tím, gân xanh sen kẽ nhô lên, tạo hình khoa trương đến cực điểm kia, hạ quyết tâm, một phen nắm lấy. Lạc băng hà kêu đau một tiếng, ánh mắt y mang theo chút hủy khuất. Thẩm thanh thu không ngừng tự mình thôi miên, tay nắm không lỏng không chặt, bắt đầu chầm chậm vuốt động. Càng vuốt càng kinh hãi. Bất luận từ độ thô, độ cứng, hay là độ ấm, đây căn bản không phải khí quan mà bất kỳ sinh vật nào nên có nói là hung khí cũng không quá đi. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu thẩm thanh thu không khống chế được nặng nhẹ, nắm một chút có chút đau, lạc băng hạ hiển nhiên nhanh chóng biến thành trạng thái tiến nhập, ánh mắt nhìn chằm chằm thẩm thanh thu hơi hơi nheo lại, thủy quang nhộn nhạo, thở dốc cũng hơi hơi bất ổn. Thẩm thanh thu mặt không biểu cảm, nhưng động tác cực kỳ có lực. Càng vuốt tay càng tê, nhưng cái thứ nghiệp chướng này, ngoại trừ phần đầu dạng ô xòe có ra chút bạch chọc, căn bản không có ý phát tiết. Không chịu tiêu, không chịu bắn, ngược lại càng phình càng cứng rắn thẩm thanh thu có chấn định đến mấy biểu cảm cũng không thể khống chế mà trở nên méo mó lạc băng hà vẫn thầm lưu ý về mặt hắn lúc này bỗng nhiên thật cẩn thận mà nói sư tôn bằng không người tới gì thẩm thanh thu nghi ngờ mình nghe lầm lạc băng hà chịu để hắn thượng lạc băng hà nói ta sợ lại làm đau sư tôn chẳng bằng để sư tôn đến y nói nghiêm túc thân sắc thành khẩn lập tức muốn nằm xuống thẩm thanh thu vội nói không vẫn là ngươi đến đi. Để hắn đến hắn cũng không có kinh nghiệm này được không? Ngộ nhỡ không cẩn thận, làm lạc băng hà đến mức máu tươi giàn rủa Mặc dù biết như vậy lạc băng hà vẫn sẽ cao hứng bừng bừng, buổi tối hắn cũng sẽ ngủ không yên. Dù sao sau này cơ hội cũng sẽ quay lại, không ngại nịnh nịnh y trước, cho y nếm chút ngon ngọt. Tón lại, tuyệt đối không phải vì có chút cảm động mà buông tha quyền chủ động, tay vẽ bái bai, như là cổ vũ y, thầm thanh thu vỗ vỗ đầu của y, xoay người, ghé vào trên gối khuỷu tay hắn trống ở trên giường, xương bà vai cao cao nhô lên, đường thắt lưng tạo thành một độ cong mềm mại kinh tâm động phách, cái mông gần như đưa đến trước người Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu đang cháy cái mặt già đến phát sốt, thình lình bị Lạc Băng Hà cầm phần eo, lật về chính diện. Hắn bất đắc dĩ nói, người lại sao nữa? Lạc Băng Hà nói, sư tôn, muốn phía trước, muốn chính diện thượng ta. Thẩm Thanh Thu hắc tuyến, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói xong lại muốn nằm sấp, trong lòng lẩm bẩm đứa nhỏ này thật sự là rách việc. Chịu cho y làm đã không tệ rồi, ai ngờ, Lạc Băng Hà lại như lật bánh rán, lật hắn trở về, vẻ mặt cầu xin, nói, sư tôn, ngươi không muốn nhìn mặt ta đến vậy, sao? Chán y đều nghẹn ra mồ hôi, chóp mũi ửng đỏ, trong hốc mắt phảng phất có nước mắt lay truyền. Thẩm thanh thu tuyệt đối không nghi ngờ, nếu mà cự tuyệt y, Lạc Băng Hà có thể gào khóc ngay tại chỗ. Nghĩ đến hình ảnh đó, thẩm thanh thu vừa di ong vừa mềm lòng, miệng không tự chủ được nói, không phải. Lạc băng hà trực khóc, thương tâm muốn chết nói, vậy tại sao mỗi lần đều phải đưa lưng về phía ta? Người thật sự suy nghĩ nhiều quá, đến tột cùng là ở đâu ra nhiều tiểu cảm xúc suy tư thế? Quên đi, cái mặt già không cần thì thôi, miễn cho lạc băng hà nghĩ đông nghĩ tây. Thẩm thanh thu lung tung nói, được được, phía trước liền phía trước. Thu nước mắt về, ra cái dạng gì nữa? Sự thật chứng minh, nước mắt của lạc băng hà căn bản không đáng tiền. Ờ, một tiếng, Nói chảy là chảy, nói thu là thu, mặt kề sát đầu hắn, tay đặt trên làn da của Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu vòng eo tinh tế, đôi chân dài, trơn mịn, thẳng tắp mảnh khảnh. Bởi vì hai người là tư thế đối mặt, không thể không chồng chéo lên nhau, nhìn xuống dưới, giữa hai chân, phong cảnh nhìn một cái không sót gì, giữa hai cánh mông tròn trịa là một khe rãnh sâu thẳm. Tay của Lạc Băng Hà hơi hơi phát run, vuốt theo sườn đùi nhẵn nhụi bóng loáng. Thẩm Thanh Thu không nhịn được thụt lùi. Lạc băng hà giống như sợ hắn đổi ý, giữ chặt một đùi của hắn, tay còn lại đưa một ngón tay vào. Trên ngón tay gần như đã đầy thuốc mỡ, trơn trơn, đi vào cũng không khó khăn, nhanh chóng được nội bích nóng bỏng mềm mại tiếp nhận. Một ngón tay linh hoạt, trong cơ thể dồn nén tạo cảm giác đè ép gấp khúc, thập phần quỷ dị, thầm thanh thu chỉ cảm thấy một trận run rẩy từ xương cụt bò lên, ra đầu phát run, cũng chẳng màng suy nghĩ xem lạc băng hà lấy đâu ra công cụ chuẩn bị đầy đủ vậy. Lạc băng hà nín thở, hết sức chăm chú, khi đưa đến ngón tay thứ ba, thẩm thanh thu có cảm giác bị xé rách rất nhỏ, thờ hồn hển nắm chặt lấy tay y, cắn răng nói, chậm một chút. Lạc băng hà lập tức gật đầu, giống như một đứa bé tập tĩnh học đi, quả nhiên chậm lại, theo thẩm thanh thu chỉ đạo, từng bước một đến, thử thăm dò ấn nắn, khi y chạm đến một chỗ non mềm của nội bích, thẩm thanh thu run lên một chút, cảm thấy không khó chịu đến thế nữa, liền chịu đựng cảm giác thẹn thùng mà nói, ưng, um, nơi đó. Có thể tại sao còn muốn hắn đích thân dạy người khác làm mình thế nào? Làm sư phụ làm đến mức này, thẩm thanh thu rất muốn thắp cho mình cả một tòa nến thương khung sơn. Lạc băng hà vừa tỉ mỉ khuếch trương cho hắn, vừa quan sát biểu cảm của thẩm thanh thu. Khóe mắt nổi lên màu đỏ tươi, đôi môi mạnh mẽ mím chặt không để lộ âm thanh, ấn đường khi nhíu lại khi dạn ra, mỗi một biến hóa cực nhỏ đều không thoát khỏi ánh mắt của lạc băng hà. Cảm giác không chỗ nào che giấu này, khiến thẩm thanh thu càng cảm thấy thẹn thùng khó nhìn. Quẫn Bách Định chuyển mặt sang hướng bên, bỗng nhiên dư quang khóe mắt quét qua một chỗ dị thường. Nơi gần trái tim của Lạc Băng Hà, có một miệng vết thương dữ tợn ngang trước ngực. Đó là lúc trước khi đẩy Lạc Băng Hà xuống vực thẳm vô gian, từng đâm vào ngực y một kiếm. Hắn thật sự chưa từng cố ý thương tổn Lạc Băng Hà, nhưng hết lần này đến lần khác khiến y bị thương, đó cũng là sự thực. Thẩm Thanh Thu hoảng hốt trong nháy mắt, theo bản năng vươn tay chạm vào vết sẹo kia. Ngay trong giây phút đó, lạc băng hà hoàn thành công tác chuẩn bị bước đầu ngón tay vừa rút ra ngoài huyệt khẩu lập tức chặt chẽ khép kín lồng ngực nóng bỏng của lạc băng hà dán lên phần đỉnh dạng ô xòe thô to nóng lửa đặt ở nhập khẩu mềm mại ướt át thẩm thanh thu ôm chặt cổ lạc băng hà như chịu chết hít sâu một hơi cảm giác thân thể đang từng chút từng chút bị thứ kia bổ ra vẫn là đau nhập khẩu quá nhỏ chướng đến mức đau mặc dù có không biết thuốc mỡ từ đâu ra độ ma sát không lớn nhưng đường tính vật xâm lấn lại quá lớn sự đau đớn ở hạ thể dần tăng, thẩm thanh thu không tự chủ được ôm lạc băng hà càng chặt, hai chân bất giác cọ cọ ở sườn thắt lưng y, lạc băng hà vừa cất lời, mà nghĩ hắn liền ong ong vang vọng. Sư tôn, như vậy được không? Trong thanh âm lạc băng hà, lộ ý khắc chế, rõ ràng là đang cố gắng hết sức để không xông một phát tới đáy. Thẩm thanh thu trái lương tâm mà nói, có thể, được sự chấp thuận của hắn, tay nâng thắt lưng hắn của lạc băng hà hơi hơi siết chặt, càng hân hoan cắm vào bên trong. Chàng đạo bị nhồi, huyệt khẩu trông đỡ thành một vòng siết chặt, hạ thể giống như không thuộc về mình. Lạc băng hà rời ra một chút, lại tiến hơn phân nửa, cơ thể tiến tiến lui lui, tiếng nước bì bục không ngừng, trà tấn đến mức thẩm thanh thu vừa đau vừa ngứa, hận không thể đập đầu vào tường, bất chi bất giác, nước mắt giàn rùa. Vừa vặn lạc băng hà nghiêng đầu, chuẩn bị hôn hôn hắn một chút, thấy dáng vẻ thống khổ của thẩm thanh thu thì sừng sốt một hồi, bị đả kích lớn, nước mắt cũng lạ trã rơi theo nước mắt tí ta tí tách rơi trên mặt thẩm thanh thu rơi đến mức hắn cạn lời luôn người khóc cái vẹo gì a à? lạc băng hà nói xin lỗi vẫn là làm đau sư tôn lạc băng hà nói, băng hà nói là đệ tử quá ngu xuẩn hai người nhìn nhau rơi nước mắt đây tính là tình huống giờ người gì thẩm thanh thu chịu đựng hạ thể không khỏe hôn vào má với mắt hôn đi nước mắt của y nói không sao cũng không phải rất đau ai cũng có lúc không am hiểu mà người tiếp tục đi lạc băng hà ủy oải nói ta vẫn nên ra thôi. Đù. Giỡn hả, cứ như vậy đứt gánh giữa đường, sau này hai người đều có chứng ngại tâm lý, không sợ ích héo. Đau dài không bằng đau ngắn, chuyện tới nước này, ít nhất muốn cho một người sướng chứ. Thẩm thanh thu hạ quyết tâm, xoay người ngồi dậy, đặt lạc băng hà ở dưới thân. Sức lực tích trữ nửa ngày, vào lúc này một lần dùng hết, thẩm thanh thu chẳng còn sức chống hai đùi nữa, mông đặt thật mạnh xuống, nuốt thứ của lạc băng hà đến sâu nhất. Phần đầu dường như đâm tới dạ dày, một cảm giác nôn khan bất thình lình nảy lên, bị hắn nuốt xuống. Lần trước lạc băng hà không bắn, đại khái còn không tính hoàn toàn phá thân, lần này ít nhất phải giúp y phá sư. Nghĩ như vậy, hắn chống bụng của lạc băng hà, miễn cưỡng ngồi dậy một chút, bỗng nhiên thư cứng rắn kia trà đầu qua một điểm, cảm giác ngứa thình lình quét qua, nổ lên từ bụng dưới, lan tràn toàn thân. Thẩm thanh thu bất ngờ không kịp đề phòng, eo sau mềm nhũn, gục xuống phía trước. Vừa vặn lạc băng hà ngồi lên, ôm trọn hắn vào lòng. Lạc băng hà sắc bén cùng cực, truy vấn, sư tôn, có phải đụng vào đó sẽ không đau? Há chỉ là không đau, có chút, sướng, tư thế hiện tại, thẩm thanh thu đang giang rộng hai chân, ngồi trên người lạc băng hà, mặt đối mặt, hạ thể dính chặt chẽ. Để duy trì cân bằng, thẩm thanh thu không thể không vươn cánh tay bùn rùn, vòng qua cổ y. Động tác cực nhỏ của lạc băng hà, tác động đến cả nửa thân dưới, khiến thẩm thanh thu phát ra vài tiếng hừ biến vị từ đằng mũi lạc băng hà run rẩy gom hết tinh thần nâng lên cánh mông tròn trịa nâng lên một chút rồi nhắm ngay chỗ vừa rồi buông xuống lần này thẩm thanh thu rốt cuộc không cắn răng nổi nữa ô một tiếng hai chân không nghe sai khiến run run kẹp chặt lạc băng hà hậu huyệt cũng cắn chết cứng nắm được chỗ then chốt lạc băng hà bắt đầu phát động cường công không có chương pháp gì chỉ biết một mực làm mạnh nhưng cố tình chính là như vậy mới có thể làm cho người ta đầu hàng thẩm thanh thu không biết đến tột cùng mình thống khổ hay khoái lạc tiếng rên rỉ như có như không cùng tiếng thở dốc hỗn độn đều bị thúc đến biết quãng tiếng nước dính nhớp cùng tiếng pa pa dày đặc từ dưới thân truyền đến phần đầu chảy ra chất lòng nhũ bạch dần dần càng chảy càng nhiều thuận chiều nhỏ giọt xuống càng chiều xác sự tê ngứa và khô nóng trong cơ thể càng khó dài bỗng nhiên ngoài trúc xá bay tới tiếng bước chân dài rác mệt chết rồi sư huynh chờ ta một chút bọn ta chạy chạy hết nổi nếu nói mới vừa rồi thẩm thanh thu còn xa và tình dục hỗn loạn phen này hồn bay thẳng lên trời luôn là các đệ tử thanh tĩnh phong hắn vừa nãy đuổi đi chạy vòng thẩm thanh thu chống lấy bả vai lạc băng hà muốn đứng lên khỏi người y ai ngờ lạc băng hà lại giữ chặt thắt lưng của hắn hùng hăng ấn xuống lần này tiến quá sâu trống quá ngập tràn kích thích quá mức mãnh liệt thẩm thanh thu vừa mới mở miệng lập tức bị lạc băng hà ngăn chặn ô phát không ra tiếng chỉ có thể nuốt xuống đầy bụng nghẹn ngào nhắm mắt lại nước mắt sinh lý không kìm được mà rơi xuống. Lạc Băng Hà nếm được ngon ngọt, đầu dễ dàng buông hắn ra, gắn bó ôn nhu triển miên, dưới thân mạnh mẽ làm. Chỉ nghe Minh Phàm ở bên ngoài nói, ấy, sao ta cảm thấy mặt trên trúc xá hình như thiếu gì đó? Có phải tuột một lỗ rồi không? Đúng vậy, đại sư huynh, hình như thật sự có một lỗ hổng. Có từ lúc nào? Hay là hiện tại đi nói một tiếng với An Định Phong, kêu nhanh chóng lên sửa đi. Thẩm Thanh thu sợ bọn họ thật sự tiến vào hoặc là gọi người tiến vào, mười ngón dùng một chút lực, rơi vào lưng lạc băng hà, hậu huyệt co rút lại, nhà ra nuốt vào trở nên rất khó khăn. Ninh anh anh rậm rậm chân, phát tác nói, sửa gì mà sửa. Chạy lâu như vậy, mệt cũng mệt chết đi được, muốn sửa cái gì ngày mai sửa đi. Chúng đệ tử vội nói, được được, nghe sư muội Sư muội bảo ngày mai thì ngày mai sửa, Ninh anh anh lại nói, hơn nữa, ngay cả phòng hông chỗ A Lạc ở sư tôn cũng không thích người ngoài tùy tiện quét tước với tiến vào nhất định không thích chúng ta tự tiện động bất cứ thứ gì, còn không nhớ được hả? Nghe xong câu này, Lạc Băng Hà ánh mắt chớp động, đè mạnh Thẩm Thanh Thu ngã xuống giường. Chúng đệ tử dì rào đi xa theo hướng thiện đường, Lạc Băng Hà rốt cuộc không còn chặn môi của Thẩm Thanh Thu nữa, mà là đưa đầu đến trước ngực hắn, gặm cắn nhũ đầu, hạ thân trều sáp càng lúc càng mạnh. Thẩm Thanh Thu không cần nhìn, cũng có thể cảm giác được, thịt ở nội bích mềm mại bị đưa ra đưa vào, lúc thì lạnh, lúc thì nóng. Cắm lâu như vậy, chàng đạo đã quen kích cỡ dương vt quập lạc băng hà nuốt nuốt nhả nhả phối hợp đến cực điểm lạc băng hà lẩm bẩm nói sư tôn thẩm thanh thu không nhịn được nói đừng gọi thời điểm này còn nghiêm trang xương hô bối phận thầy trò mức độ xấu hổ vọt gấp mấy lần ra mặt thẩm thanh thu có giày nữa cũng không đỡ được nhưng lạc băng hà bỗng nhiên thấp giọng nói bên tay hắn sư tôn ta ở bên kia không tìm được ngươi thanh âm của y đang phát run thẩm thanh thu thanh tỉnh chút lạc băng hà nói bên cạnh ta của bên kia có rất nhiều người nhưng mà không có ngươi. Sư Tôn, ta tìm thật lâu vẫn không tìm được ngươi. Có phải là bởi vì không có ngươi, ta mới biến thành như vậy? Y nói, "Ta, ta không muốn biến thành như vậy." Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, ôm đầu y ở trước ngực, vỗ vỗ, nói, "Không sao, ngươi sẽ không biến thành như gã. Sư Tôn không bao giờ bỏ lại ngươi nữa, mà tộc sống rất lâu, Thẩm Thanh Thu biết, nam chính sống rất lâu, Thẩm Thanh Thu cũng biết." Thế nhưng ma tộc huyết thống cộng thiết lập nam chính, rốt cuộc có thể sống lâu đến đâu, thẩm thanh thu hiển nhiên chưa chuẩn bị sẵn tâm lý. Đợi cho đến khi lạc băng hà bắn ra, cả người thẩm thanh thu đã hồ đà hồ đồ, còn phải chịu một cỗ nhiệt dịch nóng bỏng trong bụng. Lúc này hắn đã không cách nào nghĩ dối dám được nữa. Hắn chỉ muốn ngủ. Nội bích sưng lên, chỉ là ma sát trầm chậm, cũng đều đau tê dại. Lạc băng hà lưu luyến rời khỏi, tận tâm tận lực giúp hắn làm dịu dục vọng phía trước. Vuốt một hồi, Thẩm Thanh Thu vẫn là câu nói kia, chỉ muốn ngủ. Lạc Băng Hà nói, sư tôn, Thẩm Thanh Thu biết y muốn nói gì, không lưu tình chút nào nói, kém. Lạc Băng Hà lúc này bị hắn phê bình cũng không nguy oải, ngược lại cao hứng bừng bừng thừa nhận nói, là kém. Quá kém, ngươi làm gì, chính là bởi vì quá kém, cho nên vẫn mong sư tôn có thể cùng đệ tử tham luận nhiều hơn. chương 86, phiên ngoại, nhớ một lần cùng liễu đại thần đánh mị yêu. Thẩm Thanh Thu nói, ta vẫn cảm thấy ngươi đừng đi theo thì tốt hơn. Thật đấy, liễu thanh ca làm như không nghe thấy, vẫn tiến lên trước. ngẩng đầu mà bước, kiêu ngạo nhìn trước, tua kiếm thừa loan ở sau người lung lay, giống như không phải đang đi giữa đường nhỏ trên núi đầy hoa lá cành, dây đằng rũ xuống, mà là võ trưởng trói trang ánh mặt trời của bách chiến phong. Thẩm thanh thu chân thành nói, sư đệ, không cần miễn cưỡng chính mình. Liễu thanh ca ngắt lời hắn, ngươi có trở về hay không? Thẩm thanh thu nói, làm xong cây này, xử lý xong nơi này của mị yêu, ta sẽ trở về. Liễu Thanh Ca, lần trước ngươi cũng nói như vậy. Thẩm Thanh Thu, ừ, Liễu Thanh Ca, sau đó một tháng không thấy bóng dáng. Thẩm Thanh Thu nói, sư huynh sẽ không chết ở bên ngoài đâu. Thời điểm không thể giải phát tác, có lần nào ta không quay về thương khung sơn tìm ngươi. Không cần phiền sư đệ đặc biệt theo ra ngoài, Liễu Thanh Ca cường điệu nói, ta không theo, là trưởng môn sư huynh căn dặn, phải phải phải. Thẩm Thanh Thu yêu thương nói, trưởng môn sư huynh, Thật là một người tốt. Dừng một chút, hắn nói, kỳ thật sư huynh là vì muốn tốt cho ngươi. Trong thành dưới chân núi đồn đại, mỹ yêu này thích nhất là nam tử tướng Mạo Tuấn Mỹ, huyết khí phương cương, liễu sư đệ cứ muốn đi theo, chỉ sợ sẽ bị dòm ngó. Liễu thanh ca hư một tiếng, đang muốn trả lời, bỗng nhiên một tiếng ca kiều diễm nổi bật chậm rãi quanh quần phát ra từ sơn cốc. Tiếng ca này một sướng ba chuyển, lộ ý chiêu chọc không thể hiện thành lời, nhộn nhạo lòng người như lông vũ hai người rẽ vào đường nhỏ đi vào cửa một sơn đồng. trong bốn phía hoa hoa cỏ cỏ bỗng nhiên nảy ra bảy tám tiểu hoàn ai ai cũng trong trẻo buộc tóc hai búi nhìn có vẻ non nớt thực sự thì đúng là non nớt yêu khí trên người cũng không biết đường thu giữ một chút ngắt tiếng hỏi kẻ tới là ai thẩm thanh thu vẻ mặt ôn hòa nói nơi này là hắn còn chưa thăm hỏi xong liễu thanh ca đã trở tay vươn ra sau lưng rút thừa loan ra hai tấc kiếm khí quét ngang chỉ có như vậy đất đá ở cửa sơn động sụp non nửa bảy tám tiểu hoàn lập tức thét chói tai rút về trong hoa cỏ sinh vật mỹ yêu này bởi vì yêu thế chủng tộc tướng mạo rất dễ khiến người khác yêu thích cả đời rất khó có cơ hội bị đối đãi thô bạo như vậy mấy đứa này lại còn nhỏ tuổi chưa thấy qua sự đời lập tức khóc thành tiếng bốn phương tám hướng đều là tiếng bé gái khóc thút thít khóc xớt mướt thẩm thanh thu dây dây cái lỗ tai nói sư đệ ngươi rất không biết thương hương tiếp ngọc Liễu Thanh Ca không kiên nhẫn nói, yêu ma quỷ quái, không cần thương tiếc. Muốn đánh mau đánh, đánh xong trở về, bốn chữ một câu, len keng hữu lực, lang lành ra miệng. Bỗng nhiên, trong động có người nói, hai vị tiên sư rất thô lỗ, mấy tiểu nha đầu của Nô Gia đến tột cùng có chỗ nào đắc tội tiên sư, phải dọa các nàng thành như vậy. Trong thanh âm mềm mỏng, có một nữ tử là lướt một thân xanh biếc, đông đưa eo hông đi ra. Ánh dương chiếu qua động khẩu, chỉ thấy nàng màu da trắng toát, tướng mạo yêu kiều, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều có mị thái ăn sâu xương tùy đám tiểu mị yêu bị liễu thanh ca dọa khóc liền khóc lóc kể lể mị âm phu nhân tu sĩ này rất dọa người bắt nạt bọn ta vị mị âm phu nhân này đã là bộ tộc mị yêu còn quốc sắc thiên hương vậy thì dựa theo tính chất vê lù của văn ngựa đực nhất định là có dính một chân với lạc băng hà dưới tình huống bình thường nữ nhân lạc băng hà dính qua thẩm thanh thu rất có tự giác tránh không kịp càng miễn bàn chủ động đi gây sự với các nàng lần này sở dĩ kiên trì đến góp vui thứ nhất là bởi vì lão phu thê có đứa con bị câu mất hồn dưới chân núi kia khóc rất thê thảm lại đích xác chỉ có mỗi một đứa con trai thứ hai là bởi vì mị âm phu nhân lăng loà thành tính ngoại trừ lạc băng hà còn có vô số chính phu cùng nhân tình nàng cùng lạc băng hà đầy 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 xong rồi thì hết nhân duyên sớm nở chóng tàn cũng không bị bắt nhập hậu cung các độc giả hưởng thụ chính là khoái cảm một lần NTA một đống người này. Cho nên nghiêm khắc mà mà nói, mị âm phu nhân không tính là bà xã của Lạc Băng Hà. Liễu Thanh Ca rõ ràng không định đáp lời người khác phái, làm sụp cửa động của người ta, không hề ái náy ý, quay đầu hướng khác. Thẩm Thanh Thu nói, hụ, sư đệ ta, không quen người ngoài tới gần. Mị âm phu nhân sâu kín nhìn Thẩm Thanh Thu, tiểu hoàn thủ hạ của Nô Gia con trẻ, không hiểu chuyện, động chạm tới tiên sư, xin được nhận lỗi như ngươi này mới sửa hai vị tiên sư vừa đại giá quang lâm đã sụp thành như vậy không nên nhìn ta a à, nhìn cái tên bên cạnh kia là hắn làm sụp đó tên này là chuyên gia phá rỡ của thương khung sơn phái đó học phá rỡ đến bách chiến phong thẩm thanh thu từ trước đến nay lo liệu tiên lễ hậu binh lay động quạt khách sao nói tổn hại động phù của phu nhân vốn không phải là bổn ý chỉ là chịu ủy thác của vợ chồng hoàng thị vẫn mong phu nhân có thể thả hoàng công tử ra Mị Âm phu nhân nói: "Ô, hoàng công tử. Công tử họ Hoàng mà nô gia gặp qua ở đây, không có 10 vị, cũng có 8 vị, không biết tiên sư chỉ vị hoàng công tử nào?" Liễu Thanh ca cười lạnh nói: "Toàn bộ phóng suất là xong chứ gì?" Mị Âm phu nhân tỏ vẻ khó xử, nói: "Không phải nô gia không thả y đi, nhưng nếu chính y nhất định muốn ở lại, không chịu về nhà, nô gia cũng hết cách nha." Liễu Thanh ca tặc lưỡi một tiếng. Thẩm Thanh Thu cũng không muốn tiếp tục đưa qua đời lại nữa nói, bất luận như thế nào, xin phu nhân đưa người ra là được. Còn lại bọn ta tự có sắp xếp, mị âm phu nhân ôn nhu nói, một khi đã như vậy, mời hai vị tiên sư đi theo nô ra. Nàng xoay người đi vào trong sơn động, đong đưa đi phía trước, thẩm thanh thu cách vài bước mới đuổi theo, để âm thanh đến mức chỉ hai người nghe được, cô ta vừa không định giao người, vừa không tính thả hai ta ra ngoài. Liễu thanh ca nói, sợ cô ta chắc, bình tới tướng chặn, nước đến đất lấp, quá sớm để trực chiến, chi bằng đi bước nào hay bước đó, tùy cơ ứng biến. Hai người đi theo chỉ dẫn, vào một sơn động rộng mở phủ kín cây cỏ hoa lá. Mười hai thị nữ yểu điệu đẫy đà lần lượt đứng hai bên động phủ, tay cầm quạt tròn, nói cười khúc khích. Mỹ âm phu nhân dẫn họ ngồi xuống bên cạnh bàn, nói, đã phái tiểu tỷ đi mời hoàng công tử, trong lúc chờ đợi, không bằng nô ra cùng hai vị tiên sư uống một ly. Thẩm thanh thu biết nàng muốn chơi trò gì, cũng không kiêng kỵ, mỉm cười nói, làm phiền rồi. Mỹ âm phu nhân ân cần rót rượu nâng ly cho hai người, một mảnh thu gợi tình, luôn luôn lướt về phía liễu thanh ca đang trao mày thâm thù đại hận. Mùi vị khiêu khích càng trắng trợn, liễu thanh ca càng coi nàng là cá chết đang trợn mắt trắng, thẩm thanh thu nội tâm càng vui. Mỹ âm phu nhân thích chính là tướng mạo tinh xào kiểu như là băng hạ. Liễu thanh ca bị nàng xem vào mắt, còn có thể chạy thoát ma chảo sao? Nhìn thấy nam nhân như vậy, bất kể thủ đoạn gì nàng cũng làm ra được, dính lấy dính để cũng phải dính cho được nhất định phải bổ nhào lên sướng cho đủ, mới đã. Đợi lát nữa biểu cảm của Liễu Thanh Ca, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Làm sao đây cứ nhiên có điểm chờ mong, quả nhiên, ngồi chưa được chốc lát, mị âm phu nhân lợi dụng tay áo che miệng, rụt rè nhìn Liễu Thanh Ca hỏi, không biết vị tiên sư này, đã có đối tượng song tu chưa? Trực tiếp quá, chưa từng có bất luận kẻ nào, kể cả yêu quái, dám hỏi Liễu Thanh Ca vấn đề này, giống như bị sấm rền bổ tới đỉnh đầu, trong khoảng thời gian ngắn, hắn hoài nghi mình nghe lầm, đôi mày lẫn khóe miệng đều giật, ánh mắt có vẻ mờ mịt, theo bản năng nhìn sang thẩm thanh thu. Thẩm thanh thu lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm gần như không thể tưởng tượng này xuất hiện trên khuôn mặt liễu thanh ca, băng sơn ngàn năm sụp rồi nha, trong lòng cười như điên, dâng lên sóng to gió lớn, trên mặt vẫn không chút kinh hoàng, nhịn đến mức tay lay quạt cũng phát run, miễn cưỡng ngăn chặn khóe miệng giật giật ở nửa mặt dưới, nghiêm trang nói, không có. Hắn không có. Mị âm phu nhân khó hiểu, tại sao lại không có phòng mạo nhân phẩm như thế sao lại không có nữ tu mến mổ lời này nô gia không tin thẩm thanh tu tỏ vẻ đồng ý ừ ta cũng rất ngạc nhiên thập đại bí ẩn thương khung sơn phái liễu đại thần rốt cuộc có phải vô tính hay không nói không chừng hôm nay sẽ công bố đáp án liễu thành ca buồn chán hít vào một hơi không thành tiếng lạnh như băng nói sao người còn chưa tới mị âm phu nhân nói tiên sư an tâm chớ vội biết đâu là hoàng công tử không muốn đến nếu phiền muộn không bằng Nô gia chơi một trò cho hai vị giải buồn. Thẩm Thanh Thu vui vẻ đáp ứng. Lại nghe nàng nói Nô gia cái gì cũng không biết nhưng cho tới nay bói toán một ít chuyện Phong Nguyệt cũng còn chuẩn xác. Vị tiên sư nào đồng ý cho ta tính thử. Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu sư đệ có hứng thú không? Liễu Thanh Ca cứng rắn nói không có hứng thú. Thẩm Thanh Thu buông tay hắn không có hứng thú đành để ta đến vậy. Dựa theo thiết lập nguyên tắc Mị Âm Phu nhân tính nợ Phong Lưu Nhân duyên chính là chuẩn 10 trên 10. Nàng nói Lạc Băng Hà sẽ có 613 bà xã, vậy thì tuyệt đối sẽ không có 612. Nàng nói gai kế tiếp của Lạc Băng Hà thích cưỡi bíp, vậy thì tuyệt đối sẽ không giỏi khoản bíp đằng lưng. Sao có thể không khiến cậu độc thân tiền đồ chưa biết như thẩm thanh thu nhộn nhạo trong lòng được? Mỹ âm phu nhân thản nhiên cười, cổ tay lật một cái, xuất hiện một nụ hoa kiều diễm, đưa đến trước mặt thẩm thanh thu, thỉnh tiên sư ban khí. Thẩm thanh thu biết quá trình ra sao, hơi hơi cúi đầu, thổi nhẹ một hơi trên nụ hoa. Khi mị âm phu nhân thu hồi tay, bông hoa mới nãy còn là một nụ hoa, không ngờ lại chậm chậm nở ra. Nàng cầm cánh hoa, dơ lên trước mắt, khóe miệng khẽ cười, nhìn thoáng qua chính giữa cánh hoa, bỗng nhiên khựng lại. Liễu thanh ca vốn ngồi nghiêm chỉnh, lúc này thân mình hơi nghiêng một chút, tựa như muốn nghe. Thẩm thanh thu dùng quạt đẩy thẳng vai hắn, nhắc nhở nói, sư đệ, không có hứng thú, a à, liễu thanh ca lập tức lại ngồi thẳng mị âm phu nhân nhìn trong chốc lát, càng xem thần sắc càng ngưng trọng. nàng buồn rầu nói: tiên sư, tơ hồng quá khứ của ngài, nô gia học nghệ không tinh, có chút xem không chính xác. khi mới nhìn, tưởng là thế độc thân, nhưng nhìn kỹ lại, hình như lại có một tơ hồng ẩn hiện. nàng tiếc hận nói: tơ hồng này đứt quả là vô cùng đáng tiếc. thẩm cửu là người từng có vị hôn thê, nhưng thẩm viên lại là một con cầu độc thân. hai tuyến hỗn tạp lần lượt thay đổi, xem không chính xác cũng đúng. Thẩm Thanh Thu tỏ về lý giải, việc quá khứ, không cần để ý. Phu nhân không ngại tính tính sau này, hắn thật sự rất muốn biết có thể lĩnh được một em gái đến bên cạnh không. Không cần tuyệt sắc mỹ nữ, không phải chuyển giới là được. Ai biết, mỹ âm phu nhân sắc mặt càng lạ, giống như khó có thể mở miệng. Biểu cảm này khiến trong lòng Thẩm Thanh Thu lục bột một tiếng. Đậu xanh rau má, chẳng lẽ kết quả là, đã định ép ấy. Rốt cuộc, mỹ âm phu nhân mở miệng. Nàng ấp úng nói, ờ đối phương, nhỏ tuổi hơn ngài, bối phận, hoặc nói kinh nghiệm, cũng không bằng ngài. Nữ tử tuổi tác cùng kinh nghiệm cao hơn hắn, đến trước mắt thẩm thanh thu cũng chỉ gặp qua vài lão đạo cô của thiên nhất quan, thật sự không hợp khẩu vị của hắn. Phòng trừng đưa mắt nhìn lại, toàn bộ tu chân giới cũng không bao nhiêu, cho nên hai điểm mà mị âm phu nhân đưa ra vô cùng hợp lý, hợp lý đến mức gần như vô nghĩa. Mị âm phu nhân tiếp tục nói, khi mới gặp mặt, không vui vẻ lắm, có lẽ còn có lòng ghen ghét, nhưng bởi vì cơ hội vô cùng quan trọng nào đó mới bắt đầu hoàn toàn chuyển biến cây này nghe hình như có chút nhờ vả được thẩm thanh thu không nhịn được giật mình liễu thanh ca bất chi bất giác bu lại lần này thẩm thanh thu không trêu đùa hắn nữa chuyên tâm nghe dài hai hàng mi thanh tú của mỹ âm phu nhân lại nhấc lên nói tiếp người này thường cùng với ngài trái phải kề cận hai người đều từng cứu tính mạng của nhau nghe đến đó thẩm thanh thu lại hồ đồ Sao cảm giác em gái bên người phù hợp điều kiện này đến một người cũng không có. Ninh anh anh, Liễu Minh Yên, không cần nghĩ, hậu cung của Lạc Băng Hà, gạch bỏ. Tề Thanh Thê, đích xác, kinh nghiệm so với chính mình hơi thiếu chút, mới gặp mặt, mới gặp mặt rốt cuộc là tình hình gì đã sớm quên sạch. Thường trái phải kề cận, cái này lại không phù hợp lắm, cho dù Thẩm Thanh Thu muốn đi tiên su phong, trái phải kề cận, nhưng có lòng mà không có gan, cũng không làm ra việc đáng khinh như rình lén. Nói đến cùng Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không thể tưởng tượng hình ảnh mình và Tề Thanh Thê yêu đương. Liễu Thanh Ca thình lình mở miệng nói, còn nữa không? Thẩm Thanh Thu sợ run một chút, vậy mới phát hiện, vừa rồi Liễu Thanh Ca chỉ là len lén ở một bên nghe lỏm, hiện tại đã hoàn toàn ngồi sát lại rồi. Liễu Đại Thần từ khi nào cảm thấy hứng thú với bói toán đến thế? Mị Âm Phu Nhân nói, người định mệnh của tiên sư rất ít lưu ý tới người khác, nhưng một khi đã để ý một người, sẽ toàn tâm toàn ý. Liễu Thanh Ca nghĩ nghĩ không ngờ lại ngưng trọng thần sắc, hỏi, tướng mạo như thế nào? Thẩm Thanh Thu không nói gì mà nhìn hắn, ta cũng chưa hỏi, người hỏi cái gì, hơn nữa đánh thẳng trọng điểm, Mỹ âm phu nhân khẳng định nói, Mỹ mạo nhất đẳng. Liễu Thanh Ca thái độ khác thường, truy vấn không thôi, linh lực. Thiên phú, thiên tư hơn người, linh lực cao cường, thân phận hiển hách. Liễu Thanh Ca làm như không thể tin mà lắc lắc đầu, nói, người mới nói, người này, với hắn, thường cùng một chỗ. Mị âm phu nhân gật đầu nói, có lẽ sẽ trải qua ngắn ngủi chia lìa, có điều, rất nhanh liền có thể đoàn tụ. Hơn nữa, mỗi lần đều là đối phương chủ động đuổi theo. Khóe mắt liễu thanh ca giật không ngừng, hắn hung hăng đè nén, giống như bị xúc động cực lớn. Hoặc là dùng cách nói chính xác hơn, bị xét đánh trúng rồi. Mị âm phu nhân lại bỏ thêm một câu, cho hắn một kích trí mạng. Nàng thở dài với thẩm thanh thu, người này đối với ngài, thật là một mối tình thâm. Liễu thanh ca cứng cổ, truyền hướng thẩm thanh thu, toát ra một biểu cảm phức tạp không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Rõ ràng không mừng không giận, lại giống như chịu dày vò. Thẩm thanh thu kỳ quái nói, sư đệ ngươi làm sao vậy? Liễu thanh ca gian nan nói, không chuẩn, thẩm thanh thu, hử, liễu thanh ca ngừng đầu thật mạnh, kiên định nói, cô ta tính không chuẩn. Mỹ âm phu nhân không phục, vì sao có thể chắc chắn nô ra tính không chuẩn? Nói thật, thẩm thanh thu cũng thấy không chuẩn. Cái gì trái phải kề cẩn, tuổi vừa nhỏ vừa đẹp vừa tôn quý, còn dính lấy hắn. Mùi y nồng đậm của văn học trung điểm, y cũng không đến mức phải vậy chứ. Bên cạnh hắn làm gì có gái nhà giàu phù hợp những điều kiện này. Ha ha, liễu thành ca quyết đoán nói, nói năng lung tung, cái gì một mối tình thâm, không thể nào. Sở trường kiếm sống bị nghi ngờ, mị âm phu nhân cũng nổi giận, ngươi lại không phải nhân duyên của hắn, dựa vào cái gì nói không chính xác. Chờ một chút, hoàng công tử còn chưa đi lên mà các người có thể nào đừng vì chuyện bé còn con này mà xung đột được không? Hơn nữa đương sự của quẻ bói này là ta cơ mà. Liễu thành Ca đã sớm mất kiên nhẫn, đối phương chờ mặt một cái, lập tức phát tác, một trường đánh mạnh xuống, bàn đá tức khắc nứt ra làm hai nửa, thừa loan ứng tiếng ra khỏi vỏ, kiếm khí như đao cắt. Mị âm phu nhân giận tím mặt, vỗ tay nói, đi ra hết. Chờ một chút, tại sao cứ như vậy đánh nhau, rốt cuộc chất dẫn lửa là gì, ta còn chưa rõ bước ngoặt ở chỗ nào cánh tay nhĩ khang của thẩm thanh thu tất nhiên không ai để ý tới mắt thấy mỹ âm phu nhân cùng mười mấy mỹ yêu thị nữ vây quanh họ điều chỉnh biểu cảm một chút nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu thừa đoàn xuyên qua luồng linh lực tán loạn mỹ âm phu nhân huyết một tiếng sao bén nhọn đệt không cần nhanh như vậy ta còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý vừa nghe lệnh sáo của chủ nhân toàn bộ quần áo trên người mỹ yêu thị nữ đều bạo mờ trắng bóng trắng bóng trước mắt nhìn thấy đều là một mảnh đại dương mênh mông trắng bóng tuy rằng thẩm thanh thu biết mỹ yêu thích nhất là đòn sắt thủ tập thể bạo y múa may quay cuồng nhưng mà không có nghĩa là khi hình ảnh chấn động này xuất hiện trước mắt hắn có thể chịu được sung kích thị giác hắn theo bản năng nhắm mắt lại lùi hai bước lưng đụng phải liễu thanh ca đám mỹ yêu kêu lẳng lơ không ngừng quanh quẩn trong toàn bộ sơn đồng. nếu là nam nhân bình thường sớm đã bị mê hoặc đến mất hết tâm trí quăng kiếm đầu hàng ngoan ngoãn đầu nhập ôn nhu hương nhưng thẩm thanh thu ngạc nhiên phát hiện liễu thanh ca cư nhiên giống như không trông thấy vẫn là mặt không biểu cảm một kiếm quét ngang một tảng lớn đao quang huyết ảnh giết chẳng si nhê gì đám mị yêu trần chuồng hiện nguyên hình tứ chi châm đất móng tay bén nhọn cắm vào trong bùn đất cát đá xì xì nuốt nước miếng vây quanh hai người lũ lượt nhào lên lại bị linh lực bắn ngược ra ngoài thẩm thanh thu thật sự cũng muốn nghiêm túc đánh nhau lắm thật đó nhưng không thể nhìn thẳng tiền bối thâm niên trải nghiệm vô số như hắn nhìn thấy sát đen cũng rất gian nan mới chống đỡ được. Liễu Thanh Ca đến tột cùng làm thế nào không chốt lay động vậy? Mỹ âm phu nhân hoa dung thất sắc, nàng không dự đoán được toàn bộ thuộc hạ tiến lên cũng không thể mê hoặc thần hồn hai người này, nhấc váy bỏ chạy. Thẩm Thanh Thu theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng nghĩ nghĩ, mục đích chuyến này là cứu con của vợ chồng Hoàng Thị, còn cả những nam tử bị Mỹ yêu dưỡng như sùng vật nữa, bè nói với Liễu Thanh Ca, còn lại không cần đánh, chỉ bọn họ cũng không dậy nổi sóng gió gì. Cứu người quan trọng hơn liễu thanh ca đột nhiên nói ngươi đừng tin thẩm thanh thu chẳng hiểu gì cả gì liễu thanh ca nói vừa rồi cái kia cô ta tính bữa đó thẩm thanh thu nói không nên kích động ta vốn không tin cử chỉ của liễu đại thần quá mức khác thường thẩm thanh thu không nhịn được liếc hắn vài cái chưa liếc được hai cái đã bị liễu thanh ca phát hiện ánh nhìn tên này lập tức nghiêm khắc quát lớn đừng nhìn ta hắn càng nói như vậy thẩm thanh thu càng muốn nhìn hắn nhìn một cái mới phát hiện không biết là bị tức hay sao đó, liễu thanh ca từ khóe mắt đến hai má, đều nhuốm một mảnh ửng hồng. Ánh mắt tĩnh lặng gần như hờ hững khi trước, giống như hồ băng vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, khuấy động trong đáy mắt. Thẩm thanh thu theo dõi hắn, bỗng nhiên vươn tay bắt mạch hắn. Nắm lấy cổ tay liễu thanh ca một cái, liền cảm thấy nhiệt độ làn da của hắn hơi cao. Bắt mạch một hồi, thẩm thanh thu nghiêm túc mà nói, ừm, um, liễu sư đệ, ngươi thành thật nói cho sư huynh, ngươi đã từng song tu với ai chưa? Liễu Thanh ca, người hỏi cái này để làm gì? Thẩm Thanh Thu nói, chỉ là hỏi chơi thôi. Biết song tu là sao không? Liễu Thanh ca thở hồn hển, nghiến răng nghiến lợi nói, Thẩm, Thanh, Thu. Thẩm Thanh Thu nói, được. Ta đổi câu hỏi, Liễu sư đệ ngươi hiện tại, cảm thấy như thế nào? Nhịn được đến khi xuống núi không? Liễu Thanh ca nói, không tốt, đương nhiên không tốt, cho dù là Liễu Đại Thần, chúng dâm độc của Mỹ Yêu, cũng vô cùng, toi cơm. Chương 87, Chúc Chi từ một. Chúc Chi lang biết từ rất sớm, nó là một quái vật ghê tởm. Cho dù là tại Nam Cương quái vật dày đặc, cũng được coi là quái vật của quái vật. Khi đó nó không gọi là Trúc Chi Lang, còn chưa có tên. Bình thường mà nói, nhìn thấy một thứ nửa người nửa xà bò trên mặt đất, không có ai lại nghĩ đến việc đặt tên cho nó. Cho dù có rảnh đến thế, đám mà tộc Nam Cương càng muốn đạp cho nó vài nhát, hoặc là chọc chọc cái đuôi của nó hơn, nghiên cứu trò vui này có dài bảy tấc không, đánh có chết hay không. Hành trình mỗi ngày của nó vô cùng đơn giản, bò, tìm nước, bò, tìm đồ ăn, bò, cắn xé giao đấu với những ma tộc hình thú khác. Tuy rằng dáng vẻ không tốt, nhưng khi đánh nhau, cũng không quá yếu thế. Ngược lại, không những tứ chi mềm mại linh hoạt, mà bề ngoài ghê tởm thường thường có thể làm cho đối thủ cảm thấy không khỏe mà thất thần khi chiến đấu. Vì thế, trò vui vừa xấu vừa khó xây dưa này, ở Nam Cương cực kỳ không được hoan nghênh mà ngay cả quý tộc có giáo dưỡng như thiên lang quân lần đầu tiên nhìn thấy nó cũng là quan sát một trận sau đó nghiêm túc nói xấu quá đám võ tướng sắp đen đứng thẳng phía sau gã đương nhiên sẽ không đáp lời thiên lang quân không biết là đang oán giận với ai lặp lại rất xấu ý vị nhấn mạnh của câu này quá nặng nó rột lại một chút có điều Huân cảm thấy trong lời chê bai của vị quý tộc tôn quý này hình như không có ý ghét bỏ thật lòng ánh mắt ghét bỏ nó thấy nhiều rồi cũng không giống như vị này thiên lang quân tao nhã ngồi xổm xuống nhìn chăm chú nó nói ngươi còn nhớ mẫu thân ngươi không nó lắc đầu thiên lang quân nói ồ cũng tốt ta mà có một mẫu thân như thế này chỉ sợ càng hy vọng mình không nhớ rõ nó không biết nên nói cái gì đương nhiên cho dù biết nó cũng không thể nói ra chỉ có thể phát ra âm thanh xì xì thiên lang quân cười cười nói có điều có một số việc cần phải nói cho ngươi biết mẫu thân ngươi chết rồi ta là ca ca của nàng theo yêu cầu lúc lâm chung của nàng qua thăm ngươi ma tộc lãnh huyết đối với tử vong của người cùng huyết mạch đều có thể nói ra nhẹ nhàng lướt nhẹ một cái là qua nó cũng không có cảm giác gì theo thói quen ngây ngốc gật đầu thiên lang quân dường như là cảm thấy không thú vị buồn chán nói được rồi nguyện vọng của nàng ta đã hoàn thành tất cả đây đều là thuộc hạ của ngươi từ nay về sau mảnh đất này thuộc về ngươi thuộc hạ gã chỉ chính là mấy trăm võ tướng giáp đen đi theo phía sau gã mấy thứ này tuy rằng không có tâm trí, không biết suy nghĩ, nhưng không sợ đau, không sợ chết, sẽ không mệt, sẽ không dừng lại, có thể trở thành một một đội quân vô địch, cư nhiên cứ như vậy tùy tiện giao cho một quái vật ngừa người nửa xa. Gã đứng dậy, vỗ vỗ bụi vốn không tồn tại, xoay người liền đi. Mà xui quỷ khiến, nó cọ cọ, uốn mình đi theo. Thiên lang quân quay đầu lại, hoang mang, ngươi đi theo ta làm gì? Xả nam không dám lộn xộn, thiên lang quân thấy thế, lại cất bước, nó lại ở phía sau bắt đầu nhúc nhích bò. Thiên lang quân ngừng chân, kỳ quái nói, ngươi nghe không hiểu ta nói gì sao? Như thế lặp lại hai ba lần, thiên lang quân dứt khoát mặc kệ nó, chắp tay đi về phía trước. Xả nam liền ngây ngốc, đi theo, phía sau. Thiên lang quân thân phận đặc thù, huyết thống tôn quý, địa vị không hề tầm thường, tất nhiên có không ít kẻ thù. Một đường đi theo, kẻ đến gây chuyện nhiều không đếm xuể. Rõ ràng thiên lang quân cũng không cần người khác hỗ trợ, nó lại luôn nhào lên liều mạng, cống hiến chiến lực mỏng manh của mình. Cứ vậy nhiều lần, thiên lang quân cuối cùng không thể coi nó như không tồn tại. Gã nhìn hai mắt xà nam mình đầy thương tích, bình luận, vẫn là xấu quá. Xà nam bị thương mà rụt lui, thiên lang quân lại cười, lại còn quật cường, như vậy không khiến người ta yêu thích lắm đâu. Một đường đi theo lâu như vậy, gian nan hiểm chờ cỡ nào, nó cũng chưa từng lùi bước, nhưng trước sự đánh giá không hề dịu dàng này, nó lại có xúc động muốn xoay người lập tức bỏ chạy, không bỏ đi. Ai ngờ, ngay sau đó, thiên lang quân tay trần đụng tới huyệt thiên linh của nó, thở dài, vừa xấu vừa quật cường, không nhìn tiếp được. Một dòng chảy lành lạnh chậm rãi len đến tứ chi xương cốt. Nhưng mà nó lấy đâu ra tứ chi, rất nhanh, xà nam phát hiện, thân thể dị dạng ban đầu của nó, không biết từ khi nào sinh ra tứ chi đầy đủ. Mười ngón tay, thứ ngày trước y thấy rất tinh xảo nhưng mãi không có được, giờ phút này mọc ở trên bàn tay mới của y, đây là thân thể một thiếu niên đại khái 15-16 tuổi, màu da trắng nõn, dáng người mảnh khảnh, khỏe mạnh, đầy đủ. Thiên Lam Quân buông tay ra, trong con mắt đen nháy phản chiếu hình ảnh một bóng người màu trắng. Thiên Lam Quân dương cằm, nói, ta cảm thấy như vậy sẽ đẹp chút. Người có ý kiến gì không? Y hé miệng, muốn nói, thật vất vả mới có hình người, đầu lưỡi lại không chịu nghe sai khiến. Vừa mới mở miệng, phát ra một âm tiết hơi trì trệ, hốc mắt đã vội rơi ra chất lòng ấm nóng. Tuy rằng Trúc Chi Lang tin tưởng vững chắc, quân thượng làm gì cũng không sai, nhưng y ngầm cho rằng, đầu óc của quân thượng không dễ xài cho lắm. Sau khi được ngầm đồng ý đi theo bên người Thiên Lang Quân, trong một thời gian rất dài, Trúc Chi Lang vẫn không có tên. Thiên Lang Quân cũng không thường sai khiến người bên cạnh, cũng không cần gọi tên của y, vì thế cứ như vậy hồ đổ qua mấy tháng. Mãi đến một ngày gã muốn tìm tập thơ của nhân giới, Lục Tung cũng không tìm được, bất đắc dĩ phải cần người hỗ trợ, mới chợt nhớ tới trong góc thư phòng còn có một đứa cháu trai như không khí. nhưng mà này một tiếng xong, cư nhiên không nghĩ ra phải tiếp lời thế nào. thiên lang quân nhíu mày nghĩ nghĩ, hỏi có phải ta chưa hỏi tên ngươi không? y thành thật nói, quân thượng thuộc hạ không có tên. thiên lang quân hoang mang nói, sao lại không có tên? kỳ quặc quá, vậy ta phải gọi ngươi thế nào? y nói, quân thượng thích gọi thế nào thì gọi thế đó. nói xong liền đi tới trước giá sách lấy ra tập thơ thiên lang quân xem xong liền nhét lung tung hai tay chỉnh đến trước mặt gã thiên lang quân rất vừa lòng tiếp nhận tập thơ nói không có tên cũng không có gì to tát đặt một cái là được cúi đầu lật bừa hai trang chọn ra một chữ thuận miệng nói gọi là trúc chi quân đi y tinh mắt liếc vài cái dương liễu xanh xanh nước sông lặng nghe chàng trên nước sướng tiếng ca bên tây mưa gió bên đông nắng tưởng trời không xanh mà lại xanh sao trúc chi từ y lắc đầu Sao, đây là bốn câu trong bài thơ Trúc Chi Từ. Câu cuối chữ, trong xanh, trinh đồng âm với chữ, tình, trinh, nên câu cuối có thể hiểu là, tưởng vô tình mà lại hữu tình. Thiên lang quân nói, không thích, đưa sách qua, vậy tự ngươi chọn một cái đi, y giờ khóc giờ cười, nói, quân thượng quý tộc mới được xưng hô như vậy. Thiên lang quân nói, tuổi còn nhỏ, chú ý nhiều thế. Thôi, vậy thì kêu trúc chi lang. Gã làm gì cũng không để tâm lắm, không để tâm cho y cuộc sống, không để tâm cho y tên gọi. Không để tâm, khiến Trúc Chi Lang sinh ra vào lúc này nơi này. Cho dù có thờ ơ băng quơ, có như trò đùa thoáng qua, cũng là thiên lang quân mà cả đời này y nguyện lên núi đao xuống biển lửa, chết không từ nan. Thật không ngờ, thiên lang quân cũng cân nhắc, cháu trai này phải chăng làm xài nhiều năm quá rồi, có hơi ngốc. Không chịu gọi cậu, nhất định phải gọi quân thượng, không đến Nam Cương làm lĩnh chủ tiêu giao, nhất định phải qua đây làm tạp dịch chạy chân danh hào phẩm cấp tử tế không chịu nhận, nhất định phải tự hạ phẩm cách. Thật là có điểm ngốc. Nhưng mà đầu óc không dễ xài là chuyện cả một đời, cũng hết cách. Cứ kệ y đi, thiên lang quân thật sự vô cùng thích những thứ liên quan đến con người. Đại khái là cảm thấy ma tộc đều là một đám lạnh lùng hơn nữa không thú vị. Gã đối với dị tộc loài người, ôm những nhiệt tình gần như quỷ dị cùng tưởng tượng tốt đẹp đến mức khoa trương. Mỗi chuyến xuất ngoại, đi nhiều nhất chính là bên cạnh. Xuyên qua cột mốc biên giới, thời gian ít thì uống chén rượu nghe bình sách, thời gian nhiều thì du sơn ngoạn thủy một năm sáu tháng cũng không đùa. Thiên lang quân đáng lẽ là không thích bị đi theo đâu. Võ tướng giáp đen thường thường đều đổi hết mấy trăm mấy ngàn đi. Có điều chúc chi lang một không lôi thôi rách việc, hay không cản chờ này nọ, chỉ biết yên lặng theo ở phía sau, chẳng khác gì không tồn tại. Thỉnh thoảng hỗ trợ thanh toán tiền làm việc vặt gì gì đó, còn rất tiện lợi chu đáo, thiên lang quân cũng không đặc biệt ghét bỏ y, mà ngay cả khi gặp mặt vị tô cô nương kia hai người cũng không ngại có y ở bên cạnh. Hai người họ rất ăn ý trực tiếp coi y là con rắn nghe không hiểu tiếng người tiếng tâm tình, coi như bên cạnh không có ai cả. Chỉ có một lần, thiên lang quân nói ra lời đuổi trúc chi lang, hơn nữa dùng đến chữ, cút. Đó coi như là một trong những lời nói thô lỗ nhất mà quân thượng luôn theo đuổi hào hoa phong nhã từng nói ra. Núi Bạch Lộ mươi 88, Trúc Chi từ hai chương này tìm ro vất vả lắm đó, các bản ro thông thường đều không có đâu, rốt đã phải tìm rất lâu mới ra, coi như độc quyền đi ai hi, thiên lang quân và tô tịch nhan lần đầu gặp nhau như thế nào. Trúc Chi lang cũng không thấy tận mắt, bởi vì lúc ấy y nghe theo yêu cầu của thiên lang quân, xếp hàng đi mua tác phẩm mới của một thư nhân chứ danh. Y nguyên bản cũng không hiếu kỳ. Nhưng từ đó về sau, một thời gian dài thiên lang quân đều là trạng thái thế này, trong dáng vẻ một công cụ di chuyển hình xà, thiên lang quân ngồi trên đầu y nói. Trong những bản ý ta xem, cô nương nhân giới đều là nhu tình như nước, săn sóc động lòng người, còn tưởng toàn bộ cô nương đều là như vậy. Thì ra ta bị lừa, chúc chi lang à, thứ như ý kịch không thể xem nhiều. Tiếp theo, hoàn toàn đã quên chính mình từng nói, kịch không thể xem nhiều, quân thượng khi đang xem ngon lành sẽ nói. Ta nhìn qua giống không nhấc nổi tay lắm à, giống bộ dạng ngay cả lộ phí về nhà cũng không có à. Khi chúc chi lang giặt y phục của gã, thiên lang quân dáng vẻ tao nhã ngồi trồm hôm ở bên cạnh, còn nói. Chúc chi lang, mặt của ta như thế nào? không anh Tuấn sao? Nói chung, người nhìn thấy dáng vẻ như của ta, chẳng lẽ không nên lập tức hóa thân thành thiếu nữ lòng này mầm xuân sao? Trúc Chi Lang rũ phẳng y phục đã vò sạch nước, dùng gậy trúc vơi lên, vừa cung kính phù họa vừa yên lặng nghĩ, trước kia mấy vừa kịch nhí nhố y từng cùng quân thượng xem qua không ít. Người khác thế nào y không biết, có điều dáng vẻ này của quân thượng, thực sự kha giống thiếu nữ tuổi đời 28 đang hoài xuân. Cho nên không hiếu kỳ cũng không được trong tưởng tượng của Trúc Chi lang một cô nương một mình ra vào thành hoang có yêu ma làm loạn, khi chém tả quỷ liền kêu thiên lang quân muốn đánh đàn xương khúc thì đi xa chút mà hát cho đỡ vương víu, chém xong rồi ném cho thiên lang quân ba đĩnh bạc làm lộ phí về nhà, nếu không vạm vỡ cao lớn thô kịch, ít nhất cũng phải cốt cách kỳ quặc mắt lộ hôm quang. Mà đến khi thật sự gặp được đầu sò khiến thiên lang quân suy ngẫm sự đời, cha tấn Trúc Chi Lang rất nhiều ngày, Trúc Chi Lang lại phát hiện, đối phương khác hẳn với những gì y tưởng tượng thiên lang quân thích đi dạo nhân giới, đi dạo nhân giới cần tiêu tiền, mà gã chưa bao giờ nhớ mang tiền, đành để chúc chi lang giúp gã nhớ. Nhưng mà gã tiêu tiền không có khái niệm không biết giữ trường mực, hào tình vừa lên liền vung tiền như rác, chúc chi lang cản cũng không được, tiền ra như nước kiểu đó, dù mỗi ngày đều vác rừng vàng biển bạc trên lưng cũng khó ứng phó nổi, trung quy cũng có lúc rỗng túi. Đang lúc hai vị khách tha hương ngượng ngùng đầu phố, một cô gái cao gầy áo đen đeo kiếm lưỡng thưởng đi qua. Thiên lang quân nói, đứng lại, khi đi lướt vai qua, cô gái kia hơi hơi nhuyến mày, khóe miệng có ý cười chế nhạo, quả thực đứng lại. Thiên lang quân nói, trên đường đi gặp bất bình, chẳng lẽ không nên rút đao tương trợ? Đối phương nói, rút đao thì có thể cân nhắc, giúp tiền tại hạ cự tuyệt. Lần trước ba lượng bạc cho ngươi mượn về nhà còn chưa trả lại cho ta. Thiên lang quân nói, có sao? Ba lượng bạc mà thôi, được rồi, chỉ cần cô cho ta mượn thêm ba lượng, cô có thể mua ta ba ngày quả quyết cự tuyệt, các hạ nhìn là biết vai không thể khuôn vác, tay chân không lao động nặng được. Mùi người có tác dụng gì? Trúc Chi Lang nhìn hồi lâu, ngay thẳng nói, quân thượng, vị này, chỉ sợ là chê đắt. Thiên Lang quân bị người coi thường. Việc này chẳng là gì, có đôi khi thị nữ và tù vệ hầu hạ gã cũng thường lén coi thường gã, nhất là khi gã hắng giọng ngâm thơ. Nhưng mà không bị coi thường đến mức ép giá ba lượng. Thiên Lang quân nói, cái khác không đề cập tới chẳng lẽ mặt của ta còn không trị giá được ba lượng bạc? Đối phương cứng họng, nghiêm túc nhìn mặt của gã một hồi, cười nói, ừ, quả nhiên đủ. Vùng tay đưa ra một đĩnh vàng trọng lượng nặng, từ đó, chi tiêu của thiên lang quân ở nhân giới tăng như vũ bão, càng ngày càng tiêu giao tự tại đến mức vô cùng thê thảm. Gã tìm được một tòa núi chống lưng có nhiều vàng, chỉ cần chúc chi lang mở ra bọc tiền rỗng tuếch và lộ ra vẻ mặt sầu hổ, gã liền không chút nghĩ ngợi vui vẻ đi gõ cửa tòa núi kia. Chúc Chi Lang luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, giống như có gì đó sai sai. Vì sao Tô Tịch Nhan giống như công tử nhà giàu thân phận hiền hách vung tiền như rác trong vở kịch? Vì sao Thiên Lang Quân giống như đại tiểu thư nuông chiều từ bé không dành thế sự bỏ nhà đi trốn? Còn cả vì sao bản thân y giống như nha hoàn hồi môn từ bé làm người hầu phục vụ bên cạnh tiểu thư? Chúc Chi Lang có thử nhắc nhở quân thượng nhìn thẳng vào vị trí đảo lộn này, vớt lại một chút tôn nghiêm ma tộc trí tôn của bản thân thiên lang quân lại cảm thấy thích thú với quan hệ bao dưỡng và được bao dưỡng này. Nhiệt tình mù quáng đối với cả nhân loại của gã khi xưa, đều đặt lên hết một người. Tô tịch nhan quả nhiên là một người lãnh khốc vô tình lại tuyệt diệu không thể tả. Khi gặp mặt, sẽ dẫn họ đi tìm các trò vui quý hiếm, đến những nơi thú vị. Bản sao sách cấm trúc chi lang tìm kiểu gì cũng không ra, linh chi kỳ lạ sinh trường ở một cái hang bí mật, hồ xương trong vắt như thạch anh, yên hoa nữ tử tiếng vang không xa nhưng lại đàn ra một khúc cầm tuyệt diệu, khi không gặp, 10 ngày nửa tháng không thấy tung tích, kiểu gì cũng gặp không được. Bất động thanh sắc, không thấy si mê, không nói tương tư. Đều có tính toán, thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì một nửa huyết thống xà tộc, Trúc Chi lang có một loại trực giác của động vật thiên nhiên, ẩn ẩn cảm thấy lại gần người này là một việc cực kỳ nguy hiểm. Không giống nữ tử ma tộc xinh đẹp kiểu dập khuôn, mà là nghiêm trang, nhìn không chớp mắt, nhìn qua nhã nhặn có lễ nhưng cũng đích xác chỉ là nhìn qua nhã nhặn mà thôi. Trúc Chi Lang không dám nói thật sự chém giết thì có thể chiếm được lợi thế trước nàng. Bên dưới nhã nhặn là kiêu căng và lạnh lùng, trong dã tâm còn cất giấu tâm cơ. Là người thứ hai cầm quyền trong huyễn hoa cung, địa vị cao quý hiệu lệnh ngàn người. Mà tu chân giới lấy tứ đại phái trong đó có huyễn hoa cung làm đầu, lại là đối thủ một mất một còn của ma tộc. Đối với họ mà nói, Tô Tịch Nhan thật sự là một nhân vật nguy hiểm chúc chi lang kể hết tin tình báo thăm dò được cho thiên lang quân thiên lang quân lại toàn bộ không quan tâm một khi gã si mê thứ gì đó sẽ chẳng màng sống chết được ăn cả ngã về không vốn không phải là không biết chi tiết mà là chưa bao giờ nghi ngờ cái giá phải trả cuộc không nghi ngờ chính là bị trấn áp dưới chân núi bạch lộ suốt mười mấy năm không có thiên lý không được xoay người ta muốn giết người đó là câu nhiều nhất mà thiên lang quân lặp lại suốt mười mấy năm mà trước đây thiên lang quân thích nhất chính là người trước nay gã không giết người. Không có ma lực cường đại phát ra trong đỡ hình dạng người của y, Trúc Chi Lang lại trở về thân hình nửa xa. Mỗi lần nhìn thấy y trên mặt đất gian nan bò đến bỏ đi, thiên lang quân sẽ ném cho y một tiếng, cút. Người bò quá khó nhìn, gã nói, Trúc Chi Lang liền yên lặng trườn ra ngoài, tìm một chỗ ánh nắng ánh trăng chiếu không đến ở bên ngoài, tiếp tục luyện tập công cuộc bò nhiều năm. Tinh khí của quân thượng trở nên sâu đến mức khó mà tưởng tượng, Trúc Chi Lang lại không hề có nửa điểm phẫn nộ hay uy khuất. Cút của Thiên Lang Quân, ý là kêu y trở về ma giới, trở về Nam Cương, trở về nhà cũ của y, cút đến chỗ nào cũng được, chỉ cần không ở trước mặt Thiên Lang Quân là được. Thiên Lang Quân không thể dễ dàng tha thứ có người bên cạnh nhìn thấy gã chật vật như vậy, muốn sống không được muốn chết không xong. Gã vừa sinh ra đã là thế tử tôn quý nhất ma tộc, chưa bao giờ nếm qua đau khổ, vĩnh viễn ung dung tao nhã, cử tuyệt tất cả sự vật thấp kém có thể phá hư hình tượng, còn có tính sạch sẽ rất nhỏ. Gã không thích thứ gì khó coi, nhưng thực tế gã hiện tại, khó coi hơn bất kỳ ai. Vết máu ố đầy người bị khóa bởi 72 xích sắt, 49 phủ chú, chỉ có thể mỗi ngày trơ mắt nhìn thân thể của nhìn mình từ từ hư thối, thần chí lại cứ thanh tỉnh cực độ, ngay cả muốn mất cũng không làm được. Đám người tu chân giới kia không giết gã, lại nghĩ trăm phương ngàn kế tra tấn gã chỉ sợ hình thái nửa xà xấu xí của Trúc Chi Lang còn đẹp hơn cả trạng thái hiện tại của Thiên Lang Quân. Trúc Chi Lang sau khi thoái hóa không thể nói chuyện, Thiên Lang Quân liền bắt đầu tự nói một mình. Mỗi ngày gần như một nửa thời gian gã đều lặp lại những lời thoại và đoạn sướng trong kịch. Có khi Thiên Lang Quân đang hát, lại im mặt giống như bị cắt ít hầu vậy. Trúc Chi Lang liền biết, đây nhất định là một vừa kịch nào đó Tổ Tịch Nhan từng dẫn họ đi xem. Nhưng mà tạm dừng một lúc, Thiên Lang Quân sẽ lại đột nhiên cất tiếng, dùng thanh âm rất cao để tiếp tục. Làn điệu triền miên trong sơn cốc không người cùng cổ họng khàn khàn, được kéo ra cực dài. Dài mà thê lương. Trúc Chi Lang không thể nói chuyện, không thể kêu gã, đừng hát nữa, không thể nhấc tay, không thể bịt lỗ tay, khiến mình không nghe thấy âm thanh, do đó càng hiểu thế nào gọi là lực bất tòng tâm. Nếu đã thương tâm, nếu đã thống khổ, tại sao phải miễn cưỡng chính mình? Những gì y làm được, chỉ có kiên trì ngày qua ngày, từng chút từng chút ngậm lá cây đến hồ xương tẩy rửa miệng vết thương vĩnh viễn không tốt lên trên người thiên lang quân. Trong mười mấy năm, họ chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của Lạc Băng Hà. Tô Tịch Nhan không hề thành công cầm quyền đăng vị như dự đoán, mà là mai danh ẩn tích không thấy dấu vết. Cho dù là một thời gian dài sau khi thấy lại ánh mặt trời, họ vẫn không hay biết. Bởi vậy khi Trúc Chi Lang ở Nam Cương lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt kia, kinh ngạc đến mức ngay cả chính sự đã giao cho ý cũng quên, giao đấu một phen, trực tiếp trở về bẩm báo thiên lang quân vì thế có trận chiến ở thánh lăng sau khi y nhà thẩm thanh thu từ trong miệng ra an bài thật tốt thiên lang quân nhìn chằm chằm chúc chi lang đang chuyên tâm quạt nóng than đá nói ngươi xem đến tột cùng là y giống ta hay giống nàng y và nàng ngài chúc chi lang hiểu được là ai y nói quân thượng không phải đã nói rồi sao giống mẫu thần y thiên lang quân lắc lắc đầu cười nói cái sự làm ra vẻ lãnh khốc kia kỳ thật họ cũng đều biết sự quyến luyến và y lại người ta còn cả sự cố chấp tiến lên, chết không quay đầu của Lạc Băng Hà, càng giống Thiên Lang Quân. Thiên Lang Quân một tay trông má, nhìn Thẩm Thanh Thu đang nhắm mắt, thở dài, nhưng y may mắn hơn ta. Lạc Băng Hà chết không buông tay chính là người như Thẩm Thanh Thu, quả thật may mắn. Ít nhất Thẩm Thanh Thu nhất định sẽ không chịu tập toàn bộ tu chân giới, chân áp Lạc Băng Hà dưới thương khung sơn. Hơn nữa, ở trên đời này, không dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn dáng vẻ ghê tởm của Trúc Chi Lang, chỉ có hai người một là thiên lang quân, người còn lại chính là thẩm thanh thu. Thiên lang quân nói, như thế nào, người có muốn đoạt lấy phần may mắn này không? Trừng mắt một hồi lâu mới hiểu được ý của thiên lang quân, chúc chi lang đỏ ửng mặt, quân thượng. Thiên lang quân nói, giành đi giành đi, đều là ma tộc, còn chú ý cái này, huống chi anh em họ mà thôi sợ cái gì, lĩnh chủ bộ tộc mạc bắc đời trước con đường hoàng đoạt chính thê của đệ đệ ruột đấy. Trúc Chi Lang nói, ta không có loại ý niệm này thiên lang quân ngạc nhiên nói, vậy tại sao ngươi đỏ mặt? Trúc Chi lang ẩn nhẫn nói, quân thượng, nếu bất kêu ta siêu tầm những sách kia, hoặc đừng có kêu ta xem cùng, hoặc là đừng đọc thành tiếng bắt ta lúc nào cũng phải nhớ, thuộc hạ nhất định sẽ không đỏ mặt. Làm hại bên tay y lúc nào cũng quanh quẩn những thứ kỳ lạ, không thể lương tâm không thẹn mà nhìn thẳng thầm tiên sư. Y hiểu được tại sao thiên lang quân luôn thích chế nhạo y như vậy. Trêu chọc sau lưng, còn có thăm dò cùng giật dây từ ngày trong núi Bạch Lộ thấy lại được ánh mặt trời, thiên lang quân đã không có ý định sử dụng thân thể này lâu dài, cũng không có tính toán cân nhắc cho sau này. Nhưng mà khi thấy được thẩm thanh thu, thiên lang quân lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Gã nghĩ, cháu trai ngốc cuối cùng cũng có trốn tiếp nhận rồi. Đầu óc ngốc như trúc chi lang, chỉ có thể đi theo người khác, không biết suy nghĩ cho bản thân. Nếu có thể đổi người đi theo, sau khi thiên lang quân chết, cũng không đến mức lang thang trên đời gã cảm thấy thẩm thanh thu là một đối tượng không tồi để theo đuổi. Bất luận là theo đuổi với ý nghĩa nào. Tại cảm giác an tâm kỳ lạ này, thiên lang quân càng không kiên nể gì để ma khí ăn mòn, thân thể hư hỏng và suy yếu ngày một nhanh, trên người thường xuyên dụng một tay rớt một ngón gì đó. Vì tìm cách tu bổ, chúc chi lang sứt đầu mẻ chán. Lần này y thử dùng kim không may vá tứ chi, thiên lang quân mặc y cầm cánh tay châm tới châm lui, nói, trực giác của ngươi luôn rất chuẩn. Trúc Chi Lang thừa nhận, thiên lang quân nói, ngươi xem ta cùng lạc băng hà, thắng thua sẽ như thế nào? trầm mặc một lúc lâu sau, gã từ từ nói, ngươi không nói lời nào, ta cũng biết. Ta nhất định sẽ thua, chúc chi lang cắn đứt đầu chỉ, buộc thắt nút, thiên lang quân nửa thật nửa giả nói, không bằng ngươi sau này liền theo thẩm phong chủ đi. Hắn có thể che chở lạc băng hà, che chở thêm ngươi cũng không nhiều. Trúc Chi Lang nói, ngủ đi quân thượng, Thiên Lang quân vẫn nói lung tung, đêm nay có phải ngươi muốn đến lều của thẩm phong chủ nhổ tơ tình cho hắn không? Ngươi có nghe hôm nay ta hỏi hắn từng song tu với lạc băng hà chưa? dáng vẻ đó của hắn, nhìn một cái là biết chưa có. Tiên hạ thủ vi cường, ngươi hiểu ý ta không? Trúc chi lang làm như không nghe thấy, xoay người lại cởi giày của gã. Tay không chạm tới, vì thiên lang quân gập chân, giày dẫm trên da thú, nghiêm túc hỏi y, ta phải làm như thế nào, mới có thể đả kích lòng tự trọng của ngươi, khiến ngươi nản lòng thoái chí với ta, ảm đạm rời đi. Chúc Chi Lang nói, kịch với sách xem nhiều quá rồi, kiểu đoạn này chẳng mới mẻ gì. Lòng tự trọng của thuộc hạ vĩnh viễn không thể bị ngài đà kích. Cho nên ngủ đi quân thượng, Thiên Lang quân nói, ta không muốn ngủ sớm như vậy. Người mau đi tới lều của thẩm phong chủ, ta sẽ tới thăm các ngươi sau. Chúc Chi Lang bất đắc dĩ nói, quân thượng, ngài thực tùy hứng. Cản quấy, nghĩ gì kỳ quặc, toàn ra chủ ý bậy bạ. Thiên Lang quân nói, thì bao nhiêu năm như vậy ta vẫn tùy hứng như thế mà. Thế nào, có muốn cân nhắc rời xa ta không? Quân thượng hôm nay giống như uống rượu say vậy, bản lĩnh khiến người ta giờ khóc giờ cười cũng nhân lên 10 lần. Trúc Chi Lang lắc đầu, vươn tay mò năm sáu lần, rốt cuộc túm được giày của gã, gắng sức cởi ra, lặp lại nói, ngủ đi, quân thượng. Thiên Lang quân bị y ấn xuống sạp, đắp lên cái chăn, bình luận, ngươi càng ngày càng giống bà mẹ già. Gã thở dài một hơi, ngươi cho là cậu đây toàn chiêu ngươi sao? Vừa không khuyên ta thu tay lại, vừa không tìm đường lui cho mình chúc chi lang ngươi như vậy sau này nên làm cái gì bây giờ quả nhiên vẫn là không thể nào chán ghét con người thiên lang quân đã nói với thẩm thanh thu như vậy nghe câu này trong lòng của chúc chi lang kỳ thật có chút vui mừng thay gã quân thượng rốt cuộc thừa nhận gã chưa bao giờ thay đổi cách nghĩ chân thực rốt cuộc không cần miễn cưỡng chính mình nữa trong cảnh đá rơi bụi bay thiên lang quân lẩm bẩm nói hầy chúc chi lang dáng vẻ này của ngươi thật sự không đẹp chỗ nào hết cái này thì khỏi phải tranh luận nó nghĩ, nó còn có một chút khí lực, đủ trông đỡ trong chốc lát, sẽ không để cho quân thượng với nó chết cùng nhau. Không cần lo lắng chết cùng nó sẽ mất nghị quan, mai cốt lĩnh nổ vang trời hóa thành cho bụi, một cự xa hướng về trung tâm lạc xuyên đang phát ra ánh sáng bạc. Kỳ thật thẩm thanh thu không nghe hết lời nói của thiên lang quân, phía sau còn một câu thấp giọng chỉ có chúc chi lang nghe được. Gã nói, nhưng mà, thích một người, tại sao khó như vậy? Ngay lúc đó Trúc Chi Lang chẳng mỉm cười nổi, cũng không nói được chỉ là băn khoăn, thè lưỡi, thè đến mức thiên lang quân đầy mặt nước miếng xa. Nó nghĩ, thật sự là rất khó. Nhưng mà, có khó đến mấy cũng không khó bằng, phải khiến một con tim ngừng việc thích ấy lại, tương đương. chương 89, phiến đoạn đặc sắc của Xuân Sơn Hận Theo thứ tự thì đây sẽ là đâm máy bay kỳ ngộ ký một, nhưng cách sắp xếp các chương PN rất lung tung, để đỡ bị ngắt quãng sút sẽ đặt các chương liên quan cạnh nhau nhé phiến đoạn đập sắc của Xuân Sơn hận hai chân của Thẩm Thanh Thu vắt trên lưng của Lạc Băng Hà, da thịt bắp đùi trắng mịn vô ý thức cọ động trên lưng y, Thẩm Thanh Thu hấp tuyến nói, đợi đã, ngươi bình tĩnh một chút. Vừa vào cửa đã xách người lên giường lột quần, tình huống gì? Đây lại là chịu kích thích gì? Thân thể Lạc Băng Hà kẹt giữa hai chân hắn lại nhích lên trước một đoạn, nói, nhưng mà hôm nay đệ tử thấy được một thứ vô cùng thú vị, chỉ sợ trong vòng vài ngày đều không bình tĩnh được. Làm sao đây sư tôn, thẩm thanh thu chấn định nói cái này còn không dễ làm là thứ gì người lấy tới để vi sư xem xem sau đó chúng ta tham luận một phen trước đó lấy cho vi sư cái quần mới với đai lưng lên đây lạc băng hà gật đầu trực tiếp xem nhẹ câu cuối cùng nói tốt vậy thì cho sư tôn coi một chút y không nhanh không chậm từ trong lòng lấy ra một quyển sách mỏng manh quyển sách nhỏ kia màu sắc rực rỡ nhìn qua vô cùng tươi đẹp hơn nữa còn rất quen mắt thẩm thanh thu đang hồ nghi Lạc Băng Hà lật dở sách, thẳng thắt lưng, lanh lành đọc ra, khi về đêm, Lạc Băng Hà nằm ở trên giường, trằn trọc. Quen ngủ phòng chứa củi đất lạnh, bỗng nhiên nằm giường, ngược lại khó có thể ngủ. Nhất là sư tôn tâm tâm niệm niệm đang nằm cách đó không xa, chỉ cách một tầng bình phong, một tầng xa chướng, sự hỏi han ân cần, niềm nở thân thiết ban ngày như ở trước mắt, lại phảng phất có một tà hỏa đặt ở trong bụng, càng đốt càng vượng, càng dập càng cao. Thẩm thanh thu, lạc băng hà mặt không đổi sắc, tiếp tục đọc. Lạc băng hà sờ lên giường, xì xa xì soạt cười vạt áo trung y của thẩm thanh thu, tiến đến vải nội y, chỉ cảm thấy bóng loáng nhẵn nhụi, xương cốt mềm dẻo. Ý loạn tình mê, thần trí mê mang, xé rách đai lưng thành hai đoạn. Thẩm thanh thu nhìn liếc đai lưng trên mặt đất vừa mới bị lạc băng hà xé rách, da gà nổi lên toàn thân. Hắn nói, đủ rồi. Lạc băng hà khép hở cuốn sách, dương mắt nghiêm trang nói, trong này nói, đệ tử phá thân chính là đêm dọn khỏi phòng chứa củi kia lửa tình tăng vọt, dâm tâm nổi lên, đêm khuya lần mò vào nội thất trúc xá, đem sư tôn đang bị ác mộng kiềm chế, không thể động đậy, làm thế này, thế nọ, ân ái lưu luyến, cho đến bình minh. Cái quỷ gì, nhớ không lầm lạc băng hà khi đó mới 10 năm tuổi đi. Táng tận thiên lương, phát rồ phát dại, lạc băng hà vừa lật vừa nói, lạc băng hà, trong sách này, ngoại trừ lớn gan hơn đệ tử, dám nghị dám làm, thì tâm tư đối với sư tôn, cũng giống 89 phần 10 thẩm thanh thu âm thanh gần như biến điệu. Nếu ngươi thực sự, dám làm, đến vậy, vi sư chỉ sợ đương trường lấy đi mạng nhỏ của ngươi. Lạc băng hà cúi xuống, hôn vành tay của hắn, nhiệt khí ma sát bên lỗ tai của hắn, làm nũng nói, sư tôn, không phải người nói, muốn cùng nhau tham luận sao. Tốt xấu nên xem thêm vài cái, không dám xem, sợ mù mắt chó Titan không có chỗ thay. Lạc băng hà cười hì hì nói, không muốn xem, vậy để tử kể cho người nghe. Y trầm bổng nói, kể từ sau đêm sư tôn thất thân với lạc băng hà hung hăng trách phạt đệ tử ngỗ nghịch này một chút có ý muốn đuổi y khỏi thương khung sơn phái cuối cùng lại không đành lòng xuống tay chỉ lạnh lùng đối đãi cho đến tiên minh đại hội dị biến nổi bật thầy trò chia lìa trằn chọc mấy năm sau khi gặp lại thẩm thanh thu rốt cuộc bị lạc băng hà tóm chính diện đến a sư tôn người xem đoạn trong thủy lao huyễn hoa cung viết ngoạn mục cực kỳ thẩm thanh thu không lay truyền được y lại thật sự có điểm tò mò nhất thời không kiềm chế được, khóe mắt liếc một chút. Chỉ một chút như vậy, trực tiếp bị xét đánh nát bét. Xuân Sơn hận kiếp 37 chi thủy lao tình khiếu thẩm thanh thu lắc đầu, miệng nói không rõ. Lạc băng hà, ngươi, ngươi buông tha ta. Lạc băng hà cầm hai cánh mông của hắn, vuốt ve mấy cái, tách ra hai bên, buộc tiểu huyệt bị trà đạp vô số lần kia phải lộ ra. Y cười nói, sư tôn, ngươi hiện tại khóc đòi ta buông tha ngươi, lúc trước có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay thẩm thanh thu khóc nức nở không ngừng sưng lên rồi nhét không vào được nữa quả nhiên sưng rất lợi hại gần như không thể nhìn được một vòng thịt sưng đỏ đến phát sáng chặt chẽ khép kín nhìn qua rất khó đột phá lạc băng hà tâm sinh vài phần thương tiếc nhưng rất nhanh nhớ tới dáng vẻ thẩm thanh thu năm đó vứt bỏ mình hận ý kích động lãnh khốc vô tình mà động thân vào chỉ cắm non nửa đã cảm thấy dị thường khó khăn bởi vì huyệt thịt sưng đỏ càng ẩm ướt nóng bỏng hơn bình thường nhưng cũng càng chặt thẩm thanh thu khóc đến lê hoa đái vũ, hức hức hít khí, bị côn THT mạnh mẽ đột nhập đâm đến đổ máu. Miệng vết thương trên nội bích nhỏ bị quét qua, có lẽ cắm thêm vài phân nữa sẽ đổ máu. Sắp hỏng rồi, sắp nát rồi, đau, thẩm thanh thu hai tay bị trói phí công dãy sụa vặn vẹo, thủy chung không được giải thoát. Thẩm thanh thu, cái đệt mợ nó đây là cho vui gì? Hàng lê hoa đái vũ này CMN là ai? Hàng tà mị cuồng quyến này là ai? rõ ràng mỗi lần trên giường khóc lợi hại nhất là Lạc Băng Hà được không? Lạc Băng Hà đọc xong, bình luận, nếu đổi là đệ tử, nhất quyết không làm ra việc cưỡng ép bậc này. Sư Tôn chỉ cần nhăn mặt cho mày, đệ tử liền không hạ thủ, sao có thể đến mức khóc giống còn không bỏ qua? Cách xử lý ở chỗ này, có hơi phi thực tế. Đầu chỉ phi thực tế, Thẩm Thanh Thu rất muốn kiện tác giả A, OOC, OOC đến mức vô biên giới, Xuân Sơn hận cái yếu gì? căn bản chính là văn hentai tai đồng nhân APS, sao, OOC đến tận chân trời, cư nhiên còn có thể hot như vậy, sao, APS, Real Person Slash Boy Lắp dựa trên người thật, đồng nhân văn đam mỹ. Trách không được dĩ vãng luôn nghe người ta nói, văn càng lôi càng dễ trở thành văn hot trong giới. Không đúng trọng điểm không phải đây, thẩm thanh thu nguyền rủa người viết sách hentai tai soạn nhạc hentai tai này cả đời không dậy được. Cầu độc thân, đáng cả đời phế, phế đến chết cũng không cưới được bà xã, Lạc Băng Hà nói sư tôn cớ gì sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Tình tiết phía sau, càng thêm du dương trầm bổng khiến người ta vỗ tay tán dương. Tuy nói trong năm năm kia, ta tôn trọng thân thể sư tôn như thánh, chưa từng làm gì khinh nhờn, nhưng cuốn sách lưu truyền trên phố này, những tình tiết mới lạ này, xem xem cho vui, cũng đâu có sao. Thẩm thanh thu liếc mắt một cái xem tiêu đề, xuân sơn hận kiếp 49 chi 5 năm, năm đợi chờ hư vô. Trứng rơi xuống đất vỡ tan, không phải chứ, không phải chứ không phải chứ, tiêu đề này, cánh cửa đến thế giới mới cũng không tha, không đến mức khẩu vị nặng như vậy đi, sự thật chứng minh, thẩm thanh thu đã đánh giá thấp cực hạn của tác giả Xuân Sơn Hận. Ánh nến rung động, thẩm thanh thu cho dù vô chi vô giác, nhưng mi xanh môi hồng, cả người đều nhiễm một tầng xuân sắc, lạc băng hà đưa hai tay mềm mại của hắn đặt lên sau cổ, rồi mới hôn môi, nhìn như thẩm thanh thu tỉnh lại, chủ động ôm lấy cổ lạc băng hà hôn trả lại. rèm rơi xuống đất, không gió mà lay động, liều chết trong triền miên quần áo hỗn độn la liệt trên mặt đất trong màn lụa lay động không ngừng truyền đến tiếng thở dốc trầm thấp của lạc băng hà thẩm thanh thu không hề tức giận ghé vào người lạc băng hà bị cánh tay kiên cố của y kéo vào trong ngực hai đầu vê sao đều bị mút đến xương đỏ giống hai quả nho nhỏ trên mông đều là dấu tay xanh tím nhục huyệt dưới thân còn đang ngậm dương căn nửa cứng rắn ướt đẫm thẩm thanh thu lôi khóc như thế cũng có thể xuống tay khiêu chiến tam quan khiêu chiến cực hạn đạo đức Nghe nói đàm mẽo sinh tử văn rất hot ông trời phù hộ xuân sơn hận ngàn vạn lần không có, ngàn vạn lần không có tình tiết sinh tử cảm ơn a à. Vài trang vội vội lật qua, ngay sau đó, lại là một thần lôi vang trời. Xuân sơn hận kiếp 55 chi thiên ma tả máu lồng ngực hai người dính chặt vào nhau, lạc băng hà cảm giác người trong ngực ra thịt nhẵn nụi non nớt, ngâm trong sơn tuyền, lại càng trơn bóng. Y không nói một lời ôm thầm thanh thu, cúi đầu hôn thật sâu, khi thì cắn cánh môi của hắn nhẹ nhàng xé rách khi thì tham nhập đầu lưỡi, ở trong miệng hắn tàn sát bừa bãi dây dưa. Thẩm thanh thu mặc dù không tình nguyện, nhưng thiên ma máu ở trong bụng tác quái, cả người vô lực, hơn nữa bị hôn đến mức thở không nổi, ngực phập phồng bất quy tắc, đầu vê sao cọ độc ở trên cơ thể lạc băng hà, dần dần đứng thẳng. Bất chi bất giác bị tách mở hai chân, lạc băng hà xông mạnh vào. Tuy rằng hai người lăn qua lăn lại một thời gian dài, thẩm thanh thu đã sớm thích ứng được cự vật của lạc băng hà, nhưng đột nhiên xâm nhập, vẫn cực kỳ khó chịu. Nhất là giây phút con THT đâm mở tràng bích, nước xuôi ấm áp cũng nhân cơ hội tràn vào, miệng phía dưới uống không ít nước, hai chân vắt trên eo lạc băng hà nhất thời kẹp chặt, tràng bích cũng run lên không ngừng. Lạc băng hà chỉ cảm thấy lỗ nhỏ kia vừa xiết vừa hút, sảng khoái vô cùng, mạnh mẽ vuốt ve thịt mông thẩm thanh thu, vừa kêu hắn thả lỏng, vừa điều chỉnh tư thế. Dù sao bị thao nhiều ngày, đã bị làm thành quen, thẩm thanh thu chỉ chốc lát sau đã noãn khí dưng dưng trách mắng, cút. Lạc băng hà cười nói, sư tôn ngoài miệng mắng chửi như vậy, nhưng thân thể lại không nghe sai khiến đâu. Thẩm thanh thu cắn răng không cam lòng nói, nếu không phải ngươi cho ta uống máu độc kia. Ta sao có thể bị bạch nhãn lang ngươi làm nhục như vậy? Dưới sự thao túng của thiên ma máu, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn tách hai chân càng rộng mở, thả lòng hậu huyệt, tiện cho lạc băng hà thao lông. Huyệt thịt nguyễn mị hàm chứa lạc băng hà, tinh tế hút lấy. Thẩm thanh thu càng thở gấp càng loạn, khóc không ra nước mắt, bị đâm rất ác liệt, bèn mím chặt môi, trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ nhẹ. Lạc băng hà một tay kéo mông hắn, bảo trì phần dưới hai người liên kết chặt chẽ, một tay không nhẹ không nặng mà vỗ cánh mông tuyết trắng của thẩm thanh thu, cắm một chút vỗ một cái, vỗ đến mức thẩm thanh thu xấu hổ giận dữ vạn phần. Một vòng qua đi, nghỉ ngơi chưa tới một lát, lạc băng hà ôm hắn ra khỏi nước. Rời khỏi nước thì lạnh, tay chân lẫn hậu huyệt thẩm thanh thu đều co lại lạc băng hà giống như hiến tế đặt hắn lên một tảng đá lớn cạnh ôn tuyền màn trời chiều đất ôm thành một đoàn tảng đá lạnh lẽo thẩm thanh thu vừa mới nằm trên đó liền một trận vặn vẹo hắn màu da trắng nõn vừa mới trải qua một hồi kịch liệt bị nước suối bốc hơi quanh thân phiếm da hồng nhạt diễm lệ mắt đen như sao điểm trong thủy quang nhộn nhạo tan dã, vừa mệt vừa buồn ngủ nản lòng thoái chí quay đầu đi không chịu nhìn thẳng nghịch đồ lạc băng hà lạc băng hà chen ở giữa hai chân hắn khiêng đùi trắng nõn lên dầu vai dương cú phịch một cái thẳng tiến vào không nhanh không chậm chiều sát nội bích mỗi một tấc đều bị trông đỡ đến cực hạn bị hung hăng trả qua nếp vằn nơi động khẩu cũng trông đỡ đến mức trơn nhẵn thẩm thanh thu mê di cưỡng di bức di đa dạng trông chất tác giả chơi rất vui vẻ nhỉ. lạc băng hà trầm chậm, chậm nói kỳ thật ta chưa từng nghĩ tới thiên ma máu còn có thể dùng như vậy thẩm thanh thu im lặng không nói hắn cũng không ngờ ôn tuyền ở địa cung ma giới của Lạc Băng Hà, còn có thể dùng như vậy. Lạc Băng Hà nói, mở mang kiến thức rồi. chương 90, phiên ngoại, Lạc Thầm CP tương tính tùy tùy tiện tiện 100 câu hỏi. Đối tượng phỏng vấn câu hỏi, Lạc Băng Hà nhân thẩm thanh thu người chủ trì câu hỏi, Đầm máy bay lên rời cung cấp câu hỏi, hệ thống hệ thống của đầm máy bay lên rời tuyên bố một nhiệm vụ. Một quyền câu hỏi quỷ dị, cả quyền câu hỏi không biết rốt cuộc muốn điều tra cái gì, càng về sau, vấn đề càng khó nhìn thẳng nhưng mà có khó nhìn thế nào hắn cũng phải kiếm chút điểm số đúng không vứt bỏ tôn nghiêm vốn chẳng bao nhiêu phân lượng cầu xin thẩm đại thần xong thẩm thanh thu rốt cuộc đồng ý dẫn cái đứa mà hắn nuôi lớn à không là đồ đệ mà hắn nuôi lớn tới hoàn thành quyền câu hỏi này vì thế dưới đây là tình hình thực tế của máy bay thượng thanh hoa xin hỏi tên của ngươi là lạc băng hà vừa mới ngồi xuống liền nghe được vấn đề này chân mày cau lại không vừa lòng nói ngay cả tên cũng không biết còn hỏi cái gì thượng thanh hoa tuổi của ngươi là nói thật thẩm thanh thu còn không biết tuổi cụ thể của thân xác này hắn ngẩng đầu lên nói với thượng thanh hoa không phải ngươi rõ hơn sao thượng thanh hoa chuyển bút lông thầm nghĩ vấn đề này hắn cũng không nghĩ tới a à, không bằng tùy ý vì thế lông tung hai bút viết hai con số lên thượng thanh hoa giới tính của ngài là mở màn liên tiếp ba câu hỏi thiểu năng lạc băng hà đã chẳng màng đáp lại thẩm thanh thu cũng không thể nhịn được phân ở kênh tuần ái ngươi nói coi nếu ai hay lên trang chủ Tấn Giang thì chắc biết, phân loại có bốn kênh chính, tiểu thuyết muôn tình, tiểu thuyết thuần ái, vô CP, tiểu thuyết diễn sinh, tiểu thuyết nguyên sáng. Tiểu thuyết thuần ái chính là thứ mà chúng ta vẫn gọi là tiểu thuyết đam mỹ. Thượng Thanh Hoa yên lặng gạch đi hơn 30 câu hỏi vô nghĩa tương tự trên quyền, một lần nữa hỏi, xin hỏi tính cách của ngươi là thế nào? Thẩm Thanh thu nghĩ nghĩ, nói, còn tốt, thẩm mỗ coi như người dễ dàng ở chung, là băng hà nói, không biết, Thượng Thanh Hoa. Tính cách của đối phương thì sao? Thẩm Thanh Thu đếm ra từng cái, ma thích khóc, tim thiêu nữ, não luyến ái, bệnh chung nhị, dính như keo. Lạc Băng Hà trong mắt lóe ra thủy quang, giống như bị coi thương, có chút tổn thương, vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi, tính cách của sư Tôn đương nhiên là tốt nhất. Vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, lại chu đáo. Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên có chút ngượng ngùng a à chuyện gì thế này? Hắn ho khan hai tiếng, sửa lời nói, đứa nhỏ này tính cách kỳ thật cũng không tệ lắm có ưu điểm hơn nữa khó được nghe lời thế là đủ rồi hai gò má lạc băng hà choáng váng thượng thanh hoa tẻ nhạt nói hai người là khi nào thì gặp nhau ở nơi nào câu hỏi này hắn biết đáp án a lạc băng hà nói lần đầu tiên gặp sư tôn là thời điểm vừa mới thông qua khảo hạch nhập môn của thương khung sơn thẩm thanh thu không thoải mái lắm khi đó lạc băng hà gặp được không phải hắn mà là hàng nguyên bản hơn nữa đó cũng không phải hồi ức tốt đẹp gì hắn phe phề quạt nói qua qua, Thượng Thanh Hoa, ấn tượng đầu tiên với đối phương là, Lạc Băng Hà tiếp tục hồi ức, nhẹ phiêu phiêu nói, tiên nhân cao cao tại thượng, xa không thể với. Thẩm Thanh Thu ăn ngay nói thật, một cái bánh bao nhỏ. Còn là một mầm non tiểu soái ca, Thượng Thanh Hoa, thích đối phương điểm nào nhất, Thẩm Thanh Thu mặt mũi hiền lành nói, đủ nghe lời. Lạc Băng Hà mỉm cười, điểm nào của sư tôn ta cũng thích. Thượng Thanh Hoa, chán ghét đối phương điểm nào nhất, Lạc Băng Hà quyết đoán nói, không có thẩm thanh thu thấy y đáp cứng như thép có điểm cảm động có qua có lại cũng nói không có nếu thật sự nói chán ghét điểm nào nhất để y khóc trước mặt người ngoài thì cũng mất mặt lắm thượng thanh hoa ngài xưng hô đối phương thế nào lạc băng hà đần độn vô vị quay đầu nói sư tôn mấy vấn đề này thật làm cho người ta thấy khó hiểu rốt cuộc là chúng ta tới làm gì thẩm thanh thu bình tĩnh nói băng hà ngoan đi ngang qua mà thôi coi như cứu thượng sư thúc của ngươi một mạng đi thượng thanh hoa, hy vọng đối phương xưng hô ngươi thế nào? Lạc băng hà đỏ mặt, thẩm thanh thu thấy y thẹn thùng như vậy, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, khoát tay nói, qua. Qua qua qua, thượng thanh hoa tựa hồ muốn nổ, giống lên, qua cái gì? Câu nào cũng qua qua qua, còn có gì để mà hỏi? Băng ca, sư điệt ngươi cứ nói thẳng. Lạc băng hà lo sợ liếc thẩm thanh thu một cái, nhỏ giọng nói, tựa như vợ chồng bình thường xưng hô lẫn nhau vậy. Thượng thanh hoa lập tức nói, thầm đại thần, ngươi nghe thấy không, băng. Sư đệ muốn xưng hô vợ chồng với ngươi, tướng công, phu quân, lão công, ngươi chọn một cái đi. Thẩm thanh thu nói, ngươi câm miệng. Thượng thanh hoa, nếu so sánh với động vật ngươi cảm thấy đối phương là, lạc băng hà không cần nghĩ ngợi nói, bạch hạc. Thẩm thanh thu nói, động vật không nghĩ ra được, thực vật thì có, hắc liên hoa đi, lạc băng hà khó hiểu nói, sư tôn, hoa sen cũng có màu đen sao. Thượng thanh hoa, nếu muốn tặng quà cho đối phương sẽ chọn. Bản thân muốn nhận quà gì? Lạc băng hà nói, chỉ cần sư tôn mở miệng, bất cứ vật gì ta cũng dâng. Thẩm thanh thu thành thật nói, hình như không có gì đặc biệt muốn có. Làm phong chủ một đỉnh, thật đúng là không có gì khó tới tay. Nghĩ như vậy, thực sự có một cảm giác lãng phí khi ngồi trên núi vàng. Băng hà nói, ta đây muốn sư tôn ai cũng không để ý, theo ta ba ngày. Thượng thanh hoa liếm liếm mỏi bút, lầu bầu nói, sao không dứt khoát theo ngươi cả đời luôn. Lạc băng hà lắc đầu nói, sư tôn sẽ không vui. Thấy y ảm đạm mất hồn, trông như oán phụ, thượng thanh hoa nghẹn họng nhìn chân chối, thẩm thanh thu lại thập phần bình tĩnh, Người đứa nhỏ này, lại nghĩ vớ vẩn vì sư không vui chỗ nào. Thượng thanh hoa, quan hệ hai người tiến triển tới trình độ nào? Thẩm thanh thu nói, nên làm đã làm, không nên làm cũng đã làm. Lạc băng hà ủy khuất nói, tại sao lại có không nên làm? chẳng lẽ sư tôn cảm thấy chúng ta là không nên làm sao thẩm thanh thu nói không có nếu thật sự không nên làm vì sư sẽ không để cho ngươi làng thượng thanh hoa hai người lần đầu hẹn hò là ở nơi nào lạc băng hà nói huyễn hoa cung thủy lao thượng thanh hoa thẩm thanh thu bằng ca ngươi gọi đó là hẹn hò hả thượng thanh hoa khi đó không khí của hai người thế nào lạc băng hà không tốt lắm căn bản không phải dùng không tốt lắm là có thể hình dung được không Thượng Thanh Hoa, địa điểm thường xuyên hẹn hò là, Thẩm Thanh Thu một tay chống cằm, vừa mở mắt, nhìn thấy chính là y. Nhắm mắt lại, trong mộng nhìn thấy vẫn là y, cái này có tính là giờ phút nào cũng hẹn hò không? Lạc băng hà thật cẩn thận nói, sư tôn cảm thấy phiền sao? Thẩm Thanh Thu sờ sờ lưng của y, nói, không đâu. Người chính là nghĩ nhiều, Thượng Thanh Hoa thẩm nghĩ, yêu đương với băng ca, không đúng, với băng muội thực mẹ nó mệt a à? Mấy câu hỏi vừa nãy, thẩm đại thần nịnh y ba lượt. Tìm thủy tinh vỡ vỡ dính dính, khi nào thì xong. Phiền chết, thẩm thanh thu giống như giáo viên nhà trẻ trong em bé vậy. Thượng thanh hoa, do bên nào tỏ tình trước, lạc băng hà, ta, thẩm thanh thu, đương nhiên là y, thượng thanh hoa, đối phương làm gì sẽ khiến ngươi hết cách. Thẩm thanh thu buông tay bất đắc dĩ nói, hễ y khóc suốt mướt ta liền hết cách. Lạc băng hà nói, một khi sư tôn giận, ta sẽ hết cách. Thượng thanh hoa ư hừ một tiếng, rung chân, vừa ghi chép vừa ném đá nội tâm, Quả nhiên y hệt em bé và cô giáo nhà trẻ. Thượng Thanh Hoa, khi hai người ở bên nhau, chuyện khiến người tim đập thình thịch là. Lạc Băng Hà nghiêm túc nói, thời điểm xoa đầu, dậy ta. Thẩm Thanh Thu nói, à, thời điểm nước mắt lưng chồng cầu xin ta chuyện gì đó. Lạc Băng Hà nói tiếp, còn có thời điểm mắng ta, đánh ta. Y rất say mê, Thẩm Thanh Thu tập mãi thành quen. Thượng Thanh Hoa yên lặng chú thích bên cạnh tên của Lạc Băng Hà, bệnh em ở giai đoạn cuối. Thượng Thanh Hoa. Người từng nói dối đối phương chưa? Người giỏi nói dối không? Vừa mới hỏi xong vấn đề này, hắn tự tin mười phần viết thêm sau tên Lạc Băng Hà ba chữ to, nói dối tinh. Lạc Băng Hà nói, có, nhưng không bao giờ nữa. Thượng Thanh Hoa, từng cãi nhau chưa? Đều là cãi nhau kiểu gì? Thẩm Thanh Thu thở dài, cãi to lắm. Hiện tại ngẫm lại, cũng không biết vì cái gì, kỳ thật đều có thể tránh được. Lạc Băng Hà hờn giận nói, cứ hỏi mấy vấn đề này làm gì? Không đâu làm sư tôn không vui. Thượng Thanh Hoa duỗi tay, trách ta sao? Thượng Thanh Hoa, lúc sau hòa hảo như thế nào? Thẩm Thanh Thu phất tay nói, trịch 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 giải cứu thế giới. Thượng Thanh Hoa, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? Thẩm Thanh Thu hỏi ngược lại, ngươi nghe qua Xuân Sơn hận chưa? Vấn đề kế tiếp, một đường đi xuống không phanh. Thượng Thanh Hoa hắng giọng một cái, xin hỏi ngươi là bên công hay bên thủ? Lạc băng hà khó hiểu, có ý gì? Y không hiểu thật, còn Thẩm Thanh Thu làm bộ không hiểu, phe phẩy quạt nói, ai biết có ý gì, qua qua qua. Thượng Thanh Hoa, tại sao quyết định như thế? Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, ta cũng không biết, chẳng biết tại sao cứ như vậy định rồi. Đại Khái, nhìn y đáng thương. Lạc băng hà nghi hoặc nói, ta còn không hiểu đang hỏi cái gì. Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ đỉnh đầu y, nói thâm thía, không hiểu không sao. Dù sao người cũng không thiệt, Thượng Thanh Hoa, địa điểm lần đầu quan hệ xác thịt là. Thẩm Thanh Thu đang muốn trả lời, Lạc băng hà giành nói, thanh tĩnh phong thẩm thanh thu, mai, lạc băng hà lại giành nói, thanh tĩnh phong, chúc xá. Thẩm thanh thu nghĩ thầm, được rồi, lạc băng hà là sẽ không thừa nhận lần đầu tiên thất bại vậy đâu. Thanh tĩnh phong thì thanh tĩnh phong, không có gì mà phải tranh cãi, kệ ý đáp, cũng không sửa đúng. Thượng thanh hoa, cảm tường lúc đó là, thẩm thanh thu không lên tiếng, nếu ăn ngay nói thật, vậy cũng chỉ có ba chữ, đau đau đau, ở trước mặt người khác cũng quá mất thể diện của lạc băng hà. Lạc băng hà ủy oải nói, sư tôn thật tốt, nhưng mà ta thật vô dụng, thượng thanh hoa, buổi sáng đêm đầu tiên, câu thứ nhất ngươi nói là. Lạc băng hà, sư tôn, bữa sáng làm xong rồi. Thẩm thanh thu, cái gì cũng đừng nói, mặc quần áo vào đã. Thượng thanh hoa, số lần trung phòng mỗi tháng, thẩm thanh thu không thể tưởng tượng ai rãnh rỗi tinh mấy thứ này. Còn nữa, tại sao câu hỏi luôn phát triển theo hướng rất kỳ quái? Lạc băng hà nghiêm túc nói, đại khái tính ra, ba ngày một đêm. Nếu sư tôn vui mừng, thỉnh thoảng đồng ý hai ngày khiến cho ta đụng vào một lần thượng thanh hoa cắn cắn can bút vừa ghi chép soàn soạt vừa nói thầm cái này không khoa học a à? theo thiết lập của ta từ đầu tháng muốn làm đến cuối tháng không gián đoạn cũng không có vấn đề gì a à? thượng thanh hoa tình huống bình thường địa điểm quan hệ xác thịt là thẩm thanh thu nói y có chấp niệm với trúc giá. lạc băng hà cười tủm tỉm gật đầu ừ thượng thanh hoa nơi ngươi muốn nếm thử bíp là thẩm thanh thu nói đến chỗ nào chả phải làm đổi nơi làm gì lạc băng hà ung dung nói bách chiến phong bốn phía một mảnh lặng im lạc băng hà bình tĩnh nói võ trưởng bách chiến phong thẩm thanh thu bằng cô bằng giờ phước thượng thanh hoa bằng cô bằng không muốn sống nữa hay là không biết xấu hổ thượng thanh hoa khi hai người biết có ước định gì không lạc băng hà đau nhất định phải nói cho ta biết nhất định a à, thẩm thanh thu không được khóc thượng thanh hoa ta nói các ngươi có phải hiểu lầm hàm nghĩa của từ ước định này không? Thượng Thanh Hoa, đối với ý nghĩ nếu không chiếm được trái tim, ít nhất cũng phải chiếm được thể xác, ngươi đồng ý hay phản đối? Thẩm Thanh Thu không đồng ý nói, ý nghĩ của loser, của kẻ thất bại. Lạc Băng Hà nói, không có trái tim, cân thể xác có tác dụng gì? Thượng Thanh Hoa lòng chua sót không thôi, Lạc Băng Hà ở dưới ngòi bút hắn, rõ ràng chính là một con ngựa đực theo đuổi dục vọng bíp, em gái bị cưỡng bíp phải có ít nhất hai chữ số hắn biết tại thế giới kỳ lạ này lạc băng hà biến thành gây, nhưng mà rốt cuộc làm sao y từng bước từng bước, lưu lạc đến mức này. Thượng Thanh Hoa, nếu đối phương bị côn đồ cưỡng, hủ, gian, người sẽ làm như thế nào? Câu hỏi này quá chủ nghĩa hiện thực rồi, thẩm Thanh Thu không nói gì một lúc lâu, rồi nói, ai mà nghĩ không thông tới cưỡng gian y, muốn chết cũng tìm cái chết tốt đẹp chút không được sao? Lạc băng hà phất phất tay áo, chậm rãi nói, làm thành nhân côn, ném vào vực thẳm vô gian, còn phải nghĩ cách khác, chậm chậm bảo chế, chơi 10 năm mới giết. Thượng Thanh Hoa, nếu bạn tốt nói với ngươi ta rất tịch mịch, cho nên chỉ có hôm nay, mời, cùng quan hệ xác thịt, ngươi sẽ. Lạc băng hà hờ hững nói, ta không có cái loại bạn bè không biết liêm sỉ này. Ta không cần bạn bè. Thẩm Thanh Thu cúi đầu thổi thổi lá trà trong chén, uống một hơi, nói, ta cũng không có. Lạc băng hà hoài nghi nói, vậy sao, liễu, sư thúc sẽ không làm việc như thế, nước trà phun ra đầy đất. Thượng Thanh Hoa bị trà văng lên nửa người đi đổi một bộ quần áo sạch sẽ trở về, tiếp tục vấn đề. Người cảm thấy mình am hiểu chuyện phong thê không? Đối phương thì sao? Thẩm Thanh Thu ha ha cười gượng, lạc băng hà trực khóc. Thẩm Thanh Thu thấy y mây đen đầy mặt, thái độ thống khổ khôn kề, trong lòng thương tiếc, chuyển hướng Thượng Thanh Hoa, cả giận nói, giữa người với người không nên nhắc chuyện riêng tư biết chưa? Qua, Thượng Thanh Hoa ngoáy ngoáy lỗ tai, kiểu gì cũng trách ta. Thượng Thanh Hoa, có hứng thú với S tương đương M không? lạc băng hà nói đó là cái gì sư tôn vì thứ ta nghe không hiểu càng ngày càng nhiều thẩm thanh thu nói á chính là hỏi ngươi có thích ta đánh ngươi không có thích ta chửi ngươi không hoặc là bị ta dùng kim đâm một nhát dùng lửa đốt một phát ngươi có cảm giác không lạc băng hà hơi hiện ngượng ngùng ôn nhu nói đã là sư tôn vây nên đệ tử lại sao lại không thích thượng thanh hoa hiểu rõ bút vung lên lạc băng hà rất có hứng thu s tương đương m thượng thanh hoa chuyện phòng thê khá đau khổ chính là lạc băng hà quá nhỏ thẩm thanh thu quá lớn thượng thanh hoa thầm mắng một câu thầy trò đều mặt dày bút vung lên tự hiểu thượng thanh hoa từng có chuyện bên tù chủ động dụ dỗ không thẩm thanh thu chỉ chỉ mình ta ta nhìn giống loại người đó sao thượng thanh hoa lầu bầu nói khó nói a à, kỳ thật ngươi xem ra cũng thẳng thắn thượng thanh hoa thích được đối phương hôn chỗ nào lạc băng hà nói chán ngón tay môi toàn bộ mọi chỗ thẩm thanh thu bất đắc dĩ nói kỳ thật đứa nhỏ này không biết hôn chỉ biết cắn a à, thượng thanh hoa trong khi biết phương pháp có thể lấy lòng đối phương là thẩm thanh thu nói khen y có tiến bộ lạc băng hà nói không khóc thượng thanh hoa bút đi như gió không yên lòng thêm một câu yêu cầu của thẩm đại thần thật thấp thượng thanh hoa khi đó ngươi sẽ nghĩ cái gì thẩm thanh thu nói quyền câu hỏi này ai ra thế có kinh nghiệm không vậy thời điểm như thế trong đầu ngoại trừ trống giống còn có thể nghĩ cái gì thượng thanh hoa, quần áo là chính ngươi cười hay là đối phương hỗ trợ cười. Thẩm thanh thu nói, để ý tới, ta sẽ chẳng còn mấy bộ có thể mặc. Lạc băng hà biện giải nói, sư tôn, thời điểm như thế, ta sao có thể khống chế lực đạo. Thượng thanh hoa, một buổi tối đại khái mấy lần, thẩm thanh thu đau đầu nói, mấy lần, chuyện này còn ai thật sự đếm hả? Thượng thanh hoa lật một trang, còn định hỏi tiếp, lạc băng hà sớm mất đi tính nhẫn nại cười lạnh nói, thật muốn biết như vậy, hôm nay đếm xem sao xong rồi quay lại nói cho thượng sư thúc không được sao lạc băng hà quả nhiên là phái hành động nói đếm liền đếm thượng thanh hoa còn chưa kịp phản ứng y đã túm lấy thẩm thanh thu nói thứ cho không phục bồi đá cánh cửa ra khi thê ngất trời gió to ùa vào phòng thổi sấp câu hỏi hắn mới viết xong bay đầy đất thượng thanh hoa khóe miệng run rẩy không ngừng ngồi xổm người xuống nhặt mấy tờ giấy lên một lúc lâu sau bỗng nhiên muốn quỳ thẩm đại thần nhiệm vụ còn chưa có hỏi xong a, à. hệ thống đại thần đừng có trừ điểm nhanh như vậy, ít nhất cho ta chút thời gian a. À.